Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 44. Pháp môn thần cảnh sao, các người nhìn cho kỹ, tôi chỉ viết một lần, các người có thể lĩnh ngộ hay không, không phải chuyện của tôi. Mạc Phàm vươn một tay ra nói. Không thành vấn đề, Mạc tiên sinh cứ viết pháp môn ra là được, nếu không thể lĩnh ngộ thì không liên quan tới Mạc tiên sinh, chúng tôi sẽ làm theo cậu. Vị đạo sĩ kia hơi gấp gáp nói. Chắc chắn pháp môn thần cảnh vô cùng huyền ảo, cho dù Mạc Phàm viết thật ra, chưa chắc tất cả mọi người đã lĩnh ngộ được. Dù sao con đường tu luyện vẫn phải dựa vào thiên phú. Khi nói chuyện, trong mắt vị đạo sĩ này và những người khác chớp lóe tinh quang, ngoại phóng thần thức, nhìn chằm chằm tay Mạc Phàm. Cho dù tạm thời không thể lĩnh ngộ, nhưng chỉ cần ghi nhớ đủ công pháp, sau này cũng có cơ hội lĩnh ngộ. Mọi người ở đây đều là cao thủ tiên thiên. Ghi nhớ thông qua thần thức là chuyện rất đơn giản. Đương nhiên không ít người ngoài trừ vận dụng thần thức, còn dùng bí pháp, dáng vẻ như sợ không nhớ kịp. Đầu ngón tay Mạc Phàm sáng lên, viết xuống bốn chữ Hán như rồng bay phượng múa trên không. Tư chất thông thiên. Viết bốn chữ xong, ngón tay Mạc Phàm khẽ búng, linh khí tán đi. Đồng ý với các người, tôi đã thực hiện, các người có thể thả người tôi muốn ra chưa? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đám người này ngoại trừ ABC Mây ra, sắc mặt những người khác đều xanh mét. Mạc Phàm, đây là pháp môn thần cảnh cậu nói sao, cậu đang đùa chúng tôi à? Iga nghiến răng, tức giận hỏi. Vì pháp môn thần cảnh, ngay cả cánh tay của mình ông ta cũng bóp nát, chỉ nhận được bốn chữ này. Bốn chữ này cần Mạc Phàm nói sao, ai mà chẳng biết tư chất thông thiên có thể tiến vào thần cảnh. Nhưng tư chất này tiên thiên, hậu thiên vốn dĩ không thể thay đổi. Rõ ràng Mạc Phàm đang đùa giỡn bọn họ. Đùa các người đủ tư cách sao? Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Iga một cái, nói. Có lẽ chúng tôi không đủ tư cách, nhưng mà Mạc Phàm, cậu thân là đại sư lại chơi xấu như vậy, không khỏi quá bị ổi rồi. Vị đạo sĩ kia nắm chặt tay, trầm giọng nói. Vừa rồi lỗ mũi châu ông nói, nếu các ông không lĩnh ngộ được thì không liên quan đến Mạc Phàm đã viết pháp môn ra, tôi đã lĩnh ngộ được. Thế nào, lỗ mũi trâu, ông muốn lật lọng à? An Hiểu Hiên ôm bụng cười nói. Cô còn tưởng Mạc Phàm sẽ dùng kế hoãn binh, thật sự giao pháp môn thần cảnh cho đám người này, đổi lấy đám tiểu tuyết trước, sau đó lại ra tay với bọn họ. Ai biết Mạc Phàm dùng bốn chữ này để đuổi đám người kia, đúng là đùa rất hay, nên thu thập đám người đó như vậy. Vị đạo sĩ kia, trưởng môn của thần đạo giáo nhíu mày, thân thể vì tức mà phát run. Muốn nói gì đó nhưng đến miệng lại nuốt xuống, khuôn mặt đỏ bừng như có cây hoàng liên tác ở trong cổ họng. Đúng là ông ta có nói những lời này, nhưng mà... Bạch Vô Song che miệng cười, trong hoa anh đào bay lượn, trông cô vô cùng quyến rũ. Chư vị đại sư, bây giờ các vị nên thả người rồi. Sắc mặt mọi người khó coi, ánh mắt đám người bất thiện nhìn đám Mạc Phàm, không ai nói chuyện. Một lúc lâu sau... Một lão giả mặc tây trang để tóc dài màu tuyết trắng, trên mặt còn có một vết sẹo hừ lạnh một tiếng, đi ra. Tôi thấy không cần thiết phải nói chuyện nữa, nên ra tay thì hơn, AB đại nhân, chư vị, mọi người cảm thấy thế nào? Người đàn ông lạnh lùng nói. Mạc tiên sinh, cậu cảm thấy thế nào? Vẻ mặt AB xây mây lạnh nhạt hỏi, giống như từ lúc bắt đầu đã biết kết quả là như vậy. Tôi, chuyện này còn phải hỏi sao? Các người cảm thấy tôi tới đây để đàm phán à? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn tới đây không chỉ muốn mang tiểu tuyết và người bạch gia khác về, còn muốn diệt nhà Miyamoto, cho đến bây giờ đều không có ý định thỏa hiệp với bọn họ. Đương nhiên cũng không phải không thể thỏa hiệp, nếu người nhà Miyamoto tự sát hết, những người khác đưa bồi thường có thể đả động hắn, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng đám người này muốn pháp môn thần cảnh mới bằng lòng thả người, cũng được. Có bản lĩnh thì tới lấy đi. Còn nữa, ABC Mây, tốt nhất là ông lấy nguyên thần bản mệnh của ông ra, tuy phân thân này của ông ngưng thực, nhưng không phải là đối thủ của tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. ABC Mây này vẫn là phân thân, người khác không nhìn ra, nhưng muốn giấu được hắn, quá khó khăn rồi. Mạc Phàm vừa nói xong, ánh mắt mọi người nhìn về phía ABC Mây lại có thêm vài phần kính sợ. Phân thân này đã khiến bọn họ cảm thấy như ngọn núi cao, như đối diện với vực sâu, vậy mà vẫn chỉ là phân thân, như thế bản thể của ABC Mây mạnh cỡ nào. Còn các người nữa, có thể cùng tiến lên,
đánh bại tôi sẽ có khả năng đạt được pháp môn thần cảnh, nhưng nếu thua sẽ chết. Mạc Phàm không đợi ABC Mây trả lời, nhìn lướt qua những người khác nói. Những người ở trước người ABC Mây nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh, do dự một lát. Không thể không nói Mạc Phàm là một người rất nguy hiểm, nhưng so với nguy hiểm này, pháp môn thần cảnh càng mê người hơn, cùng ra tay với ABC Mây, tuyệt đối là cách pháp môn thần cảnh một khoảng, càng gần hơn nữa. Bởi vì nếu ABC Mây không phải đối thủ của Mạc Phàm, vậy chỉ có đại thần trong truyền thuyết Nhật Quốc mới đối phó được Mạc Phàm. Hai người quay về máy bay đi. Mạc Phàm không để ý đến đám người này, nói với Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên ở phía sau. Cậu cẩn thận một chút. Trong mắt Bạch Vô Song hiện lên vẻ lo lắng, dịu dàng nói. Đến nay bản thể của ABC Mây còn chưa xuất hiện, không biết bản thể sẽ mạnh tới đâu, Mạc Phàm nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Hai bọn họ lên máy bay, hai tay Mạc Phàm vũ động, một pháp ấn mắt thấy thành hình, rồi nhanh chóng ngừng lại. Cho các người thời gian suy nghĩ, đợi tôi thi pháp hoàn toàn, những người ở lại sẽ thành kẻ địch của tôi, các người cũng có thể ra tay bây giờ. Cho dù trên máy bay trực thăng có Ngao Thiên ở đó, nhưng vẫn cần thêm trận pháp phòng hộ nữa. Bởi vì tuy hắn biết đây không phải là bản thể của ABC Mây, nhưng không nhận thấy được sự tồn tại của ông ta. Thanh Phong Quyết. Máy bay trực thăng bay lên. Thương Long Tường Thiên. Sáu cái cánh xuất hiện xung quanh phi cơ trực thăng. Kim Cương Chú. Một màn hào quang màu vàng xuất hiện. Phong Ngâm Vô Thanh, Phong Hành Vô Hình, Phong Tường Vô Tướng. Hỗn Nguyên Bản Quy. Lôi Tiêu. Hỏa Thần. Một đám trận pháp phòng hộ hay tấn công xuất hiện trên máy bay trực thăng. Khí tức trên máy bay trực thăng đã khiến da đầu người ta run lên, áp lực vô hình đặt lên tim bọn họ. Những người đó thấy Mạc Phàm không có ý dừng lại, trong đó có mấy người do dự, bóng người nhoáng lên một cái, lùi về phía xa. Có người dẫn đầu, một đám người trước người ABC Mây ngoại trừ hai lão giả ra, những người khác đều rời đi. Muốn pháp môn thần cảnh, cũng phải còn mạng mới được. Mạc Phàm dùng liên tục nhiều pháp thuật như vậy, chỉ riêng điểm này bọn họ đã không thể so sánh được. Vẫn nên rời đi trước, nếu Mạc Phàm bị đánh bại, sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Đúng rồi, còn cái này nữa, Càn Khôn Nhất Thuấn. Mạc Phàm nghĩ một lát, đánh pháp ấn cuối cùng lên máy bay trực thăng. Ý niệm hắn vừa động, máy bay trực thăng bay về phía sau, dừng ở không trung cách không xa. Trong gió lạnh, ABC Mây lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, ông ta trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng. Hai người cũng lui ra đi. ABC Mây vẫy tay với hai người ở phía trước, nói. Đại nhân. Hai người không tình nguyện nói. Hai người không phải là đối thủ của cậu ta, ở đây cũng không có tác dụng gì, có tôi là đủ rồi. ABC Mây lạnh nhạt nói. Dạ, đại nhân. Hai người do dự một lát, vẫn lùi đến nơi cách trăm thước. Chỉ trong phút chốc, ở dưới núi Phú Sĩ chỉ còn lại Mạc Phàm và ABC Mây. ABC Mây nhìn Mạc Phàm, bước chậm về phía hắn. Ông ta vừa giơ chân lên. Hoa anh đào ở xung quanh bay lên như tinh linh, mở ra một con đường. Thậm chí có một số hoa anh đào còn lượn vòng trong không trung, giống như mỹ nhân nhảy múa, đi cùng với ABC Mây. ABC Mây đi đến nơi cách Mạc Phàm 10 thước, lúc này mới dừng lại. Mạc Phàm, cậu là người đầu tiên nhìn ra đây không phải là bản thể của tôi, nhưng mà rất đáng tiếc, tôi không thể không tự tay xử lý cậu. ABC Mây thở nhẹ ra, giống như hơi tiếc hận. Mạc Phàm vốn không cần phải như vậy, nhưng vì không để tử vong càng nhiều hơn, ông ta chỉ có thể giết Mạc Phàm. Ông ta vừa nói xong, bỗng nhiên chữ ngự xuất hiện ở chỗ mi tâm ông ta. Đột nhiên trời tối sầm lại, quỷ dị, hàn khí lập tức tuôn về phía trái tim mọi người, giống như cảm giác khi xảy ra chuyện gì không hay, không nói được nên lời. Lúc này, không biết ai kêu lên. Mọi người mau nhìn, thiên cầu có thể gọi là Tengu thực nguyệt. Không ít người nhìn theo người kia nói, chỉ thấy bên cạnh mặt trăng treo cao, có thêm một bóng đen hình dã thú vô cùng to lớn. Ánh trăng như bị cắn nuốt, xuất hiện một lỗ hổng. Lỗ hổng càng lúc càng to, chỉ trong phút chốc đã biến mất toàn bộ, bầu trời hoàn toàn tối sầm lại, chỉ có trong hộ sơn đại trận là còn sáng. Nhưng mà đúng lúc này, trong bầu trời đêm, ở nơi vốn có mặt trăng, bỗng nhiên có một đôi mắt đỏ mở ra, giống như hai mặt trăng máu treo trên bầu trời.
hai mặt trăng máu ở trong không trung một lát, liền đi về phía núi Phú Sĩ, tiếng bước chân nặng nề dẫm lên không trung, giống như cự thần bị trúng tên ngã xuống. Rầm rầm, đất đang run, địa đang run, nước đang chìm xuống dưới, trời cũng đang lay động. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hai mặt trăng máu kia cũng càng ngày càng to, thân thể to lớn cũng càng ngày càng rõ. Được hộ sơn đại trận chiếu rọi xuống, một bóng dáng vô cùng to lớn xuất hiện trên núi Phú Sĩ, trong chớp mắt khí lạnh quỷ dị lên tới đỉnh phong. Mọi người ở đây đều là tiên thiên tông sư, nhưng sau lưng đều ứa ra khí lạnh. Trên bầu trời, một yêu thú vô cùng to lớn, hình dạng giống chó, nhưng toàn thân mọc đầy lân giáp màu đen, cả người nhuộm ngọn lửa màu đen từ địa ngục. Hình thể đâu chỉ to gấp trăm lần con chó lớn, chỉ riêng cái đầu đã to bằng hai gian phòng, thân thể cao lớn, tráng kiện vừa đứng đó khiến trái tim người ta lạnh lẽo, nhất là khi bị đôi mắt như mặt trăng máu nhìn chăm chú, lại càng sinh ra cảm giác vô lực. Phi cơ trực thăng quân dụng ở trước mặt yêu thú này, đều có vẻ nhỏ đi nhiều. Đây là Tengu sao? Một lúc lâu sau, lúc này mới có người ấp a ấp úng nói. Tengu là yêu quái vô cùng đáng sợ trong truyền thuyết, nghe nói là ma thú mà ma thần đế thích thiên cưỡi. Mỗi lần Tengu xuất hiện đều mang ý nghĩ tai nạn và hỗn loạn, bị vô số đại sư phong ấn và xua đuổi. Ở thời đại ABC Mây, Tengu đã bị ABC Mây phong ấn hoàn toàn, gần ngàn năm đều chưa từng xuất hiện. Không ngờ Tengu này lại xuất hiện ở Tokyo. Chuyện này, không ít người không tự chủ được lùi về phía sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mỗi lần phong ấn Tengu, gần như dùng thực lực toàn nước, khi ABC Mây phong ấn Tengu cũng là cùng với 36 đệ tử của ông ta, đầy đủ để thấy thực lực của Tengu này. Tengu được ABC Mây triệu hoán đến, lần này mọi chuyện ầm ĩ lớn rồi. Ngón tay của ABC Mây khẽ vạch ở không trung, trên hộ sơn đại trận xuất hiện một khe hở. Thân thể to lớn của Tengu nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành dáng vẻ của một võ sĩ. Khôi giáp thời chiến quốc màu đen và mặt nạ quả che khuất gần hết cô ta, ngoại trừ đôi mắt, hoàn toàn không nhìn ra trong khôi giáp và mặt nạ là gì. Sau cơ thể cao lớn là đôi cánh màu đen sắc bén như dao dương ra, mỗi tay cầm kiếm võ sĩ màu đen, hắc khí nồng đậm như ngọn lửa vờn quanh người cô ta. Tengu vươn người nhảy từ trong khe hở ra, lập tức nhảy xuống đất. Bùm, một tiếng thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, vết rắn như mạng nhện lan tràn ra bốn phía, bụi đất và kình phong như đao đánh ra bốn phía, rất lâu sau mới hạ xuống, lộ ra bóng dáng Tengu bên trong. Tengu không nói gì, lập tức đi về phía sau bên trái Mạc Phàm, khôi giáp nặng nề trên người không ngừng phát ra âm thanh rầm rầm. Mạc Phàm nhìn lướt qua Tengu, nhướn mày lên, nhưng lập tức khôi phục như thường. Ngự thần thuật, đây là thứ ông dùng để giết tôi à? Ngự thần thuật là một loại pháp thuật khống chế sơn tinh dã quái, không khác thuật dưỡng quỷ mấy, nhưng cao cấp hơn một chút, thứ khống chế cũng cường đại hơn một chút. Những thứ này còn chưa đủ. ABC Mây nói xong vươn hai tay ra, hai chữ ngự khác xuất hiện ở trong lòng bàn tay ông ta. Chữ ngực trong lòng bàn tay ông ta sáng lên, gương cổ bằng đồng thau và thiết kiếm phong cách cổ xưa xuất hiện trong hai tay ông ta. Cùng lúc đó, trên cổ ông ta lóe lên hắc quang. Bên trong hắc quang, một chuỗi dây có mấy viên đá âm dương hình cá xuất hiện trên cổ ông ta. Ba thứ này vừa xuất hiện, hào quang thanh sắc, bạch sắc và hắc sắc lập tức xuất hiện trên ba thứ này. Hai tia sáng bắn từ đó ra, hợp hai thứ khác lại. Kiếm, gương và ngọc ở cạnh nhau, giống như hỏa dược gặp lửa, một đạo bạch quang nở rộ trên người ABC Mây, trong chớp mắt bao phủ ABC Mây bên trong, sau đó phóng lên thẳng trời. Trong bạch quang, khí tức trên người ABC Mây nhất nhi tái, tái nhi tam phát ra điên cuồng, năng lượng vô cùng khủng bố dao động khiến núi Phú Sĩ mới yên bình lại run rẩy, giống như không thể thừa nhận lực lượng trên người ABC Mây. Răng rắc, tiếng thủy tinh bị nghiền nát vang lên, phòng hộ trận trên núi Phú Sĩ xuất hiện khe hở. Hào quang chiếu liên tục một lát lúc này mới thu lại, lộ ra ABC Mây đã khác trước ở trong. ABC Mây vẫn có mái tóc dài, để loạn ở sau lưng, nhưng màu sắc biến thành màu đen. Nếp nhăn trên mặt cũng mất đi, làn da rắn chắc, trắng nõn không khác gì thanh niên 20 tuổi. Trường bào hai màu trắng đen trên người ông ta biến thành màu trắng hoàn toàn. Phiếm bạch quang nhàn nhạt. Thân thể ABC Mây trôi nổi ở trong không trung,
trong đôi mắt khép hờ là con ngươi như ngôi sao không có một chút tình cảm, nhìn xuống ở phía dưới đất, như thần linh tỉnh dậy hàng lâm thế gian, toàn thân đều mang theo cường đại, lạnh nhạt, thản nhiên không kém thế giới này. Xung quanh núi Phú Sĩ, mọi người nhìn ba thứ trên người AB xây mây, mắt không ngừng đảo, trong mắt đều là vẻ khó mà tin. Đây là tam thần khí trong truyền thuyết sao? Thiên Tòng Vân Trung Kiếm, Bát Chỉ Kính, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Tam thần khí là bảo vật cao nhất trong truyền thuyết Nhật Quốc, không chỉ tượng trưng cho quyền lợi, địa vị và lực lượng, cũng đại diện cho thần. Thiên Tòng Vân Trung Kiếm trong tam thần khí có được lực hủy diệt không gì không thể phá, Bát Chỉ Kính có thể phản xạ toàn bộ nhân tố mặt trái, không chỉ là tấn công ác ý, còn có tai nạn và vận rủi. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc thì cung cấp lực lượng vô cùng vô tận cho người nắm giữ và tinh lọc thân thể người nắm giữ để không bị ô nhiễm. Cùng cầm tam thần khí, có thể phát huy ra lực lượng của thần sáng thế được lưu giữ bên trong. Nghe nói tam thần khí này vẫn luôn được giữ gìn trong tay hoàng thất, nhưng có lời đồn một số thành viên trung tâm của hoàng thất cũng chưa từng thấy dáng vẻ của tam thần khí. Nhưng truyền thuyết về tam thần khí chưa bao giờ dừng lại, ai biết tam thần khí đều ở tay AB Xây Mây. Thực lực của AB Xây Mây, cộng thêm tam thần khí, chấn động này khiến trên mặt không ít người lộ ra vẻ vui mừng. Người hoa hạ này còn có đạo lý không chết sao? Ha ha, bảo tiểu tử này giao pháp môn thần cảnh ra, tiểu tử này không chịu giao, lần này cậu ta muốn giao AB đại nhân cũng không muốn rồi. Iga hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Những người khác cũng cười nham hiểm, giống như đã nhìn thấy cảnh Mạc Phàm thua dưới tay AB Xây Mây. Trên đất bằng, Mạc Phàm nhìn AB Xây Mây nắm giữ tam thần khí, ánh mắt lạnh nhạt khẽ liếc qua Thiên Tòng Vân Trung Kiếm và Bát Chỉ Kính, cuối cùng nhìn về phía Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, một chút bất ngờ xuất hiện. AB Xây Mây, chỉ có những thứ này sao? Trên khuôn mặt anh tuấn của AB Xây Mây, đôi môi mỏng mới mở ra, âm thanh sấm vang chớp giật truyền từ hồ nước bên cạnh đến. Còn tôi nữa, Miyamoto, Musashi, lôi âm tiến vào trong tai người ta, giống như một cây đao trực tiếp xuyên qua bọn họ, không hiểu sao cơ thể run rẩy, đau đớn không nói nên lời. Nghe thấy tên này, ở đây ngoại trừ Mạc Phàm ra, trên mặt mọi người hiện lên khiếp sợ khó mà che giấu được, nhao nhao nhìn về phía tiểu hồ theo tiếng. Vừa rồi tiểu hồ còn yên bình như gương, không biết mặt hồ bắt đầu chấn động dữ dội từ lúc nào, giống như có một đôi tay đang dùng lực lay động cả hồ. Trong chấn động, một cái đảo nhỏ giống mộ địa chậm rãi dâng từ giữa hồ lên. Đảo này rộng hơn 1.000 mét vuông, cao khoảng 100 mét, bên trên đều là phần mộ, theo không ngừng dâng lên thì càng lúc càng to. Trên từng phần mộ dù ít dù nhiều đều cắm đủ loại kiếm, nhất là trên ngôi mộ ở giữa, liên tiếp được các loại kiếm cổ chồng lên cao 100 mét. Ngay trên đỉnh chóp phần mộ này, xuất hiện một người đàn ông mặc trang phục võ sĩ, toàn thân đầy vết thương, trên mỗi tay cầm một thanh kiếm đứng vững đồ sộ. Khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt sắc bén, khí tức không rét mà run, đều làm người ta có cảm giác toàn thân sợ run lên. Không chỉ con người, người đàn ông này vừa xuất hiện, ngoại trừ Thiên Tòng Vân Trung Kiếm trong tay AB Xây Mây ra, đao kiếm trong tay mọi người ở đây không ngừng run rẩy, giống như sợ hãi nơi này và người kia. Đây là mộ kiếm tổ tiên chi địa của nhà Miyamoto sao? Vẻ mặt vị đạo sĩ kia khiếp sợ, nói. Nơi này là nơi thần bí nhất của nhà Miyamoto, không chỉ mai táng các thế hệ tổ tiên nhà Miyamoto và kiếm sĩ nổi tiếng, còn an táng vô số thanh kiếm nổi danh. Phàm là kiếm sĩ thua bởi nhà Miyamoto, kiếm của những người đó đều bị cướp, để lại trên mộ kiếm này, cho nên mộ kiếm này cũng được gọi là táng kiếm chi địa. Hàng năm đều có rất nhiều kiếm sĩ khiêu chiến với nhà Miyamoto, vì thế mà có kiếm trong mộ kiếm, nhưng gần 100 năm nay không có một ngoại nhân có thể xông vào mộ kiếm mà còn sống đi ra. Người đó là Miyamoto Osamu gia chủ nhà Miyamoto sao? Có người nhìn người đàn ông trong mộ kiếm, hỏi. Trước đây là Miyamoto Osamu, hiện giờ là Miyamoto Musashi tổ tiên nhà Miyamoto rồi. Hòa thượng lông mày trắng kia nhìn chằm chằm người đàn ông, nghiêm túc nói. Ông ta là đệ tử Phật môn, tâm nhãn trong lục thức đã mở ra, am hiểu xem linh hồn người khác nhất. Đây là thân thể của Miyamoto Osamu, nhưng bên trong có hai linh hồn của Miyamoto Osamu đã yếu ớt như ánh nến, có thể tắt bất cứ lúc nào, một linh hồn khác như thần kiếm tuyệt thế nhập chủ, không kém AB Xây Mây chút nào.
Người như vậy chỉ có tổ tiên nhà Miyamoto, Miyamoto Musashi kiếm sĩ số 1 Nhật Quốc. Miyamoto Musashi, không phải ông ta đã chết rồi sao? Mắt Iga mở to, vô cùng khiếp sợ nói. Miyamoto Musashi là người hơn 400 năm trước, sao có thể sống lại? Abe đại nhân là người ngàn năm trước mà vẫn còn sống, có Abe đại nhân ở đây, muốn lôi Miyamoto đại nhân từ âm dương giới ra, có khó sao? Chuyện này, không ít người xung quanh không nói gì nữa, nhưng khiếp sợ trong mắt không mất đi chút nào. Miyamoto Musashi cũng sống lại rồi. Bùm một tiếng, mộ kiếm hiện lên hoàn toàn, khiến cả tiểu hồ thành đất bằng. Ở giữa đảo, Miyamoto Musashi đi từ phần mộ to nhất xuống, đi về phía Mạc Phàm. Tiếng bước chân vang lên cộp cộp, mang theo giai điệu đặc biệt, khiến trái tim người ta không tự chủ được co rút lại bành trướng theo tiếng bước chân ông ta. Trên phi cơ trực thăng trên bầu trời, đám ngao thiên nhìn Miyamoto Musashi trên mặt đất. Người này rất cường đại. Ngao thiên nói. Mạnh cỡ nào? An Hiểu Hiên nhíu mày, lo lắng hỏi. Có thể chém bản vương thành hai. Ngao thiên nhìn chằm chằm Miyamoto Musashi nói. Ông ta ít khi có cảm giác này, từng có khi Mạc Phàm ngoại phóng khí tức trên người Abe Seimei cũng khiến ông ta bất an, khí tức trên người người này cũng vậy. Chuyện này, Bạch Vô Song nói đến bên miệng, lại nuốt xuống, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy lo lắng. Vậy anh cháu và người này ai mạnh hơn? Tiểu Vũ ôm má hỏi. Chuyện này thì bổn vương không biết được. Ngao Thiên do dự một lát, nói. Khí tức của Mạc Phàm thu lại, nếu không ngoại phóng thì gần như là một thanh niên bình thường, không có một chút đặc biệt. Cho nên ông ta từng thấy Mạc Phàm ra tay vài lần, vẫn không biết thực lực của Mạc Phàm mạnh đến đâu. Mỗi lần Mạc Phàm ra tay, sẽ khiến ông ta cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấu Mạc Phàm. Kiếm sĩ này thì ngược lại, khí tức toàn thân như bảo kiếm trải qua ngàn chùy tôi luyện, phong mang vạn trượng, giống như mặt trời, không thu liếm chút nào, cũng không cần phải làm vậy. Hai người trái ngược như vậy, ông ta thật sự không biết ai thắng ai thua. Nếu thật sự bảo ông ta đưa ra đáp án, ông ta sẽ đoán Mạc Phàm thua, bởi vì ngoại trừ Miyamoto Musashi ra. Bên cạnh còn hai người, một người là Abe Seimei, người còn lại là Tengu, phần thắng của Mạc Phàm nhỏ hơn nhiều. Cộp, Abe Seimei đứng bên phải phía sau Mạc Phàm không xa, hình thành tam giác với Miyamoto Musashi và Tengu, bao vây Mạc Phàm ở bên trong. Tên tiểu tử kia, cậu là người muốn tiêu diệt nhà Miyamoto tôi sao? Miyamoto Musashi lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi. Mạc Phàm nghiêng đầu liếc Miyamoto Musashi một cái. Không có kinh ngạc, càng không có sợ hãi, sau đó liếc nhìn Abe Seimei lần nữa, mấy chữ truyền từ miệng hắn ra. Còn nữa không? Mọi người ở đây lập tức sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp, gần như tất cả mọi người đều cười khinh thường. Tiểu tử này phát sốt khiến đầu cháy hỏng rồi, hay tôi nghe lầm vậy? Người đàn ông mặc tây trang tóc dài cười mỉa nói. Tengu, một trong ba đại yêu quái Nhật Quốc. Abe Seimei cầm tam thần khí, âm dương sư nổi tiếng nhất Nhật Quốc. Miyamoto Musashi sống lại, đại kiếm thánh nổi tiếng nhất Nhật Quốc. Ba người tề tụ, vậy mà Mạc Phàm lại hỏi còn nữa không, hơi tự đại quá rồi. Nhất là Mạc Phàm coi như không có Miyamoto, đúng là quá kiêu ngạo rồi. Đừng nói là cao thủ đặc biệt gì, bất luận một người trong ba người đều có thể giết chết Mạc Phàm. Tôi thấy tiểu tử hoa hạ này chưa từng thấy lợi hại của tu sĩ Nhật Quốc chúng ta. Một người khác cười nói. Mạc Phàm chưa từng thua trận ở hoa hạ, nhưng thua dưới tay Mạc Phàm ngoại trừ Long Vương U Châu là thần cảnh ra, những người khác đều là cao thủ tiên thiên. Hơn nữa Ngao Thiên Long Vương U Châu bị giam trong tỏa Long Tỉnh lâu như vậy, thực lực đã sớm không bằng trước đây, cùng lắm là ngang với Tengu, sao có thể so với hai vị còn lại. Tiểu tử, nếu cậu cảm thấy ít, cộng thêm tôi nữa thì thế nào? Iga đi về trước một bước, cười mỉa nói. Vừa rồi bọn họ lùi bước, nhưng với thế trận hiện giờ, có gì phải sợ? Mạc Phàm muốn đối phó bọn họ, phải qua cửa ải của ba vị này trước rồi nói sau. Còn cả lão phu nữa. Vị đạo trưởng kia cũng nói theo. Cả tôi nữa. Chỉ trong phút chốc, Iga Ryuki tự đánh gãy tay, người đàn ông mặc tây trang tóc dài, Yagyu Ichibe gia chủ nhà Yagyu. Hòa thượng lông mày trắng, cùng với thượng sư của thần đạo giáo. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt một tiếng, ghi nhớ mấy người kia.
Giết hay không giết mấy người này, đối với hắn mà nói không khác gì dẫm chết con kiến. Nhưng nếu những con kiến này muốn chết, vậy thì đưa tất cả xuống địa ngục vậy. Vậy tính cả các người nữa. Hắn ném lên không trung. Bùm bùm, tiếng sấm vang lên trong trời quang. Trong chớp mắt lôi kiếm trong tay hắn chia ra làm năm, như điện long nhanh chóng giải ra, bay về phía đám Igariuki. Năm đạo điện kiếm còn chưa tới trước người đám Igariuki, mắt Miyamoto Musashi nheo lại, chớp lóe sắc bén. Ê ấp 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 ê ê a ơ ông ta như một cơn gió biến mất tại chỗ không thấy, khi xuất hiện đã đến phía trước năm đạo lôi điện, hai thanh kiếm của ông ta giao thoa chắn phía trước, khẽ chấn động. Lưỡng thiên nhất lưu, phong thần. Một mặt tường gió to lớn xuất hiện trước người ông ta. Năm đạo điện kiếm đánh vào tường gió, lập tức bị cản lại. Đám Iga thấy Mạc Phàm ra tay, vốn là hoảng sợ, Mạc Phàm không đối phó đám ABC mây trước, mà ra tay với bọn họ, chuyện này đúng là nằm ngoài dự kiến. Nhưng thấy lôi kiếm được Miyamoto Musashi đỡ, bọn họ lập tức vui vẻ. Cảm ơn kiếm thánh đại nhân ra tay cứu giúp, quả nhiên kiếm thánh đại nhân danh bất hư truyền. Yagyu Ichibe khẽ cúi người cười nói. Miyamoto Musashi không để ý đến Yagyu Ichibe, ánh mắt sắc bén như đao nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu từng giết hậu bối của tôi, cũng đánh bại hậu bối của tôi, cho dù tôi là tiền bối của bọn họ, vì tài nghệ của bọn họ không bằng cậu nên không thể trách cậu, nhưng hôm nay tiền bối tôi đến xem cậu có bản lĩnh gì mà diệt được nhà Miyamoto tôi, trả một kiếm lại cho cậu này. Hai thanh kiếm trong tay ông ta khẽ đẩy, tường gió quấn lấy năm lôi kiếm vào trong. Hình thành long toàn phong liền trời tiếp đất bay nhanh về phía Mạc Phàm, tốc độ vô cùng nhanh. Lúc long toàn phong bay tới chỗ Mạc Phàm, thân thể Miyamoto Musashi nhoáng lên một cái, trực tiếp đến đỉnh đầu Mạc Phàm, tốc độ nhanh như thuấn di. Trường kiếm trên tay ông ta dài ra, không có linh khí dao động, cũng không có kiếm khí, hai trường kiếm trong tay ông ta biến thành một. Nhưng một kiếm nhìn bình thường hạ từ trong không trung xuống, lại liên tiếp bổ không gian ra. Giống như khai thiên tích địa, đến chỗ nào, một số gông xiềng, trói buộc, thậm chí là mọi thứ trước mặt đều bị chém nát. Lưỡng thiên nhất lưu, thiên lưu nhất hạ. Trường kiếm trong tay Miyamoto Musashi hạ xuống, như sao băng rơi xuống đỉnh đầu Mạc Phàm. Bầu không khí xung quanh căng thẳng theo một kiếm này của Miyamoto Musashi, toàn bộ đều đã chậm lại. Mạc Phàm nheo mắt, lộ ra vài phần bất ngờ. Không thể không nói Miyamoto Musashi không thẹn với danh xưng kiếm thánh, quả thật tạo nghệ về kiếm đạo rất cao. Từ lúc hắn trọng sinh tới nay, không phải chưa từng thấy cao thủ kiếm đạo, ở đỉnh Xá Sơn, một kiếm của kiếm thần phương Tây kéo theo vạn vật, đã rất lợi hại. Nhưng Miyamoto Musashi còn đáng sợ hơn người đó, đã đến tình hình phản phác quy chân, không có khí thế lớn mạnh như thế, cũng không cần vô biên và dị tượng. Chỉ là một kiếm, kiếm thuật đơn thuần liền chém nát toàn bộ. Cảnh giới này được gọi là kiếm tâm thông minh ở tu chân giới, nói đơn giản là cô đọng kiếm ý trên người hóa thành kiếm tâm, còn loại trừ tất cả tạp chất mới có được trình độ này. Ở tu chân giới những đệ tử kiếm tông tu luyện mấy trăm năm cũng khó đến cảnh giới này, rất nhiều người đều dùng kiếm tâm thảo và ngoại vật ngưng tụ thành kiếm tâm. Linh khí trên địa cầu ít như vậy không phải chuyện ngày một ngày hai. Rất khó tìm được kiếm tâm thảo giúp Miyamoto Musashi cô đọng kiếm tâm, cho dù có sẽ không đến tay Miyamoto Musashi, bởi vì kiếm tâm thảo không mọc trên hải đảo. Trong trăm năm ngắn ngủi, một kiếm sĩ có thể dựa vào cố gắng của mình đạt tới cảnh giới này đúng là không đơn giản. Một kiếm của kiếm tâm thông minh, đủ để chém Long Vương Ngao Thiên, cũng đủ để chém cao thủ thần cảnh khác. Nhưng mà, kiếm tới, Mạc Phàm khẽ quát một câu, tiếng sấm lại nổ tung. Lôi kiếm bị long toàn phong trói buộc biến mất, xuất hiện ở trong tay Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa định nghênh đón một kiếm của Miyamoto Musashi, một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp vang lên bên tai hắn. Quên đi sự tồn tại của tôi, cậu sẽ phải chết. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Tengu vẫn đứng bên trái phía sau Mạc Phàm đã xuất hiện sau lưng hắn, một tay được khôi giáp bao trùm đặt lên vai Mạc Phàm, nắm chặt lấy hắn. Trong bàn tay còn lại, đại kiếm được ngọn lửa màu đen thiêu đốt đâm về phía tim Mạc Phàm. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Thiên Tòng Vân Trung kiếm trong tay ABC mây vẽ trên không trung. Nhất niệm phân âm dương, nhất kiếm định sinh tử, tử. Một đường cong xinh đẹp xẹt qua thiên không, kiếm khí như sợi tóc càng ngày càng dài vươn về phía Mạc Phàm.
Kiếm khí đến đâu, bên trái là một vùng đen hỗn độn, bên phải là vùng ánh sáng lóng lánh. Ba người cùng ra tay, tuy chỉ là ba kiếm, nhưng không chỉ không gian bị lực lượng vô hình đè ép không nhúc nhích, đừng nói động một ngón tay, ngay cả hô hấp đều rất khó khăn, lực lượng hủy thiên diệt địa cũng dập dờn mà ra. Biết rõ rành rành là có nguy hiểm, nhưng không thể làm gì. Nguy hiểm. Trên bầu trời, Ngao Thiên nhíu mày, sắc mặt ông ta thay đổi, trong mắt lộ ra bối rối. Một tay ông ta nắm lấy đầu người điều khiển, ra lệnh. Nhanh lái phi cơ, đi. Người điều khiển như tượng gỗ không do dự lái máy bay, phi cơ trực thăng bay ra xa, ra khỏi hộ sơn đại trận mới dừng lại. Phi cơ trực thăng dừng lại, đám tiểu vũ mới tỉnh lại từ uy áp đáng sợ của ba người kia. Chú Long Vương, vì sao chúng ta phải rời đi, anh cháu đâu? Tiểu vũ non nớt hỏi. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta ở đây không giúp được gì, còn liên lụy đến anh trai cháu, vẫn nên trốn xa một chút thì hơn, anh trai cháu. Khi Ngao Thiên nhắc tới Mạc Phàm, thì thoáng nhìn qua phía Mạc Phàm, lông mày nhíu mày. Nếu không phải vừa rồi bọn họ phản ứng nhanh, phi cơ trực thăng sẽ rơi xuống dưới dư âm tấn công của ba người, trái lại ông ta sẽ không sao, nhưng đám tiểu vũ sẽ không chịu được. Còn Mạc Phàm, chắc anh trai cháu không sao đâu. Không chỉ bọn họ, sắc mặt đám Iga Ichibe cũng thay đổi. Nhanh rời đi, chúng ta không thể ở đây được. Mọi người xung quanh vội vàng thi triển pháp thuật, liều mạng lùi về sau. Bọn họ vừa rời khỏi đại trận phòng hộ ở núi Phú Sĩ, những cây hoa anh đào ở đây hóa thành tro tàn, không gian cũng không chịu nổi, tứ phân ngũ liệt như thủy tinh bị vỡ nát. Không gian loạn lưu như hắc động bị xé rách bay vào trong không gian liệt phùng, hóa tất cả mọi thứ thành hỗn loạn. Vừa rồi dưới núi Phú Sĩ còn như tranh vẽ, trong chớp mắt đã thành phế tích. Nếu vừa rồi bọn họ ở đó, hậu quả có thể nghĩ được. Thần cảnh ra tay, đúng là đáng sợ. Có người thổn thức nói. Chỉ là dư âm đã mạnh như vậy, đánh chính diện sẽ khủng bố cỡ nào. Mọi người mở nhãn thuật đến mức tận cùng, nhìn về phía giữa khu chiến đấu. Ở chỗ Mạc Phàm, tuy ba kiếm còn chưa hạ xuống, nhưng không chỉ mặt đất đã sớm nứt ra, không gian cũng hoàn toàn bị nghiền nát. Abe Seimei, Miyamoto Musashi và Tengu đều đứng trong hư không màu đen. Dưới ba kiếm khủng bố, Mạc Phàm vẫn vô cùng lạnh nhạt. Hắn không quan tâm một kiếm phản phát quy chân của Miyamoto Musashi, cũng không để ý một kiếm âm dương định sinh tử của Abe Seimei kia, mà hơi xoay đầu, nhìn thoáng qua tay Tengu đặt lên vai hắn. Sở dĩ tôi coi như không có cô, vì cô chỉ là một sơn tinh dã quái, vốn dĩ không đủ nhìn trước mặt tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tengu Nhật Quốc, không thể không nói là hơi thất vọng. Tuy hắn cũng chưa từng thấy Tengu trong truyền thuyết Hoa Hạ, nhưng dựa theo truyền thuyết miêu tả, hẳn là tương tự với Tengu ở tu chân giới, là một loại hống yêu thú cường đại, hùng hống thôn Nhật, thư hống thôn Nguyệt, cho dù là long tộc cũng kém xa. Nhưng Tengu này chỉ là một sơn tinh tu luyện thành hình, giống như sơn thần, thổ địa trong sơn giã, sinh ra ở tảng đá, trong cây. Nguyệt thực vừa rồi chỉ là hiện tượng hấp thu tinh khí Nguyệt Hoa dẫn đến, không phải nuốt sạch mặt trăng thật. Nếu sơn tinh này có thể nuốt sạch mặt trăng, hắn chỉ có thể rời đi. Tuy mặt trăng nhỏ cũng là cấp bậc hành tinh, có thể nuốt trăng chí ít là đại năng cấp bậc hóa thần trở lên mới làm được, hắn không thể nào đối phó. Nhưng Tengu này không phải, nếu Tengu này là cấp bậc hóa thần, sao có thể bị Abe Seimei chế ngự? Tengu nghe Mạc Phàm nói vậy, mắt lộ ra bên ngoài mặt nạ hơi nheo lại, trong chớp mắt ngọn lửa màu đen trên người cũng tăng lên nhiều, giọng nói trầm thấp vang lên theo. Khốn nạn, đi chết đi. Tôi muốn tìm linh sủng hộ thân cho em gái tôi, nếu cô còn sống, vậy là cô rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng nói. Sau khi tiểu hồ ly rời đi, có đôi khi cả ngày tiểu vũ đều nhắc nuôi một linh sủng, hắn vẫn chưa tìm được linh sủng thích hợp, vốn định mang Ngao Xương về, nghĩ lại trong trang viên có An Hiểu Hiên không phân rõ phải đã đủ phiền phức rồi, vậy mang Tengu này về cho tiểu vũ làm linh sủng vậy. Sơn tinh thần cảnh, ngoại trừ chơi với tiểu vũ, còn bảo vệ tiểu vũ nữa. Tiểu tử kia, cậu nói nhiều thật, đợi cậu sống sót hãy nói mang người nào đi. Miyamoto Musashi trầm giọng nói, cuối cùng một kiếm chém qua không gian của ông ta cũng đến đỉnh đầu Mạc Phàm. Nếu kiếm của ông rất nhanh, vậy tôi nói cho ông nghe, đáng tiếc ông chỉ vừa đến cảnh giới này, kiếm tâm thông minh, phản phát quy chân,
còn chưa có cơ hội tiến thêm một bước nữa, vậy thì chết đi. Mạc Phàm nói, đến cảnh giới này, đối với người ngoài chỉ là mấy giây, còn đối với bọn họ thì quá dài. Bởi vì vài giây chỉ là uống ngụm nước đối với người khác, đối với bọn họ thì có thể làm khô một cái hồ. Sắc mặt Miyamoto Musashi khó coi, lực đạo trên tay mạnh hơn vài phần, trong chớp mắt trường kiếm chỉ cách Mạc Phàm một chút. Cùng lúc đó, một kiếm đáng sợ của Abe Seimei và một kiếm của Tengu cũng đến trước người Mạc Phàm. Mạc Phàm cười khẽ, ý niệm vừa động, trên cơ thể xuất hiện vùng ánh sáng trắng, lập tức như trong suốt. Dưới chân hắn vừa động, thân thể như linh hồn xuyên qua cơ thể Tengu đến phía sau Tengu. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, lùi về phía xa, ba kiếm lần lượt chém tới. Một kiếm của Miyamoto Musashi vốn chém về phía Mạc Phàm thì chém về Tengu, kiếm Tengu đâm Mạc Phàm thì đâm Miyamoto Musashi, một kiếm còn lại của Abe Seimei thì chém về phía hai người. Tôi cũng trả lại ông một kiếm. Lôi kiếm trong tay Mạc Phàm khẽ vạch trong không trung, lôi điện như trăng lưỡi liềm chém nhanh về phía Abe Seimei. Bất chợt xảy ra biến cố, sắc mặt Abe Seimei, Miyamoto Musashi và Tengu lập tức thay đổi. Ba bọn họ đều dùng toàn lực, giống như mũi tên đã rời cung, đâu thể thu hồi lại dễ như vậy. Nhất là Tengu, cuối cùng cô ta cũng hiểu ý câu vừa rồi, Mạc Phàm đợi cô ta sống sót, là bảo cô ta sống sót dưới một kiếm của Miyamoto Musashi, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt cô ta. Chỉ trong chớp mắt, quỹ đạo kiếm của Miyamoto Musashi thay đổi, kiếm của Tengu cũng thành tấm chắn, quạt tròn trong tay còn lại cũng chém về phía kiếm chắn của Miyamoto Musashi. Abe Seimei nhíu mày, trên bát chỉ kính chớp lóe hào quang, một đạo ánh sáng bắn ra, chắn trước một kiếm của ông ta và Miyamoto Musashi, thiên tòng vân trung kiếm trong tay ông ta thì chém lôi kiếm đang chém tới của Mạc Phàm. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng khủng bố dao động như bão thổi quét xung quanh, khiến núi Phú Sĩ đã đủ hỗn loạn hoàn toàn bị hủy diệt, bụi đất mãi mà chưa tan ra. Trong bụi đất, một tay Mạc Phàm cầm kiếm, không nhuốm bụi trần đứng ở nơi đó. Miyamoto Musashi lùi ra rất xa, kiếm trong tay Tengu bị chém đứt, quạt tròn được xưng là có thể che toàn bộ tấn công bị chém một nửa, khôi giáp trên người cũng có vết rạn giống như vỡ ra bất cứ lúc nào. Trên bầu trời, trái lại Abe Seimei không quá chật vật, nhưng một giọt máu chậm rãi tràn từ khóe miệng ông ta ra. Mọi người xung quanh nhìn thấy kết quả này, toàn bộ đều sửng sốt. Chuyện này, ba cao thủ thần cảnh dùng toàn lực tấn công, không chỉ không bắt được Mạc Phàm, trái lại còn bị thương, trong đó Tengu bị trọng thương. Nếu chuyện này không xảy ra trước mắt bọn họ, nhất định bọn họ sẽ không tin đây là sự thật. Abe Seimei, Miyamoto Musashi và Tengu, bất luận là người nào đều thanh danh vang xa, nhưng vẫn không thể làm gì Mạc Phàm. Tiểu tử này đúng là đáng sợ. Không phải đáng sợ, mà là khủng bố. Iga Ichibe hơi sửng sốt nói, vẫn không thể tin một màn trước mắt. A-di-đà Phật, lần này phiền phức rồi. Hòa thượng lông mày trắng niệm A-di-đà Phật, lo lắng nói. Vừa rồi bọn họ nói tính cả bọn họ, nếu ngay cả đám Abe Seimei không phải đối thủ của Mạc Phàm, chỉ sợ bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Chuyện này, đạo sĩ của thần đạo giáo kia cũng lùi về sau mấy bước theo bản năng. Dưới núi Phú Sĩ, đám Abe Seimei nhíu mày, sắc mặt cũng thay đổi. Vừa rồi Mạc Phàm thoát đi rất đơn giản, nhưng thực ra bất luận là phương pháp sử dụng hay thời cơ đều đến cực hạn. Đổi lại là những người khác, cho dù làm được cũng chưa chắc dám thử, dù sao hơi sai lầm một chút là chết, nhìn Mạc Phàm làm giống như rất thành thạo. Tiểu tử này thật sự chỉ mới 17 tuổi sao? Ánh mắt Abe Seimei âm tình bất định, nghĩ thầm. Dựa theo tài liệu ông ta điều tra, Mạc Phàm chỉ mới 17 tuổi, bắt đầu tu luyện một năm trước, trong một năm ngắn ngủi không chỉ từ người bình thường đến thần cảnh, còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy. Là thiên tài, hay là... Mạc Phàm, tôi thừa nhận vừa rồi tôi xem thường cậu rồi, nhưng mà cậu vẫn phải chết. Ánh mắt Abe Seimei phát lạnh, lạnh lùng nói. Vừa rồi bọn họ dùng toàn lực, nhưng vẫn có hơi lơ là, như vậy có khả năng bọn họ chết rồi. Giết tôi! Nếu bây giờ ông gọi bản thể của ông có lẽ còn chút khả năng, chỉ dựa vào ba người thì còn kém xa. Mạc Phàm cười khẽ nói. Muốn gặp bản thể của tôi, giết tôi cậu sẽ thấy, nhưng mà... Abe Seimei dừng lại. Chỉ là cái gì? Mạc Phàm nhướn mày hỏi.
cậu sẽ không có cơ hội này. ABC Mây nheo mắt, lạnh nhạt trên khuôn mặt được thay bằng nghiêm túc và trang trọng. Nói xong, Thiên Tòng Vân Trung kiếm trong tay ông ta chạm mạnh vào bát chỉ kính. Rầm một tiếng, bạch quang sáng lên trên hai kiện thần khí. Quang mang rất sáng như màn trắng che khuất mọi thứ ở xung quanh, giống như đêm tối bao phủ toàn bộ, trước mắt là một vùng trắng xóa, đều không nhìn thấy cái gì. Bạch quang chớp lóe liền biến thành một vòng sáng màu trắng, dập dờn ra xung quanh. Thiên Tòng Vân Trung kiếm và bát chỉ kính cũng biến thành dáng vẻ khác, thân kiếm được kéo dài, gương dính chặt cố định trên đoạn kiếm, giống như một thiền trượng. Tuy chỉ thay đổi hình dạng, nhưng khí tức trên thiền trượng này mạnh hơn khí tức trên Thiên Tòng Vân Trung kiếm và bát chỉ kính cộng lại. Sau đó ABC Mây tháo bát xích quỳnh câu ngọc trên cổ xuống, để lên trên bát chỉ kính. Bạch quang tỏa ra, trong chớp mắt khí tức tăng mạnh hơn nhiều, thiền trượng bản đầy đủ xuất hiện trong tay ABC Mây. Kiếm vi cốt, kính vi đầu, ngọc vi hoàn. Thiền trượng ở trong tay ABC Mây, khí tức trên người ông ta cũng tới cực hạn. Nếu vừa rồi ABC Mây là thần linh, vậy bây giờ là chúa tể nắm giữ vùng trời đất này. Chỉ liếc mắt nhìn ABC Mây một cái, liền có kích động muốn quỳ lạy. Mạc Phàm, chắc chắn hôm nay cậu phải chết ở đây. Thiền trượng trong tay ABC Mây chỉ Mạc Phàm ở phía xa. Trên đỉnh đầu và lòng bàn chân Mạc Phàm xuất hiện hai quang trận, lực lượng nặng như sơn hà xã tắc thiên hà nhật hạ đè về phía Mạc Phàm, trong chớp mắt mặt đất dưới chân Mạc Phàm sụp đổ. Cách đó không xa, trên người Miyamoto Musashi như bắt lửa, hai tay cầm trường kiếm hơi dùng lực. Răng rắc, hai thanh trường kiếm đều tách ra từ giữa, ngọn lửa màu xanh trên người ông ta lập tức tăng lên vài phần. Chuyện này còn chưa xong, đoạn trường kiếm lại bị bẻ gãy ở dưới tay ông ta, ngọn lửa màu xanh lập tức tăng mạnh hơn. Mãi đến khi Miyamoto Musashi bẻ gãy hai thanh kiếm dài khoảng một ngón tay, lúc này ông ta mới dừng lại. Hai mắt như có ngọn lửa đang thiêu đốt nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Dưới liệt diễm dậy sóng, khí tức toàn thân ông ta đâu chỉ sắc bén gấp 10 lần, chỉ nhìn ông ta liền có cảm giác sẽ bị cắt làm hai. Ngọn lửa trên người ông ta ngưng lại, một kiếm hóa thành ánh sáng ngọc chém về phía Mạc Phàm, giọng nói rét lạnh truyền từ miệng ông ta ra. Lưỡng thiên nhất lưu, thiên lưu hợp nhất. Rõ ràng chỉ là một kiếm, hơn 10 dặm xung quanh ngoại trừ lôi kiếm trong tay Mạc Phàm. Thiền trượng trong tay ABC Mây, đao, kiếm trong tay những người khác đều chấn động vì bất an. Ken két, toàn bộ đao kiếm bị gãy thành vài đoạn. Chuyện này, sao lại thế này? Không ít người vừa đau lòng lại khiếp sợ nói. Binh khí bọn họ mang theo trên người đều là thứ mình thuận tay và chân quý nhất, cứ tự gãy một cách khó hiểu như vậy, cho dù là ai cũng không thể tiếp nhận. Không phải là kiếm đạo của gia chủ thành rồi đấy chứ? Một đệ tử nhà Miyamoto suy đoán, Miyamoto Osamu thành danh từ thời niên thiếu, nhưng ngừng ở tiên thiên đỉnh phong đã lâu, nói không chừng đến kiếm thánh thần cảnh sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ sợ kiếm thánh cũng không làm được, chỉ có đại kiếm thánh mới được thôi. Một kiếm khách trung niên thận trọng nói, kiếm thánh tương đương với thần cảnh sơ kỳ, đại kiếm thánh tương đương với thần cảnh đỉnh phong, Miyamoto Osamu đã đến gần vô hạn kiếm thánh. Cho dù đột phá cảnh giới này cũng không thể khiến kiếm nhiều người gãy như vậy, chỉ có thể dùng toàn lực thi triển kiếm đạo đại kiếm thánh đáng sợ mới làm được như vậy. Đại kiếm thánh, chẳng lẽ là tổ tiên của Miyamoto Osamu đại nhân? Bỗng nhiên có người nghĩ đến chuyện gì đó, hỏi. Phàm là người tiến vào mộ kiếm nhà Miyamoto đều biết, Miyamoto Musashi đại nhân cứu đời sau của ABC Mây, sau khi Miyamoto Musashi chết. ABC Mây đại nhân mang linh hồn của Miyamoto Musashi từ âm dương giới ra, luôn giữ ở trong mộ kiếm nhà Miyamoto. Nhà Miyamoto thậm chí là cả Nhật Quốc chỉ có duy nhất đại kiếm thánh xuất hiện, là Miyamoto Musashi đại nhân ở trong mộ kiếm. Musashi đại nhân, một đám đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ nói không nên lời, một kiếm thật đáng sợ. Một bên khác Mạc Phàm, Tengu ném đoạn kiếm trong tay và quạt tròn bị tàn phá xuống đất. Nhân loại, tôi phải xơi cậu rồi. Tengu hung dữ nói. Cô ta đường đường là Tengu, lại bị một tiểu tử biến thành ra như vậy. Cho dù là ABC Mây cũng chỉ có thể phong ấn cô ta, không thể làm gì được nữa. Hai tay cô ta nắm khôi giáp dùng lực kéo, khôi giáp đầy vết dạn trên người lập tức tứ phân ngũ liệt. Thân thể cô ta giống như khí cầu được thổi khí, nhanh chóng bành trướng. Chỉ trong phút chốc,
cô ta liền biến thành bộ dạng lúc mới xuất hiện, thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ nhìn xuống Mạc Phàm. Cô ta cách Mạc Phàm gần hơn một chút, thân thể to lớn như Thái Sơn đè về phía Mạc Phàm. Ba người vừa ra tay, không gian yên lặng, trời đất lại thay đổi. Mạc Phàm nhìn hai người một yêu khí thức vô song, khẽ lắc đầu. Sau đó mắt hắn nheo lại, lộ ra vẻ sắc bén, nhìn về phía Tengu dám đến đầu tiên. Lúc này toàn thân Tengu bùng cháy ngọn lửa màu đen, giống như tiểu sơn bay với tốc độ cao xông tới, bởi vì không có khôi giáp trói buộc, kình khí cuồn cuộn nổi lên của cô ta sắc bén như dao. Nếu bị Tengu đụng vào, cho dù là một con thuyền hay quân hạm cũng sẽ biến thành hai đoạn. Nhưng mà, chỉ là một sơn tinh mà thôi, cho dù cô biến về nguyên hình cũng không có tác dụng trước mặt tôi có rất nhiều biện pháp đối phó cô, ví dụ như hàng phục. Hai mắt Mạc Phàm biến thành màu bạc, một tay duỗi về phía Tengu, một chữ hàng tương tự văn tự cổ đại xuất hiện trong tay hắn. Tengu thấy con ngươi màu bạc và tay Mạc Phàm, sắc mặt khẽ đổi, có cảm giác như trái tim bị Mạc Phàm nắm trong tay, khó chịu không nói nên lời, thân thể to lớn dừng lại, giống như không chịu khống chế của cô ta. Chuyện này, sao lại thế này? Tengu hơi hoảng sợ nói. Mạc Phàm chỉ cử động tay, cô ta liền không thể nhúc nhích, cũng không thể điều động lực lượng toàn thân, từ khi cô ta hóa hình tới nay chuyện này chưa từng xảy ra. Tên kia, cậu dùng pháp thuật gì đó? Mạc Phàm không trả lời Tengu, một chân nâng lên, trực tiếp ra khỏi trấn phong của ABC Mây, giống như không tiếp nhận ABC Mây khống chế. Cô đã sống sót dưới kiếm của Miyamoto Musashi, thì thành thật ở một bên cho tôi, nếu không tôi xóa trí nhớ của cô. Mạc Phàm nói xong năm ngón tay nắm chặt. Mạc Phàm vừa nắm chặt tay, Tengu chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một đại thủ vô hình dùng lực đè ép, thân thể cô ta không tự chủ được nhỏ đi, lại nhỏ đi. Chỉ một giây, cô ta từ một ngọn núi nhỏ, biến thành một con chó sủng vật giống như thủy tinh màu đen, trôi nổi trong không trung. Đứng yên đó đi. Mạc Phàm ném một cái, Tengu huyền ảo bay về một phía. Lộ ra Miyamoto Musashi ở phía sau không xa. Miyamoto Musashi, tôi tưởng ông đã đến kiếm tâm thông minh, nhưng xem ra ông còn kém hỏa hầu rất xa, vậy mà vì một kiếm lại chém nứt cả kiếm mình. Mạc Phàm giống như lão sư phụ chỉ điểm cho đồ đệ mình, có chút thất vọng nói. Một kiếm Miyamoto Musashi xả thân thi triển này, vậy mà cần chém nứt kiếm mình, đây là biểu hiện của kiếm tâm không thuần túy. Kiếm tâm thông minh chân chính sẽ không bị ngoại vật thao túng, trong tay có kiếm và vô kiếm đều là một kiếm cực mạnh, đây mới là kiếm tâm thông minh. Nói ngắn gọn, Miyamoto Musashi kém xa. Miyamoto Musashi nhíu mày, giữa trán lộ ra chút nghi ngờ và phẫn nộ. Tên tiểu tử kia, bớt nói linh tinh đi, đỡ được một kiếm này của tôi, sẽ biết bản đại kiếm thánh có phải là kiếm tâm thông minh chân chính không? Không cần đỡ tôi cũng biết. Bởi vì kiếm tâm thông minh chân chính không giống như ông, mà như vậy, chảm thần. Mạc Phàm nói. Nói xong bỗng nhiên mắt hắn nheo lại, trên khuôn mặt không vui không buồn không có một chút tình cảm, lần này hắn không chỉ không tránh né, trái lại chân hơi điểm xuống đất, thân thể như tên rời cung bay lên trời, lôi kiếm trong tay chém thẳng về phía Miyamoto Musashi. Một kiếm vô cùng đơn giản, không có động tác dư thừa, cũng không có kiếm kỹ như trong tưởng tượng, nhưng giống như vốn nên như vậy. Theo một kiếm này ra tay, hai long toàn phong trên bầu trời vì một kiếm của Miyamoto Musashi mà xuất hiện đột nhiên dừng lại, mọi thứ đều bị một kiếm đơn giản tự nhiên của Mạc Phàm hấp dẫn, vì một kiếm này của Mạc Phàm mà dừng lại. Chuyện này, một kiếm này là gì thế? Miyamoto Musashi nhìn kiếm của Mạc Phàm, khó hiểu nói. Người bình thường nhìn một kiếm này thì thấy không có gì đặc biệt, nhưng ở trước mắt ông ta thì khác. Một kiếm vô cùng thuần túy. Không có một chút tạp chất, có thể chảm phá mọi thứ trước mắt. Thiên chắn phá thiên, địa chắn diệt địa, thần chắn chém thần. Không phải Mạc Phàm là một thuật sĩ à, vì sao có thể thi triển ra một kiếm còn hơn cả ông ta? Cách đó không xa, ABC Mây nhíu mày, không đợi một kiếm của Mạc Phàm chém xuống người Miyamoto Musashi, thiền trượng trong tay ông ta chỉ Miyamoto Musashi phía xa, một đạo quang bích ba màu chắn trước người Miyamoto. Nếu để Mạc Phàm chém một kiếm này lên người Miyamoto Musashi, chỉ sợ bọn họ sắp bị đánh bại. Giữa không trung, Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Sử dụng loại pháp thuật này trước mặt tôi, có tác dụng sao? Lúc hắn nói chuyện,
Bỗng nhiên hắn và lôi kiếm trên tay trở nên nhạt hơn, người và kiếm giống như xuyên qua quang bích, căn bản không có chút ngăn cản, trực tiếp xuyên qua. Thế lôi kiếm như trẻ tre, chém lên người Miyamoto Musashi. Trong chớp mắt kiếm ý như ngọn lửa màu xanh trên người Miyamoto Musashi tắt đi, giống như đồ sứ gặp kim cương. Kiếm khí chém lên lưng Miyamoto Musashi, thân thể Miyamoto Musashi cong như tôm, một hư ảnh trong cơ thể trực tiếp bị chém thành hai. Phốc, một ngụm máu tươi phun từ trong miệng Miyamoto Musashi ra, thân thể rơi về phía đất, khí tức suy yếu với tốc độ rất nhanh. Lúc này Mạc Phàm mới xoay người nhìn về phía ABC Mây ở phía xa, dẫm nát không khí như dẫm lên trên bậc thang, đi về phía ABC Mây. Công pháp ông tu luyện là lục ngự chi thuật đúng không? Mạc Phàm hỏi. Ở tu chân giới có công pháp tên là lục ngự, trong đó bao gồm ngự quỷ, ngự yêu, ngự thần, ngự khí, ngự địa, ngự thiên. Tuy lục ngự chi thuật là khống chế ngoại vật, nhưng tu luyện đến thâm sâu đều đã không thể khinh thường, nhất là ngự địa ngự thiên thì càng đáng sợ. ABC Mây gọi Tengu là ngự thần, gọi tam thần khí tổ hợp lại với nhau là ngự khí, hẳn là lục ngự rồi. Phải thì sao? Vẻ mặt ABC Mây khẽ đổi, nói. Nếu phải, ông sẽ thua, lục ngự chi thuật không sử dụng giống như ông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thông qua phương pháp đặc biệt lục ngự chi thuật phát huy uy lực của quỷ, yêu, thần và khí đến mức tản cùng, trong đó có phương pháp huyền diệu hơn nhiều, nhưng ABC Mây không thi triển ra được. Vậy sao, lão phu không biết đó? ABC Mây nhíu mày, trầm giọng nói. Đó là vì công pháp của ông không phải là lục ngự chi thuật. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Lục ngự chi thuật ngoại trừ khống chế chính mình thần quỷ, đồ vật, còn khống chế được đối phương. Ví dụ như đối phương am hiểu thuộc tính hỏa, vậy thì dùng đồ vật, quỷ thần thuộc tính thủy, đối phó người tinh thông ngũ hành, thì dùng âm dương khí. Thôi, nói với ông cũng không hiểu, ông tự mình đi lĩnh ngộ đi. Mạc Phàm chẳng muốn giải thích, ngón tay hắn sáng lên, một tỷ ấn bay từ trong ra. Tỷ ấn này không phải thứ gì khác, đúng là quỷ tỷ hắn đạt được từ loạn tàng sơn. Quỷ tỷ là pháp khí tốt khắc chế quỷ thần. Tuy ABC Mây không phải là quỷ vật mà quỷ tỷ có thể khống chế, nhưng ông ta cũng là quỷ thần, vậy là đủ rồi. Thu, ý niệm của hắn vừa động, văn tự quỷ tộc phía dưới quỷ tỷ lập tức sáng lên, ấn về phía ABC Mây. Quỷ tỷ này vừa ra, ABC Mây nhíu mày, lộ ra chút kiêng kỵ. Ông ta do dự một lát, không chỉ không có chút kinh hoàng, trái lại sắc mặt phát lạnh. Mạc Phàm, không phải cậu muốn gặp bản thể của tôi sao? Dùng mạng cậu tới đón bản thể của tôi đi. Nói xong thiền trượng trong tay ông ta dùng lực đập xuống, giống như đập thứ đáng sợ nào đó ra, lực lượng khủng bố lập tức tản ra. Ông ta không ngờ tới, vậy mà ông ta, Miyamoto Musashi cộng thêm Tengu đều không đối phó được Mạc Phàm, không thể không nói ông ta xem thường Mạc Phàm rồi. Tuy bây giờ không thích hợp để bản thể xuất hiện, nhưng chỉ có thể làm vậy rồi. Ông ta có cảm giác quỷ tỷ kia khắc chế lực lượng của ông ta rất mạnh, không cho bản thể xuất hiện thì không còn cơ hội để bản thể xuất hiện rồi. Tuy bản thể vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng đủ để đối phó Mạc Phàm. Thiền trượng vừa đập xuống, một màn hào quang xuất hiện bảo hộ ông ta ở bên trong. 12 ngón tay trên hai tay ông ta nhanh chóng vũ động, một đám ấn ký kỳ lạ không ngừng xuất hiện giữa ngón tay ông ta, bay xung quanh người ông ta. Chậm rãi ngưng tụ thành một trận pháp cổ xưa. Mạc Phàm đứng cách đó không xa, không chỉ không khống chế quỷ tỷ đối phó ABC Mây, trái lại thu quỷ tỷ về, hai mắt nhìn chằm chằm pháp ấn trên tay ABC Mây, trong mắt lóe lên vẻ bất ngờ. Hình như hắn từng thấy những ấn phù này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra được. Nhưng hắn không sốt ruột, nhìn ABC Mây chậm rãi hoàn thành trận pháp này. Chỉ trong phút chốc, một trận pháp hoàn thành trước người ABC Mây, khí tức yêu dị tản ra từ trận pháp này. Đi! Ông ta khẽ quát một câu, tay vung lên. Trận pháp hóa thành một điểm sáng, bay về phía đỉnh núi Phú Sĩ, đảo mắt đã chui vào trong sơn khẩu. Điểm sáng này vừa tiến vào trong sơn khẩu, núi Phú Sĩ yên bình giống như bị người ta ném thuốc nổ vào bắt đầu chấn động. Bùm! 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 M thanh to lớn. Giống như có thứ gì đó sắp chui từ trong ra. Núi Phú Sĩ chấn động liên tục vài cái, thì dừng lại, xung quanh giống như chết lặng, gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch.
nhưng mà đúng lúc này, chợt nghe như có tiếng long ngâm vang lên, không chỉ núi Phú Sĩ, đất đai xung quanh, bầu trời đều sôi trào. Một đạo hỏa trụ phóng lên trên trời, giống như hỏa long nổi giận không ngừng phun ngọn lửa lên trên không, trong chớp mắt bầu trời đêm nhuộm thành màu đỏ, giống như trời cũng có thể bị thiêu đốt. ABC Mây nhìn ngọn lửa đầy trời, hơi nhếch miệng lên, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm, như cậu mong muốn, cậu lập tức có thể thấy được bản thể của tôi, nhưng lựa chọn sáng suốt nhất của cậu hiện giờ là nên chạy trốn chết. Vậy sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không đáp hỏi ngược lại. Đúng vậy. ABC Mây nói chắc chắn. Nói xong ông ta không để ý đến Mạc Phàm, 12 ngón tay kết thành một dấu tay kỳ lạ, trong chớp mắt như biến thành người khác. Mắt ông ta biến thành mắt hồ ly, lỗ tai trở nên nhọn hoắt, miệng mở to ra, một cái miệng khác giống miệng hồ ly chui từ trong ra, một âm thanh sắc bén như hồ ly vang lên từ miệng ông ta. À, âm thanh này không tính là vang dội, nhưng âm thanh này vừa vang lên, bầu trời vốn đang bị thiêu đốt lập tức yên bình lại, một khe hở to xuất hiện trên bầu trời núi Phú Sĩ. Lực lượng yêu dị xen lẫn khí tức nắng hè chói chang tùy ý mà ra, trong chớp mắt bao trùm hơn 10 dặm quanh đây. Trong hơn 10 dặm này, tất cả gia cầm, dã thú đều quỳ xuống đất, lạy về phía núi Phú Sĩ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy như bị mấy con dã thú hung ác tiếp cận, không hiểu sao lưng phát lạnh. Nhìn thấy khe hở này, lúc này lông mày Mạc Phàm mới giãn ra, bốn chữ thốt ra từ miệng hắn. Yêu vực chi môn. Chẳng trách vừa rồi hắn cảm thấy trận pháp mà ABC Mây vẽ quen mắt đến thế, nhìn thấy khe hở này mới nhớ ra. Yêu vực tương tự với quỷ vực, những nơi này tự thành một giới, cách biệt một trời một vực với địa cầu và tu chân giới, bình thường chỉ có yêu mới tiến vào, nếu tu sĩ nhân loại tiến vào trong đó không có pháp bảo thay đổi khí tức, sẽ bị tấn công. Có một lần hắn tới thánh địa của yêu tộc gặp Huyền Nguyệt, không ngờ bị yêu tộc khác phát hiện. Huyền Nguyệt tiên tử vì phòng ngừa hắn bị yêu tộc đuổi theo tóm lấy, mà mở yêu vực chi môn, để hắn ẩn mình trong đó một thời gian. Mạc Phàm, vậy mà cậu cũng biết yêu vực, đúng là khiến tôi hơi bất ngờ. ABC Mây lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái nói. Mẹ của ông ta là một yêu hồ cửu vĩ, ông ta có huyết mạch yêu tộc, lúc này mới mở ra được yêu vực nhờ ký ức truyền thừa. Một nhân loại như Mạc Phàm, vậy mà cũng biết yêu vực. Tôi còn rất nhiều điểm càng khiến ông bất ngờ hơn đó. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vậy lão phu muốn xem cậu có thể khiến tôi bất ngờ hơn thế nào, bản thể trở về. ABC Mây kêu về phía vết rạn. Theo tiếng kêu này của ông ta, bên trong khe hở giống như có thứ gì đó khổng lồ tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Trong chớp mắt khí thức yêu dị ở xung quanh lại không ngừng tỏa ra điên cuồng, trong yêu dị cũng có vài phần hung lệ, còn có vài phần chôn vùi khiến người ta chán ghét. Ngay sau đó, tiếng bước chân dẫm lên đất vang lên. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một bóng dáng to lớn lộ ra thân thể từ trong khe hở. Bóng người này có thân thể như cự long, lại có 8 đầu rắn to lớn, mỗi cái đầu đều to bằng Tengu khi hóa thành nguyên hình, 8 đám mây màu sắc khác nhau hiện lên trên đỉnh đầu nó, 16 con mắt lóe sáng hồng quang quỷ dị mở trong không trung. Bóng dáng này vừa xuất hiện, khí tức kinh khủng hung ác như thủy triều tản ra 4 phương 8 hướng. Gia cầm, dã thú ở xung quanh trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng người bình thường mặc áo bông thật dày, đắp kín chăn mà thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Đám Igariuki đang định chạy trốn nhìn thấy bóng dáng này trên không trung, một đám khiếp sợ không nói nên lời, hai chân không khỏi hơi nhũn ra, trong mắt có sợ hãi lại có kinh ngạc vui mừng. Mạnh như Tengu, cũng như sủng vật trong tay Mạc Phàm. Miyamoto Musashi đại kiếm thánh số 1 Nhật Quốc, vậy mà phương diện kiếm đạo lại bại bởi một tiểu tử chưa tới 20 tuổi. Nếu không phải AB đại nhân mời bản thể ra, có khả năng AB đại nhân cũng sẽ thua dưới tay Mạc Phàm, tiểu tử này đã không thể dùng hai chữ khủng bố để hình dung. Cho dù AB Seimei mời bản thể ra, cũng chưa chắc làm gì được Mạc Phàm, cho nên bọn họ đã chuẩn bị chạy trốn. Chỉ cần thoát rất xa, Mạc Phàm còn có thể tìm bọn họ giết chết sao? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng ai biết bản thể của ABC Mây đại nhân lại là thứ này? Tôi không nhìn lầm đấy chứ. Igariuki ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bầu trời, vô cùng gian nan nói, giống như nói những lời này phải dùng hết sức lực của ông ta. Cậu không nhìn lầm, chúng ta đều không nhìn lầm, bản thể mà ABC Mây đại nhân gọi ra đúng là quái vật đáng sợ nhất Nhật Quốc chúng ta,
bát kỳ đại xà. Đạo sĩ thượng sư ở bên cạnh lẩm bẩm. Bốn chữ bát kỳ đại xà vừa vang lên, trong chớp mắt, tất cả xung quanh núi Phú Sĩ giống như bị ai đó ném một quả bom nguyên tử, bầu không khí áp lực đến bùng nổ. Bát kỳ đại xà là yêu thú trong truyền thuyết Nhật Quốc, giống Kraken trong thần thoại Bắc Âu, con rắn lớn này được gọi hủy diệt chi nguyên. Bát kỳ đại xà có 8 đầu 8 đuôi, thân thể to lớn không chỉ nhồi 8 sơn cốc và 8 cái núi, đến nơi nào thì càng không có một ngọn cỏ. Mỗi lần bát kỳ đại xà xuất hiện, đều gần như mang đến tai nạn tính hủy diệt. Hơn nữa yêu thú này gần như không chết, sau khi yêu thú này bị đại thần Susanoo trong truyền thuyết Nhật Quốc giết chết, sau đó không lâu lại xuất hiện, thực lực chắc chắn Tengu cũng không bằng được. Nhưng ngàn năm trước, sau khi bát kỳ đại xà bị Abe Seimei phong ấn, thì chưa từng xuất hiện. Ai biết Tengu bị Abe Seimei phong ấn thành ngự hạ chi thần của ông ta, bát kỳ đại xà thì thành bản thể. Lần này đáng sợ rồi. Igariyuki không dám thở mạnh, nói. Không chỉ bọn họ, trên phi cơ trực thăng vẻ mặt đám Ngao Thiên đều sửng sốt, hai mắt nhìn chằm chằm bát kỳ đại xà. Nhất là Ngao Thiên như nhìn thấy khắc tinh, thân thể không tự chủ được run rẩy, trong mắt đều là khó tin. Đó là tương liễu. Tương liễu, là gì vậy? An Hiểu Hiên cảm thấy khó hiểu hỏi. Một loại mãnh thú thượng cổ lấy rồng làm đồ ăn, hẳn là bị diệt sạch rồi mới đúng. Ngao Thiên cảm thấy khó mà tin nói. Long tộc hiện giờ xem như là yêu tộc đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng ở thời thượng cổ thì kém xa. Ở thời thượng cổ có không ít yêu thú có thể xé long tộc, tương liễu là một trong số đó. Tương liễu là đại thần thuộc hạ của thủy thần, long thân cửu đầu, tuy bát kỳ đại xà này ít hơn tương liễu một cái đầu, nhưng khí tức trên người tương tự với tương liễu ở trong ký ức của ông ta. Vị yêu thú này hung tính khó thuần, đã sớm bị đại thần thượng cổ tiêu diệt, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Cho dù là tương liễu còn nhỏ thực lực cũng vô cùng khủng bố, hình thể trước mắt này khổng lồ như vậy, chắc chắn không phải tương liễu vừa được sinh ra. Mạc Phàm có thể đối phó đám AB Seimei, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của tương liễu. Mạc Phàm nhìn thấy bát kỳ đại xà cũng nhíu mày, lộ ra vẻ bất ngờ. Vậy mà trên địa cầu còn có loại yêu thú này. Ngao Thiên đã rất lợi hại, vừa xuất hiện đã tạo thành tai nạn cấp tai họa. Tương liễu này còn khủng bố hơn Ngao Thiên không chỉ gấp 10 lần. Nếu không phải một đầu bị phế bỏ, có khả năng tương liễu này có thực lực cấp bậc Nguyên Anh. Chẳng trách ông muốn bắt Ngao Thiên, xem ra không phải đoạt xác đơn giản như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đoạt xác nó, quá coi thường AB Seimei tôi rồi. AB Seimei hừ lạnh một tiếng nói. Tuy Ngao Thiên là long tộc, nhưng tu vi còn không bằng 1/3 ông ta. Ông ta chỉ muốn để một phân thân của ông ta đoạt xác Ngao Thiên, sau đó bổ sung cái đầu của bát kỳ đại xà bị chặt. Mạc Phàm, bây giờ cậu biết tới núi Phú Sĩ ngu ngốc thế nào chưa? AB Seimei trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Chỉ cần ông ta bổ sung đủ bát kỳ đại xà, với thực lực khủng bố của bát kỳ đại xà, ông ta hoàn toàn có thể tiến vào sơn ngoại sơn ở Hoa Hạ, rồi tiến vào thiên ngoại thiên tiên giới, không cần lấy quỷ thần chi thể xuất hiện. Cũng không cần chịu hạn chế bởi đền thờ. Nhưng toàn bộ mọi chuyện đều do Mạc Phàm phá hỏng. Nếu có người ông ta hận nhất, vậy tuyệt đối là Mạc Phàm, chuyện ông ta chuẩn bị ngàn năm, vì Mạc Phàm mà không thể thành như vậy. Bát kỳ đại xà ra khỏi yêu vực, thì không thể tiếp tục bổ sung đủ. Ngu ngốc, trái lại tôi cảm thấy tới đây một chuyến không vô ích. Mạc Phàm không chỉ không sợ, trái lại còn hơi nhếch miệng cười nói. Yêu đan của tương liễu thần cảnh. Cho dù không thể khiến linh khí hắn ngưng kết ra một viên khí nguyên, nhưng có thể khiến hắn tăng đến tiên thiên đỉnh phong, thứ như vậy hắn đi đâu tìm. Ngoài ra nếu hắn không nhìn nhầm, bát xích quỳnh câu ngọc trong tam thần khí có tên là tiên thiên âm dương ngọc ở tu chân giới. Nghe nói loại ngọc này là thiên địa cốt, có thể luyện chế thành tiên thiên âm cốt châm và tiên thiên dương cốt châm, dùng để tiến hành châm thứ thể châm lần 3 và lần 4. Nếu hắn không tới đây, có khả năng đi mòn giày sắt cũng khó tìm được hai thứ này, nhưng bây giờ lại ở ngay trước mắt. Vậy sao, vậy lão phu sẽ để cậu biết rốt cuộc là hối hận hay không? AB Seimei lạnh lùng liếc Mạc Phàm một cái, nói. Ông ta rút thiền trượng ra, thân thể và thiền trượng hóa thành một đạo quang bay về phía bát kỳ đại xà. AB Seimei vừa tiến vào trong bát kỳ đại xà, 8 cái đầu của bát kỳ đại xà chậm rãi nâng lên, hồng quang trong mắt lại sáng vài lần.
giống như đèn pha chứa hung ác chiếu về phía Mạc Phàm. Yêu khí kinh thiên động địa đâu chỉ gấp bội lần trước, bùng nổ ở giữa không trung, lan tràn ra bốn phía. Dưới khí tức đáng sợ, sắc mặt đám Igariuki tái nhợt, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Hai lão giả đi theo cạnh ABC Mây lúc trước thực lực yếu hơn chút, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Giống, Bát Kỳ đại xà ngẩng đầu giống to, thân thể to lớn không chỉ không chậm, trái lại còn rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước người Mạc Phàm. Thân thể to lớn gần như có thể che kín bầu trời, còn Mạc Phàm thì như con kiến trước người Bát Kỳ đại xà. Tên kia, dùng mạng của cậu đền bù sai lầm của cậu đi. Một cái đầu rắn trong đó quát. Nói xong tám cái đầu rắn há cái miệng to như bồn máu, tám cột sáng như tia laser phun về phía Mạc Phàm, chỉ trong chốc lát đã tới đỉnh đầu Mạc Phàm. Thật nhanh! Mạc Phàm nhíu mày, không có chút do dự. Ý niệm của hắn vừa động, quỷ tỷ và lôi kiếm bắn ra hai đạo ánh sáng chắn trước người hắn. Cùng lúc đó, ánh sáng ngũ sắc nở rộ trên người hắn hình thành một quang bích. Dựa vào thời gian nhất niệm, hắn vừa làm xong những chuyện này. Dầm! Tám đạo quang trụ lần lượt đến trước người Mạc Phàm, lôi kiếm và quỷ tỷ chống đỡ không được một giây đã bị đánh bay, trong chớp mắt quang bích ngũ sắc bị nghiền nát, lực lượng khủng bố nối gót mà tới, đánh về phía Mạc Phàm. Xoẹt, tiếng âm thanh vải bị xé rách vang lên, quần áo trên người Mạc Phàm văng tung tóe từng mảnh, bay phấp phới trong không trung. Mạc Phàm kêu một tiếng đau đớn, giống như đạn bay ra khỏi nòng súng bay về phía mặt đất. Dầm, âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Mạc Phàm ngã mạnh xuống đất, lực lượng khủng bố thôi động thổ địa quanh Mạc Phàm, giống như sóng đánh mạnh xung quanh, một cái hố to xuất hiện trên đất, bụi đất bay lên cao. Thấy một màn này, đám Igariuki lập tức thở phào một hơi, quả nhiên Mạc Phàm không phải là đối thủ của bản thể AB Đại Nhân. Nếu bản thể của AB Đại Nhân không phải đối thủ của Mạc Phàm, vậy bọn họ thật sự không có biện pháp rồi. Nhưng không có nếu. Tươi cười đắc ý xuất hiện trên mặt bọn họ. Trên phi cơ trực thăng, sắc mặt đám Ngao Thiên vô cùng khó coi. Ông ta chỉ do dự một lát, liền nói với người điều khiển. Lập tức rời khỏi nơi này. Mạc Phàm không phải đối thủ của Bát Kỳ đại xà, bây giờ bọn họ không đi chỉ sợ không đi được. Đám Bạch Vô Song sửng sốt, bọn họ còn chưa mở miệng, người điều khiển quay đầu phi cơ trực thăng rời đi theo lệnh của Ngao Thiên. Đi, ở trước mặt lão phu, các người đi được sao? Bát Kỳ đại xà khinh thường nói. Một móng vuốt của ông ta vươn ra, đánh về phía phi cơ trực thăng của đám Ngao Thiên, một đại thủ lập tức xuất hiện xung quanh phi cơ trực thăng. Đại thủ kia nắm chặt, phi cơ trực thăng còn chưa bay ra vài thước, giống như đâm phải thứ gì đó, dừng lại. Trên phi cơ trực thăng, đám Ngao Thiên lảo đảo một cái, sắc mặt tái mét. Vẫn chậm một bước, lần này không ổn rồi. Ngao Thiên cau mày nghĩ thầm. Ông ta tưởng rằng ABC Mây sẽ không chú ý tới bọn họ, ai biết vẫn bị thấy được. Quay lại cho tôi. Móng vuốt của Bát Kỳ đại xà kéo về sau, phi cơ trực thăng không có đường sống vùng vẫy, động cơ tỏa ra khói đen bay về phía Bát Kỳ đại xà. Trong máy bay trực thăng, Ngao Thiên nhìn thoáng qua Mạc Phàm trong hố sâu, trái tim bị treo cao. Bóng dáng ông ta nhoáng lên một cái liền đến bên ngoài phi cơ, thân thể to lớn hơn, biến trở về bản thể. Tuy nhỏ hơn Bát Kỳ đại xà của ABC Mây một chút, nhưng lớn hơn phi cơ trực thăng rất nhiều. Muốn giữ bọn họ lại, phải hỏi bản Long Vương có đồng ý hay không đã, Long Du Cửu Thiên, đi. Thân thể Ngao Thiên co lại, bao lấy phi cơ trực thăng, trên người hiện lên một vùng hắc quang. Mạc Phàm từng cứu ông ta dưới tay ABC Mây một lần, Mạc Phàm giao em gái và đồ đệ cho ông ta, sao ông ta có thể để ABC Mây bắt những người này đi? Cứu toàn bộ những người này là trả ân cứu mạng của Mạc Phàm. Long Du Cửu Thiên là bí pháp của Long tộc, mới có thể chạy trốn khỏi tay ABC Mây. Hửm! ABC Mây nhíu mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh khinh thường. Ngao Thiên, ông cảm thấy ông có thể rời đi trước mặt lão phu à? Giọng nói vừa vang lên, thân thể to lớn của Bát Kỳ đại xà xuất hiện bên cạnh phi cơ trực thăng. Tám cái đầu nhỏ hơn bản thể của Ngao Thiên một chút bao vây Ngao Thiên và phi cơ trực thăng ở bên trong, lộ ra gương mặt hung ác. Dưới khí tức hung ác cường đại, trong chớp mắt hắc quang trên người Ngao Thiên bị diệt. Cho dù Ngao Thiên là Long Vương cũng không ngừng run rẩy, không nói được một câu nên lời, giống như chuột thấy mèo, rõ ràng là không cam lòng, nhưng không thể không cúi đầu. ABC Mây, ông!
Nếu đã đến đây rồi, vậy trở thành một phần của bản thể lão phu đi. ABC Mây hừ lạnh một tiếng, cái đầu nhỏ nhất trong bát kỳ đại xà không do dự cắn lấy Ngao Thiên. Tuy làm như vậy sẽ có hiệu quả kém hơn cướp đi thân thể Ngao Thiên, rồi dung nhập vào trong cơ thể bát kỳ đại xà, nhưng cũng mạnh hơn cái đầu hiện giờ nhiều, tạm thời chỉ có thể như vậy. Trong cabin, Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên nhìn bát kỳ đại xà cắn Ngao Thiên thì nhíu mày, vội vàng che mắt đám tiểu vũ, sợ để ba người thấy. Lúc cái đầu của bát kỳ đại xà sắp cắn Ngao Thiên, giọng nói của Mạc Phàm truyền từ trong hố sâu ra. Bọn họ muốn đi khi nào, thì đi khi đó, vốn dĩ không phải chuyện ông có thể khống chế, còn nữa, ông không thể làm ai bị thương được đâu. Mọi người ở đây nghi ngờ sửng sốt, không hẹn mà cùng nhìn về phía hố sâu. Trong hố sâu, Mạc Phàm quần áo tả tơi đứng dậy, một ngụm máu tươi phun từ miệng hắn ra. Ngoại trừ máu tươi và quần áo rách nát, không nhìn ra được vết thương khác trên người hắn. Nghe thấy giọng Mạc Phàm, Tiểu Vũ đẩy tay An Hiểu Hiên ra, thấy Mạc Phàm ở trong hố, trên gương mặt như đồ sứ lập tức hiện lên vui mừng, anh, nhanh cứu chú Long Vương. Cô vận khởi linh khí, kêu lên qua cửa sổ phi cơ trực thăng. Tuy An Hiểu Hiên che mắt cô, nhưng không che được cảm ứng. Yên tâm đi, ông ta sẽ không sao. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, mỉm cười nói với Tiểu Vũ trong phi cơ trực thăng. Trên bầu trời, tám cái đầu của bát kỳ đại xà cúi đầu nhìn Mạc Phàm, lông mày hơi nhíu lại. Tiểu tử, thân thể của cậu cứng rắn thật. Một kích vừa rồi của ông ta cho dù đánh trúng rồng, thân thể rồng cũng vỡ nát, vậy mà không giết được Mạc Phàm, nhưng chỉ khiến Mạc Phàm bị thương nhẹ. Lực lượng của ông cũng không yếu đâu. Mạc Phàm tán thưởng. Không thể không nói một kích vừa rồi của bát kỳ đại xà rất lợi hại, không chỉ lực lượng nhanh cũng rất mạnh. Một kích vừa rồi hắn ít nhất bị gãy 7 cái xương sườn, đây là lần hắn bị thương nặng nhất từ khi trọng sinh tới nay. Một kích đã như vậy, ABC Mây có thể nói phét cả đời rồi. Hửm! Nghe thấy lời Mạc Phàm nói, ABC Mây không chỉ không có chút vui mừng, trái lại hơi híp mắt, lộ ra vẻ sắc bén. Nếu người khác nói lực lượng của ông ta không yếu, có lẽ ông ta sẽ vui vẻ, nhưng những lời này thốt ra từ miệng Mạc Phàm, ông ta không thể cao hứng nổi. Nếu lực lượng của ông ta mạnh, Mạc Phàm sẽ đứng dậy nhanh như thế sao? Ông ta chẳng muốn đấu võ mồm với Mạc Phàm, nếu giết Mạc Phàm một lần không chết, vậy thì giết vài lần là được. Nhưng mà trước đó, tiểu tử, cậu muốn cứu con rồng này đúng không? Tôi xem cậu cứu thế nào. Nói xong không chỉ cái đầu nhỏ kia, 7 cái đầu khác cũng há to miệng, trong miệng đầy răng nanh sắc bén cắn về phía Ngao Thiên. Không phải Mạc Phàm muốn cứu con rồng này sao? Xem cậu ta cứu thế nào. Tôi nói rồi, ông không làm ai bị thương được đâu. Trên mặt Mạc Phàm không có chút lo lắng, một tay vươn ra, khẽ vạch trong không trung. Trên phi cơ trực thăng, trong chớp mắt trận pháp càn khôn di thuấn hắn 7 lúc trước sáng lên. Không đợi 8 cái đầu của bát kỳ đại xà cắn chúng Ngao Thiên, Ngao Thiên và cả phi cơ trực thăng biến mất, khi xuất hiện đã cách xa nơi đó cây số, 8 cái đầu cắn vào hư không. Ông còn muốn thử nữa không? Mạc Phàm hạ tay xuống, hỏi. Nếu hắn mang đám Ngao Thiên và Tiểu Vũ tới, sao có thể để bọn họ bị thương, những người khác không được, ABC Mây cũng không ngoại lệ. Trên bầu trời, ABC Mây nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, trong mắt chớp lóe tàn nhẫn ước gì có thể nghiền Mạc Phàm thành mảnh nhỏ. Một kích của ông ta không giết được Mạc Phàm thì không nói, ông ta muốn ăn Long Vương Ngao Thiên cũng bị tiểu tử này phá đám. Ông ta đường đường là ABC Mây. Lại bị một tên tiểu tử như Mạc Phàm đùa giỡn xoay vòng, nếu ông ta nuốt trôi cục tức này, vậy ông ta không phải là ABC Mây. Tiểu tử, bây giờ tôi phải giết cậu. Ông ta không nói lời vô nghĩa với Mạc Phàm, thân thể nhoáng lên một cái liền đến trước người Mạc Phàm, 8 cái đầu hơi dương về sau, cột sáng cỡ thùng nước lại phun về phía Mạc Phàm. Lát nữa giết Ngao Thiên cũng không muộn, Mạc Phàm vừa chết cho dù Ngao Thiên chạy tới hải ngoại hải cũng vô dụng. Đều phải trở thành một phần của ông ta, giải quyết Mạc Phàm trước rồi tới tiểu súc sinh này. Mạc Phàm cảm nhận được năng lượng khủng bố dao động trước người, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ. Tôi đã nói rồi, nếu ông, Miyamoto Musashi, Tengu, cộng thêm tam thần khí có lẽ còn là đối thủ của tôi, chỉ mình ông thì không phải. Có phải hay không, thử rồi sẽ biết, đi chết đi, tên tiểu tử kia. ABC Mây trầm giọng nói. Mạc Phàm lắc đầu, giơ tay xé rách áo rách nát trên người,
lộ ra da thịt màu đồng cổ và bắp thịt tràn ngập sức mạnh. Ý niệm của ông ta vừa động, một ấn ký chỗ mi tâm sáng lên. Trong chớp mắt cơ thể hắn cao hơn, mái tóc dài màu đen nhanh chóng xuất hiện, ngũ quan cũng trở nên vô cùng tinh xảo, khí tức toàn thân phiêu phiêu dục tiên xuất hiện trên người hắn. Vừa rồi tôi trúng một kích của ông, vậy ông cũng nhận một quyền của tôi xem. Mạc Phàm cười nhạt nói. Không đợi tám đạo quang trụ chiếu lên người hắn, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. ABC Mây thấy Mạc Phàm đột nhiên biến mất, khẽ cau mày, trong mắt lóe lên chút ghen tị. Vậy mà tiểu tử cậu có thể thoát thai ra tiên thiên bản nguyên chi thể. Tiên thiên bản nguyên chi thể là hình thái tiên thiên của mỗi người đều có hình thái này. Nhưng vì di truyền huyết mạch, thể chất, cùng với hoàn cảnh hậu thiên, rất nhanh tiên thiên bản nguyên chi thể sẽ vì khí tức tiên thiên tiêu tán biến thành hậu thiên chi thể, cũng là dáng vẻ trước đó của Mạc Phàm. Khi tu sĩ tiến vào cảnh giới tiên thiên, nếu trong cơ thể thần hoàn khí túc, có khả năng thoát thai ra tiên thiên bản nguyên chi thể, đây gọi là thay ra đổi thịt. Sau khi thay ra đổi thịt, phần lớn tu sĩ đều trở về hình thái tiên thiên. Ví dụ như ông ta từng thấy một người vừa già vừa mù, bởi vì tướng mạo như vậy nên không muốn gặp tu sĩ khác, nhất là nữ tu sĩ. Sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, không chỉ chân và mắt đều tốt, còn rất anh tuấn, không lâu sau mỹ nữ thành đàn bên cạnh. Những chuyện này đều nhờ tiên thiên bản nguyên, cho dù là ông ta, cũng chỉ là một nửa tiên thiên bản nguyên chi thể. Mạc Phàm là một tiểu tử hoa hạ, nhưng giống như thay đổi thành người khác, tiên thiên bản nguyên chi thể hoàn chỉnh. Tiểu tử, cho dù cậu là tiên thiên bản nguyên chi thể cũng không phải đối thủ của tôi. ABC Mây hơi híp mắt, một bàn tay khổng lồ như tràn đầy trời đất ấn về phía nơi nào đó dưới người ông ta. Chỗ này, bóng dáng Mạc Phàm nhoáng lên một cái lộ ra thân thể, một chưởng không do dự đánh về phía bàn tay khổng lồ của ABC Mây. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như có trên vạn tấn thuốc nổ nổ tung, cái hố to kia lại lan tràn bốn phía, trong chớp mắt to gấp đôi. Trong hố to, một người một xà chỉ khẽ đụng thì tách ra. Mạc Phàm không tổn hao lông tóc gì, ABC Mây lại càng không nhúc nhích chút nào, vững như núi Thái Sơn. Lão Phu nói này, cho dù cậu là tiên thiên bản nguyên chi thể cũng không phải đối thủ của tôi, đấu với tôi, cuối cùng người chết chỉ là cậu. Tôi biết mình không phải đối thủ của ông. Mạc Phàm mỉm cười, lạnh nhạt nói. Tuy hắn xuất hiện tiên thiên chi thể, lực lượng toàn thân không giữ lại chút nào thi triển tới mức tận cùng, nhưng thi triển đến cực hạn cũng không phải đối thủ với bát kỳ đại xà cấp bậc này. Vừa rồi hắn không chắc chắn, nhưng thông qua một trưởng này hắn đã biết, hắn dựa vào tiên thiên chi thể không thể thắng được. Cậu biết, tám cái đầu nhướng mày, lộ ra vẻ nghi ngờ. Tiểu tử, cậu đang thăm dò tôi à? Quả thật ông ta không cảm nhận được sát khí trên một trưởng của Mạc Phàm, vậy chỉ có thể thăm dò rồi. Xem như là vậy. Mạc Phàm không giấu giếm, thản nhiên nói. Nếu thăm dò xong rồi, cậu chuẩn bị làm nô lệ của tôi vĩnh viễn, hay là tôi giết cậu, sau đó tôi giết tiếp những người trên phi cơ trực thăng. ABC Mây cười lạnh lùng, tám cái đầu nhìn Mạc Phàm, hỏi. Nếu Mạc Phàm không có tác dụng, chắc chắn ông ta đã giết Mạc Phàm không do dự. Nhưng mà, tiểu tử này không đơn giản hơn ông ta nghĩ nhiều, lúc trước ông ta cho rằng Mạc Phàm là người của tông môn ẩn thế, nhưng trải qua tiếp xúc hôm nay, cho dù là những đệ tử trong tông môn ẩn thế cũng không bồi dưỡng được như vậy. Như vậy chỉ có một khả năng, không phải Mạc Phàm tới từ sơn ngoại sơn, mà tới từ thiên ngoại thiên tiên giới. Nếu ông ta đoán không lầm, cho dù không có thân thể bát kỳ đại xà, ông ta chỉ cần uy hiếp Mạc Phàm nói công pháp, cũng có thể tiến vào tiên giới. Cho nên so với giết Mạc Phàm, ông ta càng nguyện ý khiến Mạc Phàm quỳ xuống. Làm nô lệ của ông sao? Mạc Phàm nhướng mày, liếc mắt nhìn ABC Mây một cái. Không sai, nếu cậu nguyện ý, tôi có thể thả người Bạch ra. ABC Mây cười nói. So với Mạc Phàm, những người Bạch ra không đáng nhắc tới. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Ở trong mắt hắn những lời này của ABC Mây, giống như một con kiến nói với y tiên bất tử, nếu cậu không trở thành nô lệ của tôi, thì không ai chữa khỏi bệnh cho cậu, cậu chỉ có thể đợi chết. Y tiên bất tử hắn cần trở thành nô lệ của phàm nhân sao, cho dù có thân thể tương liễu và quỷ thần chi thể thần cảnh, ở trước mặt hắn cũng chỉ như con kiến. ABC Mây, ông biết vì sao tôi mang người đến đây không, vì sao?
Bởi vì diệt nhà Miyamoto và ông chỉ là mở đầu, tôi đến Nhật Quốc chủ yếu bồi bọn họ chơi đùa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tám cái đầu nhíu mày, tám chữ hỏa lập tức xuất hiện. Tiểu tử, cậu đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tôi giết cậu trước, sau đó lại siêu hồn cậu cũng vậy thôi. Vậy mà tiểu tử này không để ông ta vào mắt, ông ta không nói lời vô nghĩa với Mạc Phàm nữa, tám cái đầu rắn to lớn dương về phía sau, cột sáng lại phun ra. Tám cột sáng này chưa phân tán, mà khống chế dưới móng vuốt của ông ta, dần dần biến thành màu phi bụi phi bạch ở giữa không trung, cũng trói buộc hơn nhiều, lực lượng càng khủng bố tỏa từ trong trói buộc này ra. Cho dù là bên ngoài 10 dặm quanh đây, cũng có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ trong cột sáng. Dưới chùm tia sáng, Mạc Phàm không chỉ không hoảng hốt không loạn, trái lại nhếch miệng cười. Ý niệm của hắn vừa động, ngoại trừ lôi kiếm ra, ba thanh kiếm khác xuất hiện trong tay hắn. Đi! Mạc Phàm khẽ quát một câu, bốn thanh kiếm lập tức bay về phía đỉnh đầu ABC Mây. Pháp bảo, tiểu tử, cậu cho rằng mấy kiện pháp bảo này có tác dụng sao, xuống cho tôi. ABC Mây hừ lạnh một tiếng, mây đầy màu trên đỉnh đầu ông ta lập tức bao phủ bốn thanh kiếm kia. Mấy kiếm này giết ông là tạm thời không được, nhưng không phải dùng để giết ông, chỉ tránh để ông thoát thôi. Mạc Phàm cười khẽ, trong mắt chớp lóe tinh quang. Cái gì? Sắc mặt ABC Mây khó coi, trong mắt lóe lên lửa giận. Chùm tia sáng trong hai móng vuốt bất ổn, thiếu chút nữa nổ tung tại chỗ. Bốn thanh kiếm này là để phòng ông ta chạy trốn sao? Mạc Phàm vốn không phải là đối thủ của ông ta cần phải chạy sao? Phập phập, bốn thanh kiếm cắm trên mặt đất quanh ABC Mây, hỏa diễm, lôi điện, kim dịch và bạch quang lập tức tỏa từ bốn thanh kiếm ra, tự động khắc họa ra. Chỉ trong phút chốc, bốn trận pháp hình tròn nhỏ xuất hiện xung quanh bốn thanh kiếm, một trận pháp hình tròn to lại nối tiếp bốn thanh kiếm với nhau, hình thành một trận pháp khổng lồ bao ABC Mây ở trong. Cùng lúc đó, ánh sáng trói buộc của ABC Mây cũng rút đến mức tận cùng, từ kích thước lu nước biến thành cỡ thùng nước. Tiểu tử, xem chúng ta là ai cần chạy trốn. Hai móng vuốt của ABC Mây đẩy tới trước, chùm tia sáng như sao băng chớp lóe trong không trung. Ngay sau đó đến trước người Mạc Phàm. Ánh sáng chói buộc còn chưa nổ tung, ở phía sau Mạc Phàm, một đại động xuất hiện theo kình phong như bão. Vẻ mặt Mạc Phàm vẫn không đổi như cũ, một đoạn chú ngữ thốt ra từ miệng hắn, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu ức kiếp, chứng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ánh ngô thân. Một chữ thân cuối cùng vang lên, kim quang chói mắt như ngọn lửa xuất hiện trên người hắn. Mà đạo trùm sáng kia cũng vừa lúc đến trước người hắn. Keng, âm thanh như va chạm vang lên. Kình phong như sóng biển được sóng thần tận thế nhấc lên điên cuồng đánh tới hai bên, xé đất đai ra thành đôi, khe rãnh thâm sâu lan tràn ra xa, đến cách ngoài cây số mới dừng lại. Bụi đất phóng lên trên trời, lấp kín mấy cái hố to. Trong mắt mọi người chớp lóe tinh quang nhìn về phía bụi đất, vẻ mặt lập tức sửng sốt. Đây là... tình huống gì vậy? Trong bụi đất, kim quang trên người Mạc Phàm không chỉ không bị một kích của ABC Mây phá vỡ, trái lại càng như ánh sáng mặt trời chói mắt hơn, chậm rãi đi từ trong bụi đất ra. Không chỉ bọn họ, 16 con mắt của ABC Mây cũng nhíu lại, tràn đầy khó hiểu. Kim quang trên người Mạc Phàm không khác gì ánh sáng ngũ sắc lúc trước, hẳn là cơ thể mạnh đến một mức nhất định sẽ có quang mang này. Lúc trước ông ta từng thấy một vị cao nhân thể thuật thần cảnh. Trong lúc giơ tay nhấc chân trên người đều quang mang vạn trượng. Nhưng ánh sáng ngũ sắc trên người Mạc Phàm đã bị ông ta phá, một kích này của ông ta còn mạnh hơn trước ít nhất 5 lần, lại được kim quang này đỡ lại. Mạc Phàm đã lộ ra tiên thiên bản nguyên chi thể, thực lực đã hoàn toàn biểu lộ ra. Đây là bí pháp, ông từng nghe nói chưa? Mạc Phàm giải thích, chỉ dựa vào tu vi hiện giờ của hắn không phải là đối thủ của ABC Mây. Nhưng chuyện này nói lên hắn không đối phó được ABC Mây sao, đùa giỡn gì thế? Hắn có không biết bao nhiêu bí pháp, có thể khiến hắn đạt được lực lượng mạnh hơn bản thân hắn nhiều trong khoảng thời gian ngắn, kim quang bất diệt chú này chỉ là một trong số đó. Cho dù không cần bí pháp, hắn cũng có biện pháp tiêu diệt ABC Mây. Bí pháp? ABC Mây nhướng mày, ánh mắt lạnh hơn vài phần. Tôi xem bí pháp phòng ngự của cậu có thể chống đỡ bao lâu? Sao ông ta có thể không biết bí pháp, chính ông ta cũng sử dụng nhiều loại bí pháp. Nhưng bí pháp không phải kế lâu dài,
nếu sau khi sử dụng mà không giết được kẻ địch thì càng nguy hiểm hơn. Mạc Phàm có thêm một tầng chôn vùi, thì an toàn sao, cậu ta nghĩ hay quá nhỉ? Không cần chống đỡ lâu lắm, bởi vì ông sống không được lâu nữa đâu. Mạc Phàm cười khẽ nói, một đoạn chú ngữ khác vang lên. Bắc đấu thất nguyên, thần khí thống thiên, thiên cương đại thánh, uy quang vạn thiên, thượng thiên hạ địa, đoạn tuyệt tà nguyên, thừa vân nhi thăng, lai hàng đàn tiền, hàng lâm chân khí, xuyên thủy nhập yên, chuyện chi tam giới, vạn ma kình quyền, trảm yêu diệt tung, hồi tử đăng. Quả thật bí pháp có thời gian hạn chế, nhưng chỉ cần giết chết đối thủ trong thời gian hạn chế là được. Theo những chú ngữ này vang lên, chất lỏng màu bạc xuất hiện trong mi tâm hắn, rồi chảy ra toàn thân, tự động tạo thành đồ án huyền diệu. Khí tức vô cùng cường đại như khói báo động tỏa ra từ người hắn, còn tăng nhanh với tốc độ khó mà tin. Hửm! ABC Mây cảm nhận được sát khí trên người Mạc Phàm, lúc này sắc mặt mới thay đổi. Quả thật ông ta biết một số bí pháp có thể tăng thực lực, nhưng có tác dụng rất nhỏ bé với ông ta hiện giờ. Bí pháp đối với cao thủ giống như trời mưa và biển rộng, trời mưa trong biển rộng, trừ phi là thiên lộ, nếu không không có khả năng khiến nước trong biển nhiều hơn mấy. Bí pháp này lại khiến thực lực của Mạc Phàm tăng ít nhất gấp 2, còn chưa có dáng vẻ sẽ kết thúc, bí pháp này đúng là nghịch thiên. Tiểu tử, cậu có thể đi chết đi. Một cái móng vuốt của ông ta không do dự vồ lấy Mạc Phàm, thế tất muốn vồ nát hắn. Rõ ràng là Mạc Phàm không chỉ dừng lại ở bí pháp này, nếu để cậu ta tiếp tục, có khả năng ông ta không chống đỡ được đến khi bí pháp kết thúc. Mạc Phàm vốn định thi triển bí pháp thứ hai, tăng thực lực lên một giai đoạn, nhưng nhìn thấy móng vuốt của ABC Mây sấm vang chớp giật thì dừng lại. Mắt hắn nheo lại, một tay không do dự đón lấy ABC Mây. Diệt Vũ. Hai chữ vang lên, một lạc ấn trắng tinh như ngọc bay ra, bay về phía móng vuốt của ABC Mây. So với móng vuốt của ABC Mây, lạc ấn của Mạc Phàm nhỏ hơn nhiều, gần như có thể nói là gặp sư phụ. Nhưng một lớn một nhỏ động vào nhau. Bùm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên. Sau đó, dầm một cái. Móng vuốt này của ABC Mây hóa thành thịt trâu rơi từ trong không trung xuống, một cái lỗ máu to xuất hiện trên bụng ông ta, huyết dịch chảy từ trong ra, rơi xuống đất dâng lên từng cơn khói đen. Mọi người ở đây lập tức sửng sốt. A, Igari Yuki há to miệng, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh, nhưng không nói nên lời, hoàn toàn sợ ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Mạc Phàm còn bị một kích của ABC Mây đánh bay, lúc này mới qua một lát. Vậy mà một chưởng của Mạc Phàm khiến ABC Mây trọng thương. Những người khác cũng trợn mắt há miệng, trên mặt cả đám vừa dâng lên chút hy vọng, trong chớp mắt lại tuyệt vọng. Nếu ABC Mây không phải đối thủ của Mạc Phàm, vậy bọn họ chỉ có thể đợi chết. Chuyện này, trong mắt ABC Mây cũng là khó mà tin, thân thể này của ông ta cho dù là ngao thiên cũng không thể so được. Ở thời chiến tranh, thậm chí ông ta còn dùng thân thể này bỏ lại ba vũ khí hạt nhân của Mỹ Quốc, mang vũ khí hạt nhân này tới yêu vực, cũng không chịu thương tổn nặng như vậy. Hiện giờ thân thể này trải qua ông ta chữa trị mấy năm, chỉ càng mạnh hơn trước, nhưng lại bị một chưởng của Mạc Phàm nghiền nát một phần. Mạc Phàm, tối nay lão phu không chỉ muốn tiêu diệt cậu, còn bắt tất cả bạch gia an táng cùng, ABC Mây giận dữ hét. Mạc Phàm làm ông ta bị thương, không khác gì tát mọi người trước mặt ông ta. Ông ta tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra. Tám cái đầu của ông ta ngửa lên giống, trực tiếp hút tám đám mây trên không vào trong bụng. Tám đám mây này được sinh ra khi Bát Kỳ Đại Xà sinh ra, nghe nói đại biểu cho Bát Ác, cũng là lực lượng căn nguyên của Bát Kỳ Đại Xà. Nuốt tám đám mây này, cho đến bây giờ ông ta chưa từng thử qua, lần trước diệt đạn hạt nhân cũng chỉ nuốt 6 đám. Nhưng ông ta dựa vào trí nhớ của Bát Kỳ Đại Xà, biết được hiệu quả khi nuốt tám đám mây, bất tử bất diệt. Mỗi một đám mây được nuốt vào trong bụng, móng vuốt bị một chưởng của Mạc Phàm phá nát nhanh chóng giải ra. Đồng thời trên cơ thể khổng lồ của ông ta được một vùng tinh thể thật dày bao trùm, giống như một con rồng mặc khôi giáp, khí tức không kém Mạc Phàm chút nào tỏa từ người ông ta ra. Tử! Tám cái đầu to lớn che một vùng thiên không, há cái mồm to như bồn máu cắn lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm không sợ hãi chút nào. Ánh mắt phát lạnh, hai tay tạo thành hình chữ thập. Giết tôi, là tôi giết ông mới đúng. Giữa 10 ngón tay hắn,
một đạo kim quang bằng ngón cái phóng lên trên trời, cắm thẳng về phía chân trời. Phá tinh hà. Hai tay hắn như nắm đại kiếm, ánh sáng kim sắc như khí phân cách thiên địa, chém về phía ABC mây. Đầu rắn to lớn, khủng bố và ánh sáng kim sắc đụng vào nhau. Không có âm thanh nổ mạnh, cũng không có kình phong cuồng liệt, chỉ có giống cắt đậu hủ, lưỡi dao qua nơi nào, một cái đầu rơi xuống. Xung quanh yên tĩnh giống như chết lặng. AB đại nhân bị chém sao? Mắt Higariyuki mở to, khó mà tin nói. Sau khi bát kỳ đại xà nuốt tám đám mây kia, rõ ràng khí thức mạnh hơn trước kia nhiều, nhưng vẫn bị Mạc Phàm chém một kiếm. Dầm, Phật châu trong tay đại sư lông mày trắng nứt ra, hạt châu do huyết tinh thạch mài thành rơi xuống đất, ông ta giống như không phát hiện ra, hai mắt ngơ ngẩn nhìn từng cái đầu của bát kỳ đại xà bị chém xuống. Trên phi cơ trực thăng, đám ngao thiên đều sợ ngây người, mọi người chớp chớp mắt, khó mà tin vào hai mắt mình. Bát kỳ đại xà là yêu thú khổng lồ như vậy, chỉ nhìn thôi đã biết khó đối phó. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm không phải đối thủ của yêu thú này, ai biết. Cho ngố sâu, ABC Mây bị chém liên tục bốn cái đầu, lúc này mới phản ứng kịp, thân thể to lớn vội vàng lùi về sau, cuối cùng trong mắt cũng hiện lên bối rối. Ông ta nuốt sạch tám đám mây kia, thân thể đã bất diệt, vì sao còn bị Mạc Phàm chém? Chuyện này, sao lại có chuyện này? ABC Mây nhanh tránh ra, đạo bạch quang kia lặng yên không tiếng động biến mất vào trong mặt đất, trên mặt đất cùng xuất hiện một khe hở nhỏ, giống như laser cắt. Hai tay Mạc Phàm tách ra, tia sáng kia biến thành hai, giống hai kiếm quang được hắn nắm trong tay, chém về phía ABC Mây. ABC Mây nhìn kiếm quang lại chém tới, nheo mắt lại, thân thể nhoáng lên một cái, không chút do dự di chuyển về phía khe hở yêu vực ở chân trời. Sau khi Mạc Phàm sử dụng bí pháp thì quá mạnh, ông ta hiện giờ không phải đối thủ của Mạc Phàm, đối đầu với Mạc Phàm rất dễ bị giết chết. Đợi Mạc Phàm qua lúc cường thịnh này, quay về đối phó Mạc Phàm cũng không muộn. ABC Mây, ông cảm thấy ông trốn được sao, đóng cửa yêu vực, ông cũng quay lại cho tôi. Mạc Phàm lắc đầu cười, chân khẽ dẫm xuống. Bốn thanh kiếm cắm trên đất chấn động, trận pháp trên mặt đất cũng sáng lên, thanh quang phóng lên trời, khe hở rộng màu đỏ trên bầu trời khép lại, khí tức yêu dị nhanh chóng biến mất. Từng sợi tỏa liên cỡ cánh tay chui từ trong trận pháp ra, quấn lấy người ABC Mây. Thân thể to lớn của ABC Mây mới bay không xa, thì bị kéo lại, ngã ở trên mặt đất. ABC Mây vốn sửng sốt, trong mắt hiện lên bối rối, thầm kêu không hay. Khi Mạc Phàm bố trí bốn thanh kiếm này ông ta vốn dĩ không để ở trong lòng, ai biết như vậy là một sai lầm, khiến ông ta rơi vào bẫy của Mạc Phàm. Bây giờ ông có thể đi chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hai kiếm quang bay thẳng tới chém ABC Mây. Sở dĩ hắn phóng bốn thanh kiếm này là vì lúc này, sử dụng bí pháp sẽ tăng mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Nếu ABC Mây giết lại, chắc chắn hắn không có đường đánh trả, cho nên tuyệt đối không thể để ABC Mây chạy. Thấy hai kiếm sắp chém qua, trái tim ABC Mây bị kéo cao lên. Mạc Phàm, cậu muốn giết lão phu mà không trả chút giá thì không dễ vậy đâu, nếu cậu tha cho lão phu có thể thề tuyệt đối không là địch với Mạc gia và Hoa Hạ nữa. ABC Mây nghiến răng, lạnh lùng nói. Mạc Phàm đã đóng yêu vực, còn dùng trận pháp giam ông ta muốn rời đi cũng không dễ như vậy, chỉ có thể thỏa hiệp với Mạc Phàm. Nếu không thì sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn ABC Mây một cái, lạnh nhạt hỏi. Nếu không có lẽ lão phu sẽ chết, nhưng người trên máy bay, đám phụ nữ Bạch gia và tất cả những người xung quanh đều phải chôn cùng lão phu. ABC Mây nhíu mày, nói. Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Nếu ABC Mây không lấy người bên cạnh hắn uy hiếp hắn, có lẽ hắn sẽ để lại một mạng, hiện giờ. Ông đi chết đi. Hai tia laser trong tay Mạc Phàm không do dự chém về phía ABC Mây. ABC Mây nhíu mày, không ngờ Mạc Phàm sẽ từ chối. Mạc Phàm, cậu đã kiêu ngạo như vậy, vậy cậu nhìn bọn họ đi chết đi, lão phu muốn xem cậu cứu được bao nhiêu. Ông ta vừa nói xong, bốn cái đầu còn lại hít mạnh một hơi, linh khí, hào quang xung quanh như hải nạp bách xuyên tụ tập về phía ông ta. Xung quanh trở nên tối sầm lại, bầu không khí lập tức căng thẳng, khí tức chôn vùi tỏa ra bốn phía, giống như ngày tận thế sắp tới. Dưới một màn này,
cho dù là Ngao Thiên cũng có cảm giác như bị người ta nắm cổ, rất khó thở. Sắc mặt đám Igariuki cũng thay đổi, không do dự nhanh chân bỏ chạy. Thực lực của bọn họ kém xa Mạc Phàm và ABC Mây, nhưng có thể nhìn ra cho dù ABC Mây tự bạo cũng có thể kéo Mạc Phàm. Tuy bọn họ đứng về phe ABC Mây, nhưng rõ ràng là ông ta không có ý loại bọn họ ra. Không chỉ dưới chân núi Phú Sĩ, trong biệt viện nhà Miyamoto cách nơi này không xa, không ít người cảm thấy khí tức hơi lo sợ bất an, mí mắt không ngừng giật giật. Nhất là khi nhìn về phía có ABC Mây, lại càng hoảng hốt hơn. Sao lại thế này? Có người hỏi. Chỉ trong chớp mắt, khí tức trên người ABC Mây đã tới cực hạn, thân thể cũng sáng đến mức tận cùng, giống như có một mặt trời sinh ra trong cơ thể ông ta, quang mang vạn trượng. Mạc Phàm nhìn ABC Mây tự bạo, nhíu mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Bát kỳ đại xà chi thân của ABC Mây là thần cảnh, còn không phải là thần cảnh bình thường. Uy lực tự bạo không nhỏ. Tuy không đủ để giết hắn, nhưng gần núi Phú Sĩ, ngoại trừ hắn ra, chỉ sợ đều bị ABC Mây hủy diệt rồi. Ông muốn tự bạo, tôi thành toàn cho ông, nhưng ông chỉ tự bạo thân thể bát kỳ đại xà này, vì sao không bạo cả quỷ thần chi thể của ông nữa, nói không chừng làm vậy có thể làm thương tổn mấy cọng tóc của tôi, thôi, để tôi giúp ông tự bạo đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, nếu ABC Mây chơi ngoan độc, Y Tiên Bất Tử hắn đâu có đạo lý không phụng bồi, chơi với ông ta tới cùng. Ngón tay hắn khẽ búng, một đạo kim quang biến mất vào trong cơ thể ông ta. Một đạo kim quang này vừa biến mất vào trong cơ thể ABC Mây, sắc mặt bát kỳ đại xà còn thừa bốn đầu thay đổi, trong chớp mắt hào quang trên người sáng đâu chỉ gấp đôi. Ông ta chỉ tự bạo thân thể bát kỳ đại xà, thứ nhất là giết được người bên cạnh Mạc Phàm, thứ hai có thể thừa dịp loạn để quỷ thần chi thể của ông ta rời đi. Có quỷ thần chi thể ở đây, ông ta chính là ông ta. Nhưng Mạc Phàm lại cử động ngón tay, ngay cả thần hồn của ông ta đều tự bạo rồi. Mạc Phàm, cậu điên rồi, cậu muốn giết tất cả mọi người quanh núi Phú Sĩ sao? ABC Mây giận dữ hét. Khi nói chuyện, từng đạo vết rạn xuất hiện trên người ông ta, lực hủy diệt tràn đầy như khi vũ khí hạt nhân nổ tung, đất đai xung quanh lập tức bị tinh thể hóa. Ông rất coi trọng mình nhỉ? Ông không thể hủy được gì đâu. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, một tay vươn về phía thân thể sắp nổ tung của ABC Mây. Bí pháp, càn khôn đại yên diệt. Mấy chữ vang lên, ABC Mây lập tức nổ tung, biến thành ngàn vạn mảnh. Nhưng lực lượng khủng bố còn chưa tỏa ra, đã bị lực hút trong tay Mạc Phàm khiên dẫn, như rồng hút nước bay hết về phía Mạc Phàm, chỉ trong phút chốc, toàn bộ khôi phục lại như thường, không có ABC Mây, cũng không có bát kỳ đại xà. Chỉ còn Mạc Phàm mặc bộ đồ trắng một tay cầm hạt châu to bằng nắm tay, một tay cầm thiền trượng ABC Mây dùng lúc trước, lạnh nhạt ra khỏi hố sâu. Nhìn hạt châu trong tay, Mạc Phàm thở hắt ra, trên mặt lóe lên trắng bệch, còn người rét lạnh nhìn về phía cách đó không xa. Các người tự mình dừng lại, hay tôi giết các người? Mạc Phàm cắm thiền trượng xuống đất, lạnh giọng hỏi. Cách đó không xa, những người hốt hoảng chạy trốn vì ABC Mây tự bạo như bị sét đánh. Tất cả đều dừng lại. Không ít người chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Mạc Phàm bình yên vô sự cùng với ABC Mây biến mất, sắc mặt cả đám lập tức âm tình bất định. Đa số bọn họ đều chạy trốn, nên không để ý mọi chuyện xảy ra. Nhưng nhìn thấy hạt châu và thiền trượng trong tay Mạc Phàm, không cần nghĩ cũng biết là có chuyện gì xảy ra. ABC Mây tự bạo không thành công, đã bị Mạc Phàm giết. Nghĩ vậy, sắc mặt tất cả người Nhật Quốc ở đây khó coi hơn nhiều. Nhất là đám Igariuki, trên mặt càng không có chút huyết sắc. Bọn họ đều chen chân vào chuyện này, ABC Mây đã chết, rất có khả năng kế tiếp là bọn họ. Gần như không do dự, đám người này muốn rời đi. Nhưng cường đại như bọn họ lại giống như bị thi pháp giam cầm, thân thể không thể nhúc nhích, càng không nói đến chạy trốn. Làm sao bây giờ? Bọn họ nhanh chóng suy nghĩ điên cuồng. Không trốn thoát, đứng tại chỗ chỉ có thể đợi chết. Chỉ trong phút chốc, thân thể Igariuki cong thành 90 độ, cung kính cúi đầu với Mạc Phàm. Mạc tiên sinh uy vũ, chúc mừng Mạc tiên sinh đánh bại AB đại nhân. Những người khác liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, do dự một lát, cũng nhao nhao cúi đầu với Mạc Phàm. Chúc mừng Mạc tiên sinh, vừa rồi là chúng tôi quá thất lễ, vẫn mong Mạc tiên sinh tha thứ. Thượng sư kia khẩn thiết nói.
Ngay cả ABC Mây Đại Âm Dương Sư đều thỏa hiệp với Mạc Phàm, bọn họ thân là vãn bối xin lỗi Mạc Phàm, cũng không tính là gì. Hơn nữa cúi đầu còn tốt hơn bị giết chết. Mạc Phàm nhìn đám Igariuki, lắc đầu cười, đi về phía bọn họ. Các ông biết thất lễ rồi à? Đúng vậy, chúng tôi nguyện ý dùng chân bảo của gia tộc đền bù sai lầm lúc trước, mong Mạc Tiên Sinh tiếp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Igariuki nói, vừa rồi bọn họ đối nghịch với Mạc Phàm, nếu không lấy thứ gì ra bồi thường, cho dù Mạc Phàm tha thứ bọn họ cũng không tin. Đồ của các ông địch nổi thiền trượng này sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười mỉa hỏi. Sắc mặt đám Igariuki hơi khó coi, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thiền trượng trong tay Mạc Phàm là do tam thần khí hợp nhất, là pháp bảo tốt nhất của Nhật Quốc, đồ gia truyền của bọn họ lợi hại đến mấy cũng so được với tam thần khí sao? Tất nhiên đồ gia truyền nhà chúng tôi không thể so được với tam thần khí, nhưng mà... Không đợi Igariuki nói xong, Mạc Phàm đã cắt ngang. Tôi nhớ tôi nói rồi, các ông đứng ra đối nghịch với tôi, sẽ chết, tôi không nhớ lầm đúng không? Mạc Phàm nhìn đám Igariuki, hỏi. Vẻ mặt đám Igariuki ngẩn ra, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Bọn họ không thể nói là Mạc Phàm nhớ nhầm, nhưng không thể nói Mạc Phàm nhớ nhầm, cũng không thể thừa nhận. Mạc tiên sinh, chuyện này là lỗi của chúng tôi, mong cậu cho chúng tôi cơ hội sửa sai, chúng tôi nguyện ý giúp cậu diệt nhà Miyamoto. Trong mắt Igariuki lóe lên chút tàn nhẫn. Dù sao Abe Seimei đã chết, Miyamoto Musashi cũng bại bởi Mạc Phàm. Chuyện này đều do nhà Miyamoto gây ra, nhà Miyamoto trở thành cơ hội để bọn họ sống đi. Ông đã nhớ không nhầm, vậy các ông nên đi chết đi, diệt nhà Miyamoto không cần các ông ra tay. Mạc Phàm khinh thường nói. Nếu hắn nói đối địch với hắn thì sẽ chết, vậy không thể để mấy người này còn sống, nếu không mọi người sẽ nghĩ hắn là người không giữ lời. Còn người nhà Miyamoto, có cả đống người đối phó giúp hắn. Nói xong. Hắn khẽ lướt thiền trượng về phía đám Igariuki. Mấy người không có đường sống phản kháng, thân thể bị chém thành đôi, trong máu tươi có xen lẫn nội tạng rơi xuống đất. Các ông muốn là địch với Mạc Phàm tôi sao? Những người này vừa chết, Mạc Phàm nhìn người còn lại hỏi. Những người còn lại nhíu mày, nhưng không dám thở mạnh. Abe Seimei và Miyamoto Osamu là địch với Mạc Phàm, hai người đều chết. Cho dù bọn họ ngốc, cũng sẽ không là địch với Mạc Phàm lúc này. Mạc Phàm thấy không ai trả lời, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ. Là địch cũng không sao, tôi ở đây 3 ngày đợi các người, người đối địch với tôi đều có thể tới núi Phú Sĩ, nhưng đối địch với tôi thì phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì đối địch với tôi sẽ giống như núi này. Mạc Phàm nói xong giơ thiền trượng trong tay lên cao, chém về phía núi Phú Sĩ. Phá Sơn Hà. 3 chữ vang lên. Một đạo ánh sáng bay từ thiền trượng ra, nhanh chóng chém về phía núi Phú Sĩ. Một khe hở có thể chứa được một người xuất hiện dưới chân núi, lan tràn lên trên miệng núi. Một lát sau, cả núi Phú Sĩ như bị chém ra, một khe hở xuất hiện một bên núi. Mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán những người này ra, chảy ròng ròng xuống. Mạc Phàm vừa động liền chém núi Phú Sĩ, lực lượng này thật đáng sợ, tuyệt đối không phải người cảnh giới như bọn họ trêu chọc được. Mạc tiên sinh yên tâm, chúng tôi không dám. Có người dùng tiếng Hoa Hạ, vội vàng nói. Dám cũng không sao, bây giờ các người có thể rời đi. Mạc Phàm vẫy tay nói. Hắn đến Nhật Quốc chủ yếu là đến đón đám tiểu tuyết, tiêu diệt nhà Miyamoto và Abe Seimei. Chỉ cần những người này không tự tìm đường chết như đám Igariuki, hắn chẳng muốn ra tay. Dạ, những người đó thở phào nhẹ nhõm, như được đại xá nhanh chóng rời đi. Theo những người này rời đi, tin tức Mạc Phàm đánh bại Abe Seimei và Miyamoto Musashi nhanh chóng truyền ra. Tokyo, trong tầng cao nhất một tòa nhà, một người đàn ông trung niên mặc tây trang giá trị xa xỉ, nuôi dâu cá chê, hai tay bắt chéo sau lưng nghe được tin tức này, lông mày lập tức nhíu lại. Cậu nói cái gì? Abe đại nhân bị đánh bại rồi ạ? Phía sau người đàn ông dâu cá chê, một người đàn ông đeo kính gầy khô khẽ cúi người lặp lại. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Người đàn ông dâu cá chê nắm chặt tay, có chút không dám tin nói. Người khác không biết, nhưng ông ta biết rất rõ, Abe Seimei là đại âm dương sư trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy, còn nắm giữ tam thần khí,
khống chế Tengu và Bát Kỳ Đại Xà, cho dù là ông ta gặp Abe Seimei, cũng phải tôn kính. Một người đáng sợ như vậy, vậy mà thua trong tay một tên tiểu tử. Đại nhân, quả thật Abe đại nhân bị đánh bại rồi. Tuy người đàn ông đeo kính cũng không tin tưởng lắm, nhưng vẫn nói chi tiết. Chuyện này không ổn rồi. Người đàn ông râu cá chê nhíu chặt mày, quay đầu nhìn người đàn ông đeo kính, trên mặt đều là hoảng sợ. Một tiểu tử đến núi Phú Sĩ không chỉ như đi vào chỗ không người, còn giết chết âm dương sư và kiếm sĩ lợi hại nhất của bọn họ, thậm chí còn diệt cả Bát Kỳ Đại Xà, quả thực không còn tin tức nào đáng sợ hơn tin tức này. Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đi vào. Như vậy không tốt hơn sao? Mỹ nữ này khoảng 27, 28 tuổi, trên gương mặt hỗn huyết là đôi mắt to ngập nước ngầm long lanh, hơi nhếch miệng cười quyến rũ, dáng vẻ quyến rũ khiến tim người ta đập rộn lên, huyết áp tăng cao. Mỹ nữ dáng người nóng bỏng mặc kimono, bên vai hữu ý vô ý lộ ra một mảng tuyết trắng, quần áo hơi lộn xộn, có loại quyến rũ và gợi cảm khác, nhưng khiến người ta không nhịn được hỏa khí dâng trào. Người này vừa đi vào, trái tim hai người đàn ông ở cạnh cửa sổ hỗn loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể mỹ nữ. Mỹ nữ không thèm để ý, vẫn hơi nhếch miệng cười như trước, di chuyển bước ngọc đến trước mặt cách hai người ba thước. Anh chắc chắn là bản thể của AB đại nhân bại bởi Mạc Phàm. Mỹ nữ hơi nhếch cằm, hỏi người đàn ông đeo kính. Đúng vậy, Sentaiko đại nhân, tôi tận mắt nhìn thấy, quỷ thần chi thể của AB đại nhân và thân thể của Bát Kỳ đại nhân đều bị Mạc Phàm kích nổ, cuối cùng hóa thành một hạt châu được Mạc Phàm cầm trong tay, hiện giờ tam thần khí ở trong tay Mạc Phàm. Vẻ mặt người đàn ông đeo kính ngây ngốc, trong chớp mắt khôi phục như thường, hơi cúi người, kể toàn bộ mọi chuyện anh ta thấy một lần. Nói như vậy, thật sự không thể tốt hơn. Sentaiko hơi nhếch miệng, cười thần bí nói. Tốt chỗ nào, sao tôi không nhìn ra? Người đàn ông râu cá chê hơi bất mãn nói. Thân là Oda Zantoku tộc trưởng gia tộc Oda gia tộc lớn nhất Nhật Quốc, đối với ông ta mà nói, quả thật Abe Seimei và Miyamoto Musashi tồn tại như vậy là một uy hiếp. Nhất là gần đây, Miyamoto Osamu ỷ vào Abe Seimei, càng ngày càng không tôn trọng nhà Oda bọn họ, tất nhiên bị diệt trừ là rất tốt. Nhưng cường giả thần cảnh ở quốc gia bọn họ bị một người hoa hạ giết chết, tương đương với chuyện bọn họ bị tát một cái, ông ta thật sự không nghĩ ra tốt ở chỗ nào. Mạc Phàm diệt một người ông cần kiêng kỵ giúp chúng ta, sau đó chúng ta lại diệt trừ Mạc Phàm, nhất cử lưỡng tiện, ông cảm thấy không tốt à? Sentaiko cười nói. Oda Zantoku nhướng mày, nhưng sắc mặt lập tức khó coi. Diệt trừ Mạc Phàm thế nào, cô muốn bảo tôi lấy tay bắn chết Mạc Phàm à? Oda Zantoku cười mỉa nói. Có thể diệt trừ Mạc Phàm tất nhiên là nhất cử lưỡng tiện, nhưng ngay cả Abe Seimei đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, ông ta lấy gì đối phó Mạc Phàm đây? Ông ta biết thực lực của mình không tầm thường, nhưng chưa đến mức này. Ông không đối phó Mạc Phàm được. Tất nhiên cũng không cần ông đối phó, ông chỉ cần làm một chuyện là được. Sentaiko mỉm cười nói. Tất nhiên Mạc Phàm không phải người những người này có thể đối phó, xuất hiện Abe Seimei đầy máu đầy sức bây giờ còn được, nếu không cả Nhật Quốc không ai đối phó được Mạc Phàm. Chuyện gì? Oda Zantoku lộ vẻ nghi ngờ, hỏi. Nếu đúng như lời Sentaiko nói, tất nhiên ông ta rất sẵn lòng. Mau chóng đuổi Mạc Phàm ra khỏi Nhật Quốc. Chỉ cần Mạc Phàm rời khỏi Nhật Quốc, sẽ có người đối phó Mạc Phàm, mà xác suất thành công rất cao. Sentaiko vô cùng tự tin nói. Mạc Phàm vừa đại chiến với Abe Seimei một hồi, bị thương nặng, còn dùng bí pháp, chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn thực lực của Mạc Phàm không bằng trước kia, đây tuyệt đối là cơ hội của bọn họ. Chỉ cần đuổi Mạc Phàm đi, Mạc Phàm càng sớm rời đi, cơ hội của bọn họ càng lớn. Vì sao tôi phải tin tưởng cô? Oda Zantoku nhíu mày nói. Ông không tin tôi cũng được, chẳng lẽ ông không tin thứ này sao? Sentaiko kéo áo kimono xuống, lộ ra bộ ngực tuyết trắng. Cùng lúc đó, hình xăm thanh long dương nanh múa vuốt xuất hiện trên ngực cô ta. Chẳng trách, hóa ra cô là... Oda Zantoku nhíu mày, giống như nghĩ tới gì đó, hiểu ra nói. Bây giờ có thể tin tưởng tôi rồi chứ? Sentaiko kéo áo lại, cười nói. Tôi có thể tin tưởng cô, nhưng chuyện bảo Mạc Phàm rời đi chỉ sợ không dễ như vậy. Oda Zantoku hơi xoắn xuýt nói. 730 người thế trận lớn như vậy,
muốn khiến Mạc Phàm quay về Hoa Hạ đều không làm được, cuối cùng còn bị Mạc Phàm diệt hơn ngàn người. Ông ta muốn đuổi Mạc Phàm đi, chỉ biết càng thêm khó khăn. Chuyện này không đơn giản, nhưng cũng không nguy hiểm, nếu để người nhà Phiêu Ma đi làm chuyện này, sẽ đơn giản hơn chút. Sentaiko vươn một tay ra, vừa vẽ lên ngực Odea Zantoku vừa nói. Nhà Phiêu Ma sao? Trước mắt Odea Zantoku hơi sáng lên, lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhà Phiêu Ma là gia tộc có thực lực tương đương với nhà Odea, thực lực không thể khinh thường. Trừ chuyện đó ra, nhà Phiêu Ma am hiểu thuật nguyền rủa trong nhẫn thuật, bởi vậy nhà Phiêu Ma từng bị coi là ma tộc một lần, bị các gia tộc khác chèn ép. Nếu nhà Phiêu Ma nguyền rủa Mạc Phàm, khả năng Mạc Phàm rời khỏi sẽ lớn hơn nhiều. Trái lại nhà Phiêu Ma rất thích hợp, nhưng nhà Phiêu Ma vẫn luôn đối đầu với nhà Odea chúng tôi, bảo nhà Phiêu Ma đi đuổi Mạc Phàm cũng không đơn giản như thế. Bây giờ Mạc Phàm đang đứng đầu ngọn gió, chỉ cần người có chút đầu óc sẽ không đi xúc phạm Mạc Phàm. Nếu ông truyền tin tức, ai có thể đuổi Mạc Phàm đi, thì là gia tộc số một Nhật Quốc, với tính cách tranh cường háo thắng của nhà Phiêu Ma, sẽ xảy ra chuyện gì thì không cần nhiều lời đâu. Sentaiko mị nhãn như tơ, cười nói. Nghe con mới đẻ không sợ hổ, có lẽ trưởng bối nhà Phiêu Ma còn e sợ Mạc Phàm, những người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo sẽ sợ sao? Chỉ cần hơi châm ngòi, bọn họ còn không cắn câu. Đến lúc đó nhà Phiêu Ma không muốn ra tay, đều khó có khả năng. Có đạo lý. Odea Zantoku gật đầu hài lòng. Cho dù nhà Phiêu Ma thành công hay không, được lợi cuối cùng đều là nhà Odea bọn họ. Odea Zantoku chỉ gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, bắt lấy tay Sentaiko. Biện pháp này khả thi thì khả nghi thật, nhưng vì sao cô tới tìm nhà Odea chúng tôi, mà không phải nhà Phiêu Ma, chẳng lẽ trên trời sẽ có bánh thịt rơi xuống? Ông ta thừa nhận ông ta bị phong tình vạn chủng của Sentaiko khi ở trên giường mê hoặc, nhưng ông ta là gia chủ nhà Odea, nếu U mê hồ đồ bị Sentaiko nắm mũi dẫn đi, ông ta đã không ngồi được vị trí này, nắm giữ vạn người nhà Odea, tài sản ngàn triệu. Điểm này của Odea Zantoku mạnh hơn Phiêu Ma Kojiro nhiều, sở dĩ tôi chọn Odea đại nhân, là cần một thứ của Odea đại nhân, nhà Phiêu Ma không có thứ này. Sentaiko rút tay về, cười nói. Sở dĩ cô ta lựa chọn Odea Zuntu, tất nhiên không phải là không có lý do. Đó là thứ gì? Đôi môi hồng nhuận của Sentaiko dán sát vào tai Odea Zantoku, nói nhỏ vài câu. Odea Zantoku khẽ nâng mí mắt, lúc này lông mày mới giãn ra, tươi cười dâm đãng xuất hiện trên mặt ông ta, ôm lấy hông Sentaiko. Nếu buổi tối cô là của tôi, chuyện này không thành vấn đề. Cứ để cho Odea Zantoku tôi. Chuyện này có lợi mà không hại với ông ta, tất nhiên ông ta sẽ đồng ý rồi, còn có thể ôm ấp mỹ nhân nữa. Khanh khách, Sentaiko nheo mắt lại, che miệng cười, thuận thế chui vào lòng Odea Zantoku. Người đàn ông đeo kính ở bên cạnh lặng lẽ rút lui. Lúc tin tức Mạc Phàm đánh bại AB Xây Mây truyền ra, dưới núi Phú Sĩ, trong biệt viện của AB Xây Mây. AB Seimei và Miyamoto Osamu vừa chết, người nhà Miyamoto không làm được gì, bị Ngao Thiên thu thập hết. Đám tiểu tuyết được cứu ra hết, sắp xếp trong biệt viện. Trong mật thất AB Seimei thường bế quan, Mạc Phàm nhắm mắt ngồi trên đệm, kiểm tra thân thể mình. Một lát sau, hắn mở to mắt khẽ thở dài. Tác dụng phụ của bí pháp không nhỏ đâu. Hắn sử dụng tổng cộng 4 bí pháp, một cái dùng để tăng cường thân thể hắn, một cái dùng để tăng thực lực. Một cái dùng để nổ quỷ thần chi thể của AB Seimei, cái cuối cùng là hấp thu toàn bộ lực lượng tự bạo của AB Seimei. 4 bí pháp này đều có cấp bậc rất cao, dẫn đến thực lực 10 phần của hắn, bây giờ ngay cả 3 phần đều không phát huy được, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không lập tức rời đi. Bây giờ rời đi mà nói, không nói đến chuyện gặp phải những người khác, cho dù gặp phải tổ chức 730 binh sĩ, hắn cũng không thể đối phó, càng không nói hiện giờ lên đường đến chúng thần sơn. Chữa trị một phần trước rồi nói sau. Mạc Phàm thở hắt ra, ngón tay sáng lên, hơn 10 thứ bay từ trong nhẫn chữ vật ra, trôi nổi quanh hắn, hắn nhìn thoáng qua mấy thứ này, cầm yêu đan của AB Xây Mây. Hắn vừa tiếp xúc với yêu đan này, linh khí tràn đầy trên yêu đan không tự chủ được chảy vào cơ thể hắn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ném yêu đan về phía không trung. Linh khí trên yêu đan thần cảnh rất sung túc.
chỉ cần luyện hóa yêu đan, rất có khả năng sẽ giúp hắn ngưng tụ một viên khí nguyên. Nhưng thứ này cũng không thích hợp với hắn. Trong cơ thể hắn không chỉ có một viên thái âm thần thạch, còn có một viên thiên địa nguyên thạch. Hai thứ này còn chưa được luyện hóa, thêm một viên yêu đan, không chỉ không thể chữa trị thân thể hắn, chỉ biết mất nhiều hơn được. Ngón tay hắn khẽ vân vê, một vùng ngọn lửa huyết sắc xuất hiện trong tay hắn, bay về phía yêu đan, lưỡng muội chân hỏa tự luyện yêu đan. Cửu nguyên châm. Mạc Phàm lấy một hộp ngọc châm ở trong không trung, cau mày nói. Cửu nguyên châm có thể khiến người ta cửu nguyên quy nhất, là biện pháp chữa trị di chứng bí pháp rất tốt, chỉ là trong vòng 9 canh giờ sau khi thi triển cửu nguyên châm, không thể dùng một chút linh khí và pháp lực, nếu không thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chỉ do dự một lát, hắn quyết định từ bỏ cửu nguyên châm. Một lát sau, hắn từ bỏ ít nhất hơn 10 phương pháp. Có tác dụng tốt, hơn nữa phương pháp không có tác dụng phụ gì không phải hắn không có, nhưng ở đây là địa cầu. Không phải hắn không có một số nguyên liệu, thì tu vi của hắn không đủ để thi triển những y thuật này. Xem ra chỉ có cái này rồi. Mạc Phàm do dự một lát, ánh mắt tập trung vào bốn hộp ngọc. Bên trong bốn hộp ngọc này theo thứ tự là thiên chi, vảy ngược của rồng và bát xích quỳnh câu ngọc mài thành thứ thể châm. Hắn vốn định dùng lực tiến hành thứ thể, xem ra bây giờ chỉ có thể dùng hai loại này. Thứ thể châm tên cũng như ý nghĩa, lấy phương pháp châm đâm thân thể. Do đó khiến sức chống đỡ của thân thể đạt tới một mức độ đáng sợ. Trong toàn bộ quá trình, mỗi một cây châm đều khiến thân thể người bị châm vừa hủy diệt vừa trọng sinh. Vì thân thể hắn sử dụng bí pháp nhiều lần, đã đến gần tan vỡ, lúc này sử dụng thứ thể châm không thể nghi ngờ là phương pháp tự diệt vong, còn nguy hiểm hơn dùng yêu đan. Nhưng chỉ cần hắn có thể sống qua hủy diệt, trọng sinh của thứ thể châm, không chỉ khiến thân thể hắn mạnh hơn, cũng sẽ chữa trị một chút thương tổn do bí pháp mang đến. Có thể nói, nếu trong quá trình hành châm có bất luận sai lầm gì, có khả năng hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu quá trình thuận lợi, thân thể hắn không chỉ khôi phục rất nhanh, cũng sẽ vì thứ thể châm mà mạnh hơn không ít. Chỉ suy nghĩ một lát, hắn nheo mắt lại, cất yêu đan và những thứ khác đi, chỉ để lại thứ thể châm. Sử dụng thứ thể châm hơi mạo hiểm chút, nhưng là một trong những biện pháp tốt nhất. Ngoài ra cũng là lúc tăng tu vi mình lên một bước nữa rồi. Tuy đến bây giờ còn chưa có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nhưng không thể không nói hắn hơi cản rỡ rồi. Tu vi của hắn có thể đối phó đa số người trên địa cầu, nhưng không phải là toàn bộ, ví dụ như ABC Mây có tu vi cao hơn hắn. Tuy hắn không nhìn thấy đám người ở Chúng Thần Sơn và Sơn Ngoại Sơn, nhưng hắn có cảm giác những người này không yếu hơn ABC Mây. Nếu trước khi hắn đến Nhật Quốc thi triển thứ thể châm, dù chỉ là hai châm trước, cũng có thể dựa vào thân thể đối phó ABC Mây, vốn dĩ không cần khiến mình chật vật như vậy. Nghĩ đến điều này, trên mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm trọng. Ngón tay hắn khẽ điểm, một cây thiên chi châm bay từ trong hộp ngọc ra, châm vào huyệt thiên đỉnh của hắn, quẹo trái 9 vòng. Rõ ràng chỉ là chuyển đổi vài vòng đơn giản, nhưng bỗng nhiên trên mặt hắn giống như bị lửa thiêu. Không chỉ có vậy, linh khí ở trong cơ thể hắn giống như không thể khống chế, bỗng nhiên bạo động. Linh khí vừa bạo động, từng đạo vết rạn như tia chớp xuất hiện trên mặt hắn, không kiêng nể gì nhanh chóng lan tràn từ kinh mạch trên người hắn. Trong chớp mắt, cả người hắn giống như sắp vỡ ra thành vô số mảnh bất cứ lúc nào. Mạc Phàm không hoảng hốt, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ. Đúng là không phải nguy hiểm bình thường, nhưng rất đơn giản với y tiên bất tử. Hắn vận khởi diễn thiên thần quyết, thần thức mênh mông mà ra, linh khí mênh mông như sóng biển lập tức yên bình lại. Linh khí yên bình lại, vết rạn khắp người hắn không biến mất, chỉ tránh vết thương trên người hắn do thi triển bí pháp để lại, bao phủ một phần nhỏ vào trong. Không lâu sau, thiên chi châm quẹo phải 9 vòng biến mất vào thân thể Mạc Phàm, những vết thương này lóe sáng hồng quang, không chỉ những vết thương này khôi phục như ban đầu, ngay cả những vết thương trong phạm vi bí pháp để lại cũng khép miệng trong chớp mắt. Tuy chỉ là một phần rất nhỏ, Mạc Phàm vẫn hơi nhếch miệng lên. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, một cây thiên chi châm khác lại châm vào trong cơ thể hắn, những nơi khác nứt ra nhanh chóng khôi phục lại. Từng cây châm đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm lại biến mất, khí tức trên người Mạc Phàm như nồi hơi đang đun cháy, nhanh chóng xì lên. Hai ngày sau, châm trong bốn hộp ngọc hết sạch, toàn bộ đều biến mất trong cơ thể Mạc Phàm. Quả nhiên như hắn suy nghĩ. Phương pháp này mạo hiểm thì mạo hiểm thật, nhưng di chứng trên người hắn đã không rõ lắm.
Không chỉ như vậy, hoàn thành thứ thể châm, hắn cảm nhận được rõ kim cương bất diệt thể của hắn đâu chỉ mạnh hơn một chút. Không biết bây giờ mình mạnh bao nhiêu. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe hào quang, nhìn tay mình lẩm bẩm. Hắn vừa nói xong, di động của hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, ảnh chụp Tiểu Vũ làm ngáo ộp không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Hắn cười bất đắc dĩ, nghe điện thoại, giọng nói hơi ấm ức của Tiểu Vũ truyền từ trong điện thoại đến. Anh, em và chị dâu đi dạo, chủ một cửa hàng không cho bọn em đi vào, còn không cho chúng em rời đi. Hửm. Mạc Phàm nhíu mày, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. Mọi người đàn ở đâu, anh đến đó tìm. Mạc Phàm dịu dàng nói, nhưng lạnh lẽo lan tràn từ quanh người hắn ra bốn phương tám hướng, bỗng nhiên nhiệt độ giảm đi. Tuy hắn đang hành châm, nhưng hắn vẫn biết đám Tiểu Vũ đi chơi, cho nên hắn còn phái Ngao Thiên và Tengu kia bảo vệ đám Tiểu Vũ. Không ngờ Abe Seimei và Miyamoto Musashi bị giết, vậy mà còn có người dám động vào đám Tiểu Vũ. Sở dĩ Ngao Thiên và Tengu không ra tay, chắc chắn là có nguyên nhân, dù sao cũng kết thúc thứ thể châm rồi, hắn sẽ đi xem tên nào lớn mật như vậy. Anh kết thúc bế quan rồi à? Ở bên kia điện thoại, Tiểu Vũ nghe thấy Mạc Phàm sắp tới, hơi vui vẻ. Ừ, Mạc Phàm gật đầu. Chúng em ở trong Tokyo Skichi, phía trước một nhà hàng tên là Fuma, đám người này rất đáng ghét, anh nhanh tới thu thập bọn họ đi. Tiểu Vũ tức giận liếc mắt nhìn đám người này một cái nói. Anh biết rồi, anh lập tức đến ngay. Mạc Phàm tắt điện thoại, ra khỏi mật thất nhìn về phía thủ đô. Hắn từng tới Tokyo một lần, cũng đã đến Skichi. Đây là một tháp phát sóng, cao khoảng hơn 600 mét, không khác tháp Đông Phương Giang Nam mấy, bên trên có một số nơi ăn uống giải trí. Nhưng trái ngược với tháp Đông Phương, nhà hàng bên trong Skichi xa hoa hơn một chút, bên trong không chỉ có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, cũng có không ít nhà hàng bản địa trăm năm. Kiếp trước hắn và Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên từng đến Skichi dạo một vòng, cuối cùng chọn một nhà hàng tên là Lưu Niên, đây là nhà hàng cấp thấp nhất ở đây, mỗi người cần phải mất hơn 1.000 tệ hoa hạ. Bởi vì cuối cùng chọn nhà hàng này, hắn bị An Hiểu Hiên tiểu ma nữ kia châm chọc một đường. Bình thường những người đến đây ăn cơm, trên cơ bản đều là thổ hào, nhà giàu, đệ tử thế gia Tokyo, cùng với các nhân vật nổi tiếng thế giới. Hắn nhìn thoáng qua phía thủ đô, ngón tay tạo ẩn thân thuật lên người hắn. Ngón tay sáng lên, tiếng sấm vang rền, lôi kiếm xuất hiện trước người hắn. Đến Tokyo, Mạc Phàm khẽ quát, lôi kiếm biến lên gấp đôi, xuất hiện ở dưới chân hắn. Mạc Phàm dẫm lên trên lôi kiếm. Ánh sáng trên lôi kiếm bao bọc hắn ở bên trong. Bùm, một tiếng sấm vang lên, Mạc Phàm biến mất trong không trung. T. Song Skichi, trước nhà hàng Fuma, Tiểu Vũ tắt điện thoại, lạnh lùng liếc người của nhà hàng cạnh cửa một cái. Anh trai tôi sẽ đến ngay, các người đợi đó, xem anh trai tôi nhìn cái biển này sẽ thu thập các người thế nào. Tiểu Vũ bĩu môi, chỉ tấm biển ở nhà hàng, hừ lạnh một tiếng nói. Trên tấm biển có ghi người họ Mạc, họ Bạch và chó không được đi vào. Ở cửa có hai tên xăng pha nhớt từ lóng chỉ giới tính thứ ba, một cao một thấp mặc tây trang, vẻ mặt giả nhân giả nghĩa tươi cười. Vị tiểu thư này, tôi không biết anh trai cô là ai, nhưng cho dù anh trai cô đến đây, có khả năng như vậy thôi, đây là quy củ thiếu gia chúng tôi định ra, hẳn là sẽ không thay đổi, hay là như vậy đi, tuy mọi người không thể đi vào, nhưng nếu thật sự muốn nhấm nháp đồ ăn trong nhà hàng chúng tôi, có thể đứng ở bên ngoài ăn còn vừa thưởng thức được phong cảnh bên ngoài, rất nhiều du khách ngoại quốc đều lựa chọn như vậy. Một tên thấp hơn trong đó cười nói, anh nghĩ chúng tôi là tên ngốc giống anh sao? An Hiểu Hiên nghiến chặt răng, tức giận nói. Đây không phải là lần đầu tiên cô tới Nhật Quốc, cô hiểu rất rõ một số văn hóa của nước này. Ở Nhật Quốc, có rất ít người cầm đồ ăn vừa đi trên đường hay ở ngoài. Ở trên đường dành riêng cho người đi bộ thì có lẽ không sao, dù sao đồ ăn phải nhấm nháp lúc nóng mới ngon, nhưng ở trường hợp công cộng khác, nhất là một số nơi xa hoa, cơ bản là không có ai ăn ở ngoài, như vậy tượng trưng cho không có tu dưỡng. Thương nhân lại càng không để khách hàng nhấm nháp đồ ăn ở ngoài, bởi vì như thế sẽ rất thất lễ, cho dù xin cơm cũng không như vậy. Vậy mà người này bảo bọn họ ăn ở bên ngoài, cô không tức thì đúng là kỳ lạ. Vị tiểu thư này đứng nóng giận, chúng tôi chỉ nêu ra ý kiến mà thôi, không có ý vũ nhục mọi người đâu.
Sang pha nhất này cười cân nhắc, giống như anh ta thật sự vô ý. Ý kiến, cả nhà anh đều có ý kiến hay lắm nhỉ, Tiểu Thiên, đập nhà hàng của đám người này cho tôi, xảy ra chuyện gì thì tính bổn đại tiểu thư. An Hiểu Hiên tức giận nói với Tengu bên cạnh cô. Tengu bị Mạc Phàm đánh bại, liền thành linh sủng của Tiểu Vũ. Tengu biến thành người là một mỹ nữ khoảng 20 tuổi, mái tóc dài như thác nước để loạn sau lưng, đồng thời trên gương mặt lạnh lùng là hàn khí bức người. Cô mặc trang phục võ sĩ nữ, phía trên là áo trắng, phía dưới là váy màu đen, bên hông có một thanh kiếm, khiến người ta có cảm giác không dám tới gần. Dạ, An đại nhân. Thân thể thon thả của Tengu hơi cúi với An Hiểu Hiên, một tay vươn ra, trường kiếm xuất hiện trong tay cô đi về phía hai người. Hai Sang Pha nhất kia thấy Tengu đi tới, thì nhướn mày lên, sau đó khôi phục như thường. Muốn ra tay, tôi khuyên các người nên suy nghĩ kỹ càng, nếu không các người chết ở đây còn chưa tính, còn liên lụy đến đám người vô tội, chuyện này không được tốt lắm đâu. Sang Pha nhất cao hơn bắt đầu chỉ đạo. Lúc anh ta nói chuyện, mười mấy người vốn đứng yên nheo mắt, tiến đến gần phía bên này, rõ ràng là trong quần áo có thứ gì đó. Tiếng tí tách vang lên trên người bọn họ, khí tức quỷ dị tản ra từ những người này. Đúng rồi, giải thích một phen, mấy thứ này sẽ dựa vào năng lượng dao động trên người các người mà tự động nổ mạnh, nếu các người muốn ra tay, tòa nhà này đều nổ tung, các người cũng đừng nghĩ đến chuyện đối phó bọn họ, trên người bọn họ còn có thứ khác, nếu bọn họ chết hay linh hồn xuất hiện dị thường. Bên ngoài còn có người làm chuyện như vậy, cho nên mong trước khi mọi người ra tay phải nghĩ kỹ hậu quả trước. Sang Pha nhất thấp hơn cười đùa, vẻ mặt khinh thường đám Tiểu Vũ. Nếu bọn họ lựa chọn đối phó Mạc Phàm, sao có thể không chuẩn bị chút nào? Còn nữa, nếu các người hoài nghi lời tôi nói, có thể nhìn thứ này. Sang Pha nhất nói xong lộ ra thẻ bên ngực trái anh ta, bên trên viết ba con số 730. Là các người sao? Đám Ngao Thiên. An Hiểu Hiên híp mắt lại, lửa giận trong mắt lại dấy mạnh hơn. Sao bọn họ có thể không biết thứ này, lúc tới thiếu chút nữa Ngao Thiên bị 730 người bắt đi. Bây giờ Mạc Phàm không ở đây, đám người này lại dùng những người khác ở Skichi uy hiếp bọn họ, nếu thật sự ra tay, có khả năng bọn họ bất lực rồi. Sang Pha nhất thấy vẻ mặt đám An Hiểu Hiên hơi kiêng kỵ, ý cười trên mặt lại dày đặc hơn vài phần. Các người! An Hiểu Hiên nắm chặt tay. Trong mắt lộ ra phẫn nộ và không cam lòng. Vị An tiểu thư này, các người còn muốn ra tay không? Sang Pha nhất cao cười khiêu khích hỏi. An Hiểu Hiên vốn kìm nén lửa giận, nhưng thấy Sang Pha nhất này nói thế, tức giận lại lập tức dâng lên, cô sắp nổi bão. Thôi, chúng ta đến nhà hàng kia ăn. Tiểu Tuyết nhíu mày, chỉ một nhà hàng tên Lưu Niên cách đó không xa nói. Đợi đấy. An Hiểu Hiên do dự một lát. Liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó rời đi. Tuy cô rất tức giận, nhưng không phải kẻ ngốc, đợi Mạc Phàm đến đây rồi nói sau. Hai Sang Pha nhất thấy đám Tiểu Tuyết muốn đi, thì nhíu mày, lại ngăn bọn họ lại. Đợi một chút, các người không thể đến nhà hàng khác ăn. Lông mày An Hiểu Hiên vừa giãn ra, lập tức nhíu lại. Các người muốn thế nào? Bọn họ muốn vào ăn cơm, đám người này không cho, bọn họ muốn đổi nhà hàng khác. Đám người này còn đi ra ngăn cản. Nếu đã đến trước cửa Phiêu Ma chúng tôi, thì thành khách của chúng tôi, sao có thể để các người đến nhà hàng cấp bậc này ăn, các vị muốn đến nhà hàng khác, thì chọn bất kỳ ngoại trừ Lưu Niên. Sang Pha nhất thấp cười nói, giống như nói thật. Không cần đi, trước cửa đều có tấm bảng như vậy. Ngao Thiên phóng thần thức, trầm giọng nói. Chú xấu xa này, chú đang đùa chúng tôi à? Tiểu Vũ bĩu môi, tức giận nói. Bị gọi là chú hư hỏng, Sang Pha nhất cũng không tức giận, trái lại còn cười đắc ý. Thân phận mọi người tôn quý như vậy, sao tôi dám đùa giỡn mọi người, nếu mọi người muốn đến nhà hàng đó, tôi cũng không ngăn cản, dù sao khách hàng là thượng đế muốn đi đâu thì có thể đi đó, nhưng tốt nhất là các người nên suy nghĩ xem có nên đến nhà hàng đó ăn hay không. Sang Pha nhất này nói xong, một người khác lật ngược tấm biển lại. Những chữ khác lại xuất hiện trên tấm bảng. Hai họ Mạc, Bạch, nếu đến nhà hàng Phiêu Ma thì không thể rời đi, nếu không tất có huyết quang tai ương. Huyết quang tai ương là dùng thuốc nhuộm màu đỏ như máu viết, rõ ràng chỉ có bốn chữ, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta không thoải mái, giống như chỉ cần bọn họ rời đi, sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sắc mặt đám Tiểu Vũ đều khó coi,
ngay cả trong mắt Tiểu Tuyết cũng lộ ra sắc bén. Các người, chú Long Vương, đây là nguyền rủa sao? Tiểu Vũ ngẩng đầu hỏi. Ngao Thiên gật đầu, đừng nhìn chỉ có mấy chữ, nhưng đúng là nguyền rủa, còn là nguyền rủa không đơn giản. Ông ta là ma long chi thể, có sức chống cự rất mạnh với nguyền rủa này không làm gì được ông ta, nhưng đủ để đối phó những người khác. Chỉ cần bọn họ vừa rời đi, thật sự sẽ huyết quang tai ương như nguyền rủa. Ai phái các người tới, nếu cố ý giữ chúng tôi ở lại, vậy xuất hiện đi, đừng quanh co lòng vòng nữa. Ngao Thiên lạnh giọng hỏi. Nguyền rủa này chỉ có mấy chữ, thủ pháp lại vô cùng cao minh, không phải vai phụ 730 này có thể viết được. Mấy vị không hổ là người có thân phận cao quý, liếc nhìn một cái đã nhìn ra, đây là tam thiếu gia nhà chúng tôi mời một vị trưởng bối viết, hẳn là có thể lọt vào pháp nhãn của Long Vương đại nhân nhỉ. Sang Pha Nhất thấp cười đắc ý nói. Có thể sử dụng thuật nguyền rủa đến nước này, quả thật rất lợi hại. Ngao Thiên nói. Nguyền rủa có danh hiệu là thuật pháp chi độc, một khi bị gieo xuống không chỉ khó có thể ngăn cản, còn rất khó giải trừ, có một số người chúng nguyền rủa đời đời kiếp kiếp, thậm chí còn truyền theo huyết thống, bất tử bất diệt. Nhưng vì ác độc của nguyền rủa, thì triển nguyền rủa cũng rất phiền phức, không chỉ cần chú, pháp, ấn, môi giới, bình thường còn cần nghi thức chính quy. Có thể viết nguyền rủa thì có tác dụng, đây là lần đầu tiên ông ta gặp, quả thật không đơn giản. Xem ra Long Vương đại nhân bị giam hơn 1.000 năm, đã hoàn toàn yếu đi, nguyền rủa như vậy đã khiến Long Vương nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng mà khôn sao, lần này mấy vị có thể thành thật ở đây, người tam thiếu gia chúng tôi đợi không phải mọi người, tam thiếu gia chúng tôi đang đợi Mạc tiên sinh đến đây tất nhiên mọi người có thể nhìn thấy thiếu gia nhà chúng tôi. Sang Pha Nhất cười khinh thường nói, nguyền rủa là bảng hiệu của gia tộc bọn họ, thế gia Nhật Quốc không ai không biết. Ngao Thiên nhíu mày, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ông ta mới thoát khỏi tỏa long tỉnh, lần lượt bị Mạc Phàm và ABC Mây đánh bại, đến Nhật Quốc thiếu chút nữa lại bị một đám tiểu tử trúc cơ kỳ bắt, đã sớm kìm nén đầy bụng lửa giận, hiện giờ lại có một tiểu tử dám nói chuyện với ông ta như vậy. Tiểu tử, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cậu cảm thấy thứ này có thể giam được tôi à? Có tin bây giờ lão phu giết cậu không? Hai tên Sang Pha Nhất kia nhìn nhau cười. Giống như không sợ hãi. Long Vương giết chúng tôi cũng không sao, thậm chí không cần Long Vương ra tay, chính chúng tôi tự sát là được, nhưng Long Vương đại nhân phải suy nghĩ kỹ càng, nếu chúng tôi chết, cho dù ông không sao, nhưng vì kích động của Long Vương mà khiến Mạc Tiểu Thư, Bạch Tiểu Thư bên cạnh ông bị thương, đợi Mạc Tiên Sinh đến đây, Mạc Tiên Sinh sẽ thu thập ông thế nào, Long Vương đại nhân nên suy nghĩ thật kỹ. Hai tên Sang Pha Nhất như rất hiểu đám Ngao Thiên, cười mỉa nói. Cậu! Ngao Thiên nắm chặt tay vang lên răng rắc, một cơn gió lạnh thổi từ người ông ta ra, lan ra xung quanh. Ông ta đường đường là Long Vương, chưa từng tức giận như vậy. Mạc Phàm có thể chế phục ông ta vì thực lực của Mạc Phàm kinh người, ông ta không nói, hai người này cũng khiến ông ta không có lực đánh trả, chỉ dựa vào uy hiếp ông ta. Khi cơn gió lạnh xuất hiện, không ít người ở gần đó nhìn về phía này. Đám người này có chuyện gì thế? Vì sao lại chắn trước cửa nhà hàng Phiêu Ma? Hẳn là người Hoa Hạ họ Mạc hay họ Bạch đắc tội người nhà Phiêu Ma. Có người giải thích, đám người này sắp gặp phiền phức rồi. Một người khác lắc đầu nói. Người gia tộc Phiêu Ma ngoại trừ có danh xưng nguyền rủa ra, cũng đều có tiếng là kẻ điên. Chuyện nhà Phiêu Ma làm, cho dù liều mạng một mất một còn cũng phải đạt được. Lúc trước có một thiếu gia nhà Phiêu Ma nhìn chúng một nữ minh tinh mới nổi. Nhưng nữ minh tinh này không có cảm giác với người nhà Phiêu Ma, từ chối lời thổ lộ của người đó. Người nhà Phiêu Ma này không tiếp tục thổ lộ nữa, nhưng ngày nữ minh tinh kết hôn trao nhẫn cho nhau, vị hôn phu của cô ta chết. Một người thì không sao, trong 10 năm kế tiếp, mỗi một vị hôn phu đều chết trong ngày kết hôn, trong đó có một nam diễn viên sắm vai vị hôn phu của nữ minh tinh khi quay phim. Nữ minh tinh biết được chân tướng mọi chuyện, vô cùng bi thương lựa chọn tự sát. Nhưng thiếu gia nhà Phiêu Ma vẫn không bỏ qua như cũ, anh ta mời âm dương sư bắt linh hồn nữ minh tinh này, thành quỷ phó của anh ta. Chuyện như vậy không hiếm có ở nhà Phiêu Ma, cho nên ở Nhật Quốc không ai nguyện ý trêu chọc nhà Phiêu Ma. Mỗi một người trêu chọc nhà Phiêu Ma, cho đến bây giờ đều không có kết cục tốt. Không ít người nhìn đám tiểu vũ, lắc đầu thở dài rời đi, đương nhiên cũng có không ít người đến xem, ở bên cạnh khoa tay múa chân.
Tiểu Vũ thấy Long Vương giận dữ, vội vàng kéo áo Long Vương. Chú Long Vương, chú đừng để ý đến hai người xấu này, bọn họ không xứng để chú ra tay, đợi anh cháu đến đây, xem bọn họ còn cười nổi không. Long Vương được Tiểu Vũ khuyên như vậy, lúc này tâm tình mới tốt hơn một chút, cơn giận tiêu tan, ông ta lạnh lùng liếc hai người một cái rồi lùi sang một bên. Mấy vị đợi ở cửa vô ích, hay là gọi vài món hưởng dụng ở cửa, tôi nói này, có vẻ tôi có khuynh hướng. Người đàn ông cao hơn cười nói. Anh ta còn chưa nói xong, thì dừng lại vì cổ như bị người ta nắm chặt. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền từ cửa sổ đến. Có vẻ anh có khuynh hướng chết. Lời này vừa vang lên, chỉ nghe tiếng sấm bùm một tiếng, bạch quang chói mắt chiếu lên cửa sổ bên cạnh. Cả tầng lầu chấn động, giống như có vật nặng rơi xuống tầng này. Không ít người không hẹn mà cùng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên toàn thân lượn lờ điện quang, ánh mắt rét lạnh như đao xuất hiện bên cạnh cửa sổ. Người này là... Không ít người nhướn mày nói. Người thanh niên này không nhiều tuổi, cũng không tính là cao, nhưng đứng ở nơi đó giống như một đế vương, thần tiên, khiến người ta không tự chủ được có cảm giác rất áp bách. Không phải cậu ta là Mạc Phàm, người vừa đánh bại AB đại nhân đấy chứ? Một lão giả mặc kimono nhìn Mạc Phàm, thận trọng nói. Chuyện Mạc Phàm đánh bại AB Xây Mây đã qua 2 ngày, chuyện này đã sớm truyền khắp thế gia, giáo phái và tông môn Nhật Quốc, không phải bí mật gì. Trên tấm bảng nhà Phiêu Ma viết rất rõ, người Mạc gia, Bạch gia không thể đi vào, chắc chắn Mạc này là nhằm vào Mạc Phàm. Người thanh niên này điều khiển lôi điện mà đến, khí thế toàn thân lại mạnh như vậy, chỉ có thể là Mạc Phàm. Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm đến đây. Mỹ nữ mặc kimono bên cạnh lão giả này ngơ ngẩn nhìn Mạc Phàm, nuốt nước bọt, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán xuống. Lần này có trò hay để coi rồi. Lão giả cười khinh thường nói. Mạc Phàm đánh bại AB Xây Mây, tương đương với tát vào mặt bọn họ đều đợi có người tới thu thập Mạc Phàm, cuối cùng bây giờ cũng có người ra tay. Anh đến nhanh vậy. Tiểu Vũ nhìn thấy Mạc Phàm thì vội vàng chạy tới, ngạc nhiên nói. Núi Phú Sĩ cách nơi này hơn 80 km, từ lúc cô gọi điện thoại đến bây giờ mới qua một lát, Mạc Phàm đã đến, cho dù đi phi cơ trực thăng cũng không nhanh như vậy. Mọi người bị bắt nạt, sao anh có thể không nhanh chóng tới đây? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, sờ đầu Tiểu Vũ nói. Nếu là trước đây hắn không có biện pháp đến nhanh như vậy, bởi vì nếu tốc độ quá nhanh, thân thể không đủ cường đại sẽ trực tiếp tan vỡ. Sau khi hoàn thành thứ thể châm, thân thể hắn đã thích ứng với tốc độ của lôi kiếm, chút khoảng cách đó đối với hắn chỉ là chuyện trong chốc lát. Anh nhanh dạy dỗ bọn họ đi, vậy mà bọn họ dùng nguyền rủa với nhà chúng ta và chị dâu, còn bắt nạt chú Long Vương và chị Hiên Hiên nữa. Tiểu Vũ bĩu môi, vô cùng bất mãn nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua tấm bảng, nhíu mày, sắc bén trong mắt lại cường thịnh hơn nhiều. Hai Sang Pha Nhất nhìn thấy Mạc Phàm, lông mày vốn nhíu lại, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, đều nở nụ cười. Mạc tiên sinh đại giá quang lâm, đúng là vinh dự của hai kẻ hèn chúng tôi. Tên Sang Pha Nhất thấp hơn nói. Mạc Phàm không để ý đến người này, nhìn xung quanh. 730 người, bản lĩnh của Phiêu Ma các người không nhỏ đâu. Chẳng trách Ngao Thiên và Tengu đều không ra tay, hóa ra 730 người cũng ở đây. Mạc tiên sinh không biết rồi, 730 như Long Tổ Hoa Hạ các cậu, không thua kém gì quân đội, nhưng khác là 730 do rất nhiều thế gia, tông phái Nhật Quốc tạo thành, Phiêu Ma chúng tôi cũng là một trong số đó, nếu không có 730 người, chúng tôi đâu dám làm cản trước mặt Mạc tiên sinh. Một Sang Pha Nhất khác nói, nghe có vẻ vô cùng khách sáo với Mạc Phàm, nhưng trên mặt không có một chút tôn kính, trái lại như nhìn con ba ba ở trong lòng. Anh cảm thấy có 730 người, là có thể làm cản trước mặt tôi sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không dám, nếu Mạch tiên sinh mặc kệ sự sống chết của những người bình thường, chúng tôi cũng không có biện pháp với Mạc tiên sinh. Sang Pha Nhất cười khinh thường nói. ABC Mây đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, bọn họ chỉ có thể dựa vào chuyện này để đối phó Mạc Phàm mà thôi. Trên người mấy người này có vũ khí do 730 đặc chế. Bên ngoài cũng có 730 người, chỉ cần chúng ta ra tay, bọn họ sẽ hủy diệt Skichi. Tiểu Tuyết hơi khó xử giải thích. Nếu những người này chỉ ra tay với bọn họ thì dễ làm, người nhà Phiêu Ma lại dùng người vô tội để uy hiếp bọn họ.
Skichi là một nơi nổi tiếng ở Tokyo, nơi này bị hủy, không biết có bao nhiêu người chịu khổ theo. Hình như thiếu gia nhà Fuma muốn gặp cậu, cho nên mới bày ra ván cờ này. Ngao Thiên nói, thiếu gia nhà Fuma sao? Mạc Phàm lắc đầu. Hắn nghĩ là ai muốn đối nghịch với hắn, ai ngờ chỉ là thiếu gia nhà Fuma. Các người cảm thấy, dùng người bình thường là có thể uy hiếp được tôi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua hai người nói. Chúng tôi không dám phỏng đoán cách nghĩ của Mạc Tiên Sinh, tôi chỉ có thể đánh cược Mạc Tiên Sinh là người tốt, nếu Mạc Tiên Sinh không phải người tốt, chúng tôi chỉ có thể nhận tội rồi. Sang Pha Nhất Cao nhún vai, dáng vẻ giống như không sao cả. Người tốt, ha ha. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Vậy mà có người đánh cược hắn là người tốt. Các người quá coi thường người tốt rồi. Hắn không biết mình có phải là người tốt hay không, nhưng biết người tốt không dễ bắt nạt như vậy. Ý niệm của hắn vừa động, bạch quang nhàn nhạt xuất hiện trên người hắn. Một tay hắn vươn ra, năm ngón tay mở ra rồi hơi nắm chặt. Vẻ mặt Sang Pha Nhất Cao hơi thay đổi, sắc mặt kỳ lạ. Ngay sau đó âm thanh bùm bùm vang lên trong cơ thể anh ta vốn cao hơn 1m8, bị Mạc Phàm nắm chặt như vậy, trực tiếp cao như Sang Pha Nhất hơn 1m7, không biết xương cốt toàn thân gãy bao nhiêu cái, máu tươi chảy từ tai mắt mũi miệng anh ta ra. Bây giờ anh còn cảm thấy tôi là người tốt nữa không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Sắc mặt hai Sang Pha Nhất và những người xung quanh thay đổi, nhao nhao lấy thứ gì đó trong người ra, một loại tương tự súng phóng lựu nhưng không có kíp nổ, chỉ có từng sợi dây gắn kết trên người bọn họ. Vẻ mặt đám Tiểu Tuyết và Tiểu Vũ sừng sốt, Mạc Phàm đây là không quan tâm sống chết của những người khác sao? Mắt những người vây xem xung quanh mở to, hoàn toàn không ngờ Mạc Phàm kích động như thế, nói ra tay là ra tay luôn. Nhanh rời đi, không thể ở nơi này nữa. Không ít người lấy lại tinh thần, vội vàng chạy về phía thang máy. Mạc Phàm mặc kệ sự sống chết của bọn họ, ngay cả người nhà Fuma cũng không quan tâm đến tính mạng của mình, càng không nói đến bọn họ, ở chỗ này chỉ có thể gặp tai họa. Trong chớp mắt, không ít người giống như điên rồi, đang nhanh chóng rời đi. Mạc Tiên Sinh, mong cậu nhanh chóng dừng tay, nếu không nơi này sẽ biến thành đống hoang tàn. Thân thể Sang Pha Nhất Cao không ngừng run rẩy, cố gượng cười nói. Vậy sao, các người có thể thử xem các người biến nơi này thành phế tích như thế nào. Tay Mạc Phàm lại nắm chặt. Răng rắc, thân thể Sang Pha Nhất Cao lại ngắn đi rất nhiều, chỉ còn gần 1m5. A, à, lúc này tiếng kêu như heo bị chọc tiết mới truyền từ miệng Sang Pha Nhất Cao ra. Các người còn thất thần làm gì, không nhanh ra tay đi. Sang Pha Nhất này gào rú nói. Một người thuộc 730 người ở bên cạnh không do dự bóp cò, họng súng không chĩa về phía Mạc Phàm, mà chĩa về phía những người vô tội đang chạy trốn ở xung quanh. Cách, tiếng cò súng được khởi động vang lên, năng lượng lựu đạn phát ra, nhưng không có bất luận một ai bị giết. Không ít người ở đây lập tức sửng sốt. Sao lại thế này? Rõ ràng người này nổ súng, nhưng không có tác dụng gì. Đây là tình huống gì vậy? Đây là, cấm ma chi thuật. Ngao Thiên nhớn mày, lập tức nghĩ tới chuyện gì đó. Cấm ma chi thuật có chút tương tự với ma long chi thể của ông ta, đều có thể miễn dịch với phần lớn pháp thuật. Nhưng khác biệt là ma long chi thể chỉ có thể miễn dịch công kích pháp thuật với ông ta. Cấm ma chi thuật thì cao hơn một bậc, có thể biến cả một vùng thành khu vực cấm ma, trong khu vực này không thể dùng vũ khí, cũng không thể sử dụng bất luận pháp thuật nào. Nhưng không biết phạm vi cấm ma chi thuật của Mạc Phàm rộng đến mức nào. Thành viên của 730 nổ súng cũng sửng sốt, vội vàng kiểm tra súng trong tay mình. Không đợi anh ta kiểm tra ra xảy ra vấn đề gì, Mạc Phàm liếc mắt nhìn người kia một cái. Người kia giống như đạn bắn ra ngoài, trực tiếp phá nát cửa sổ, bay ra ngoài. Người này mới bay không xa, hồng quang nở rộ trên người anh ta, cả người anh ta bùng nổ. Mạc Phàm vươn tay nắm chặt người kia, người đàn ông cao kia trực tiếp biến thành nhỏ bằng nắm tay, được hắn ném ra ngoài. Các người còn muốn thử không? Ở trước mặt hắn, muốn dùng những thứ tương tự pháp khí gì đó, phải hỏi xem hắn có đồng ý không? Không chỉ nơi này, mọi người ở trong Skichi muốn sử dụng pháp thuật, người bên ngoài dùng pháp thuật cũng đừng mơ làm gì được Skichi. Tươi cười trên mặt Sang Pha Nhất còn lại cứng đờ, cuối cùng không cười nổi. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là dựa vào những người vô tội này, bây giờ mấy người đó vô ích,
cuối cùng bọn họ không uy hiếp được Mạc Phàm rồi. Anh ta không nhanh mồm nhanh miệng như trước nữa, miệng cử động vài lần, mà không nói nên lời. Nếu không thử, các người thích tự sát như vậy, vậy tôi tiễn các người một đoạn. Mạc Phàm vung tay lên, người của tổ chức 730 ở xung quanh bay hết ra ngoài. Bọn họ mới bay ra ngoài cửa sổ không xa, vũ khí trên người tự nổ tung, một đám người biến mất trong ngọn lửa. Làm xong những chuyện này, Mạc Phàm đi đến bên cạnh tấm bảng kia, nhìn thoáng qua chữ trên đó. Người họ Mạc và họ Bạch không được đi vào, cũng không thể rời đi. Ánh mắt Xăng Pha Nhất kia âm tình bất định, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy từ trán xuống, nói đúng hay không phải đều không được, anh ta do dự một lát, cuối cùng không nói gì. Chúng ta không thể tiến vào thì cần mấy nhà hàng này làm gì, xem ở đây có bao nhiêu tấm bảng, thì đập bấy nhiêu xuống cho tôi. Mạc Phàm nói với Ngao Thiên ở phía sau. Mạc tiên sinh, tôi đã xem qua rồi, ngoại trừ nhà hàng tên Lưu Niên kia, những cửa hàng khác đều treo tấm bảng này. Ngao Thiên cung kính nói. Lưu Niên. Mạc Phàm nhìn thoáng qua nhà hàng quen thuộc. Vậy thì ngoại trừ Lưu Niên, đều đập nát hết cả đi. Dạ, Mạc tiên sinh. Ngao Thiên và Tengu mỗi người lựa chọn một bên, tiến vào từng nhà hàng. Hai người vừa tiến vào nhà hàng, âm thanh rầm rầm lập tức vang lên. Trong nhà hàng, những khách hàng đang dùng đồ ăn hoảng sợ chạy ra ngoài. Có chuyện gì thế, kẻ nào lớn mật như vậy, dám quấy rối ở đây? Những nhân viên phục vụ và quản lý đại sảnh nhìn đám Mạc Phàm cách đó không xa, không một ai dám trả lời. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ nhà hàng ở tầng này trong Skichi đều biến thành phế tích, bị Ngao Thiên và Tengu hủy không còn một mảnh. Đi thôi, chúng ta đến nhà hàng kia ăn cơm, tuy đồ ăn ở nhà hàng đó rẻ, nhưng vẫn ăn rất ngon. Mạc Phàm nói với đám Tiểu Tuyết. Hắn đến Nhật Quốc với Tiểu Tuyết, An Hiểu Hiên thì ăn ở nhà hàng này, đồ ăn ở đây không đắt, nhưng tay nghề của ông chủ rất tốt. Anh, vậy nguyền rủa làm sao bây giờ? Tiểu Vũ chỉ bốn chữ màu đỏ trên tấm bảng. Vừa nhắc tới nguyền rủa, lúc này sắc mặt Xăng Pha Nhất kia mới khôi phục chút. Mạc tiên sinh ra tay, đúng là khiến tiểu nhân mở mang tầm mắt, nhưng tôi thấy Mạc tiên sinh vẫn nên ở yên đây thì hơn, tam thiếu gia chúng tôi sẽ tới nhanh thôi, nếu Mạc tiên sinh và người nhà bạn bè cậu xảy ra chuyện gì, chuyện này không hay rồi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ, vốn dĩ không để những thứ này vào mắt. Anh có cái tên là Y Tiên Bất Tử. Nếu thứ này có thể khiến mọi người huyết quang tai ương, vậy chẳng phải cái tên này của anh chỉ là hư danh sao? Mạc Phàm cười nói. Nguyền rủa này người bình thường không thể làm được, nhưng ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Cho dù không dùng chớ chú chi môn, hắn thi triển giải trừ nguyền rủa này cũng đơn giản như uống nước lạnh. Lợi hại như vậy à? Trước mắt Tiểu Vũ sáng lên, tò mò nói. Còn lợi hại hơn em nghĩ nhiều. Mạc Phàm cười nhạt nói. Em là em gái ruột của anh, vì sao không lợi hại như anh vậy? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Em cũng rất lợi hại, chỉ là em không biết thôi. Mạc Phàm véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ, cười sủng nịnh nói. Lợi hại chỗ nào, sao em không biết? Vẻ mặt Tiểu Vũ mờ mịt, cảm thấy khó hiểu nói. Em đến nhà hàng đã định trước tiên, không cần phải làm gì, xem nguyền rủa này có thể làm gì được em. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đôi mắt to ngập nước của Tiểu Vũ nhìn thoáng qua huyết quang tai ương trên tấm bảng, lại nhìn Mạc Phàm, gật đầu đi về phía nhà hàng Lưu Niên. Cô vừa rời khỏi tấm bảng kia ba thước, một phù văn màu đỏ mắt thường khó nhìn thấy được bay từ trên tấm bảng ra, bay về phía Tiểu Vũ. Mạc tiên sinh, Ngao Thiên nhíu mày, giơ tay muốn ngăn cản. Chỉ thấy phù văn này còn chưa tới người Tiểu Vũ, ngọn lửa màu đỏ giấy lên trên người cô, thiêu phù văn thành cho tàn. Nhìn phù văn bị đốt, trong chớp mắt sắc mặt Xăng Pha Nhất kia khó coi. Nguyền rủa nhà Phiêu Ma bọn họ là nổi tiếng nhất Nhật Quốc, gần như mọi người nghe thấy là thay đổi sắc mặt. Thậm chí mấy nguyền rủa nhà Phiêu Ma bọn họ, cho dù là AB Xây Mây cũng bó tay chịu trói. Tuy huyết quang tai ương này không phải là nguyền rủa có vẻ lợi hại kia, nhưng lại được một cô bé hóa giải dễ dàng như vậy. Chuyện này, làm sao vậy anh? Hình như vừa rồi có thứ gì đó. Tiểu Vũ như cảm ứng được liếc mắt nhìn về sau, hỏi. Không có gì, quả thật em rất lợi hại, đi đặt bàn đi. Mạc Phàm cười nói. Tiểu Vũ và hắn đều có huyết mạch Hồng Liên,
nếu không đến được nguyền rủa cấp bậc như ngũ quỷ phệ thần chú hắn chúng, hay thừa dịp bị hao tổn mà vào, những nguyền rủa này đều bị huyết mạch chi lực của bọn họ hủy diệt, chẳng qua Tiểu Vũ không biết những chuyện này mà thôi. Chúng ta cũng qua đi. Mạc Phàm nói với đám Tiểu Tuyết. Thật sự sẽ không sao à? Tiểu Tuyết do dự một lát, vẫn hỏi. Tiểu Vũ nhỏ tuổi một chút, nhưng là tiên thiên tông sư, mấy cô gái bạch gia sau lưng cô còn là người bình thường, chắc chắn không thể chịu được nguyền rủa này. Có anh ở đây, ai cũng không sao. Mạc Phàm cười nói chắc chắn. Tiểu Tuyết đáp, một đám người tiến vào nhà hàng Lưu Niên. Bọn họ vừa tiến vào Lưu Niên, trà và điểm tâm vừa bưng lên. Mạc Phàm bưng chén trà ở phía trước lên, để ở bên môi uống một ngụm, cười lạnh lùng. Đợi ở đây lâu như vậy, còn không ra. Hắn mới mở miệng, đám Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết hơi sửng sốt. Bốp bốp, tiếng vỗ tay và tiếng giày da dẫm lên sàn nhà vang lên, một người thanh niên lắc lư rượu vang đi từ trong một phòng VIP ra. Người thanh niên này khoảng 25, 26 tuổi, mặc tây trang màu trắng, bên ngoài khoác áo bành tô màu đen, trên sống mũi là chiếc kính trong suốt. Gương mặt gầy yếu không nói tới anh Tuấn, cũng không tính là xấu, nhưng dưới lông mày là đôi mắt màu lục như mắt sói trong đêm khuya, khiến người ta rất khó mà không để ý tới anh ta. Đây là Tam Thiếu Phiêu Ma Santaro, người kế nhiệm kế tiếp của nhà Phiêu Ma sao? Có người nhìn thấy người thanh niên này, vẻ mặt hơi đổi nói. Ngoại trừ người điên này còn có thể là ai? Một lão giả ở bên cạnh nuốt nước bọt nói. Khi nói chuyện, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ trán ông ta xuống. Vậy mà cậu ta cũng ở đây. Sở dĩ nhà Phiêu Ma khiến không ít thế gia nghe mà sắc mặt thay đổi, ngoại trừ bọn họ không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt với kẻ địch, không theo lẽ thường ra, còn không chút lưu tình với người một nhà. Một thế hệ chính thống nhà Phiêu Ma có 18 đứa bé. Nhưng hiện giờ chỉ còn 6 người, 2 phần 3 đứa bé đều tử vong ngoài ý muốn, hung thủ là 6 người còn lại này. Để con nối dòng tàn sát lẫn nhau, chỉ để lại người cực mạnh, là thủ đoạn mà nhà Phiêu Ma bồi dưỡng đời sau. Trong 2 phần 3 người bị giết này, có 8 người chết dưới thuật nguyền rủa của Phiêu Ma Santaro. Ngoại trừ Phiêu Ma Santaro, sở dĩ 5 người còn lại không chết, là vì 3 người trong đó trở thành nô lệ của anh ta, hoàn toàn nghe lệnh của Phiêu Ma Santaro. Hai người khác là em gái cùng cha cùng mẹ của Phiêu Ma Santaro, nhưng lại bị Phiêu Ma Santaro dùng thuật nguyền rủa thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, đã không có thực lực cạnh tranh vị trí gia chủ, lúc này mới không bị giết chết. Bởi vì thuật nguyền rủa đáng sợ và tính cách tâm ngoan thủ lạt của Phiêu Ma Santaro, cho dù là một số gia chủ cũng phải kính nhi viễn chi với Phiêu Ma Santaro, có thể không giao tiếp với anh ta thì tuyệt đối không nói nửa chữ. Lúc trước có tiền bối karate chỉ nói câu hậu sinh khả úy với Phiêu Ma Santaro, đã bị Phiêu Ma Santaro dùng phệ tâm chú khiến muốn sống không được, cuối cùng bỏ đến nhà Phiêu Ma xin lỗi, bị phế đi công phu mới từ bỏ. Nhìn thấy Phiêu Ma Santaro, không ít người lùi về sau theo bản năng, sợ bị Phiêu Ma Santaro hạ nguyền rủa gì đó. Phiêu Ma Santaro liếc mắt nhìn người vây xem trong nhà hàng, khóe miệng hơi nhếch lên hài lòng, nở nụ cười đầy tà khí. Sau đó rời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc tiên sinh không hổ là đại sư danh chấn thế giới, đúng là mở rộng tầm mắt, tại hạ tự giới thiệu, tôi là Phiêu Ma Santaro Tam Thiếu nhà Phiêu Ma. Một tay Phiêu Ma Santaro để trước ngực, hơi cúi người nói. Mạc Phàm còn chưa mở miệng, một tay Tiểu Vũ cầm thìa, một tay đỡ bát tò mò hỏi. Anh, vì sao mắt anh ta lại là màu lục? Mạc Phàm nhìn lướt qua Phiêu Ma Santaro. Lấy giấy lau vết bẩn trên khóe miệng Tiểu Vũ. Mắt trời sinh, hẳn là lang đồng tử. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lang đồng tử không liên quan đến huyết mạch, người tu luyện chớ chú chi thuật sinh đứa bé sẽ có tỷ lệ có lang đồng tử. Lang đồng tử có thể thi triển nguyền rủa thông qua mắt, còn có thể sử dụng nguyền rủa mà các thuật sĩ bình thường không dùng được. Chẳng trách em cảm thấy giống như con sói. Tiểu Vũ bĩu môi nói. Nhãn lực của Mạc tiên sinh tốt thật. Ngay cả lang đồng tử cũng biết, vậy tôi không quanh co lòng vòng nữa, nói thật. Phiêu Ma Santaro không để trong lòng, cười tà khí. Anh ta còn chưa nói xong, đã bị Mạc Phàm cắt ngang. Vậy tấm bảng kia là anh viết hay anh bảo người khác viết? Mạc Phàm không thèm nhìn Phiêu Ma Santaro nói. Tôi không thể viết được nguyền rủa đó, nhưng quả thật là tôi tìm người viết. Phiêu Ma Santaro hơi nhếch miệng, cũng không e sợ nói. Vậy quỳ xuống nói chuyện,
Mạc Phàm lạnh lùng quát, để giấy trong tay lên bàn. Mạc Phàm vừa nói xong, tươi cười trên mặt Fiuma Santaro cứng đờ, trên người giống như bị một tòa đại sơn đè ép. Phịch một tiếng, Fiuma Santaro không có bất luận phản kháng gì, quỳ trên mặt đất, vết rạn như mạng nhện lan tràn từ đầu gối anh ta ra bốn phía. Khuôn mặt Fiuma Santaro đỏ bừng vì đau đớn, trong mắt xuất hiện sắc bén. Fiuma Santaro vừa quỳ, tâm tình những người xung quanh lập tức chìm vào đáy cốc. Lần này chuyện ầm ĩ lớn rồi. Có người đầu đầy mồ hôi nói. Bình thường không ai trêu chọc Fiuma Santaro người điên này, anh ta đều hạ chú người khác chẳng biết tại sao, càng không nói đến Mạc Phàm bảo Fiuma Santaro quỳ xuống nói chuyện. Dựa theo phong cách của Fiuma Santaro, cho dù Fiuma Santaro đối phó Mạc Phàm, những người nhìn anh ta quỳ xuống cũng gặp tao ương theo rồi. Nhanh đi thôi. Có người không do dự đi đến bên cạnh thang máy. Bọn họ chưa đi được hai bước, tiếng Fiuma Santaro gầm nhẹ truyền từ phía sau đến. Nhìn thấy bản thiếu quỳ xuống đã muốn đi, không muốn sống nữa à, người nào đi người đó chết. Anh ta vừa nói xong, lục quang trong mắt đại phóng, gió lạnh quanh người anh ta tùy ý mà ra, thổi về phía xung quanh. Thân thể những người muốn rời đi run lên, giống như bị sét đánh, lập tức dừng lại, mặt xám như tro tàn. Có một số người hai chân mềm nhũn, quỳ xuống theo. Mạc Phàm, bây giờ cậu hài lòng chưa? Hai tay Fiuma Santaro nắm chặt, đôi mắt màu lục lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nghiến răng nói. Ở Nhật Quốc, gần như không ai không sợ Fiuma Santaro anh ta, không chỉ người cùng thế hệ với anh ta, cho dù là một đám lão già gặp anh ta cũng như thấy quỷ, vậy mà tiểu tử này bảo anh ta quỳ xuống nói chuyện. Bây giờ anh có thể nói, dẫn tôi tới đây làm gì? Mạc Phàm lạnh nhạt nói, từ đầu đến cuối chỉ là vì tiểu vũ mà liếc mắt nhìn Fiuma Santaro một cái, vốn dĩ không để Fiuma Santaro ở trong lòng. Một người có được lang đồng tử và chút thiên phú về phương diện chớ chú chi thuật mà thôi, không đáng là gì ở trong mắt hắn. Ở tu chân giới, hắn từng gặp nhiều chớ chú sư tài hoa hơn người, trong đó có một người còn nhận được đồng ý của chớ chú chi môn lão đồ cổ trăm triệu năm, không những tiến vào bên trong chớ chú chi môn. Còn có thể sử dụng chớ chú chi môn bất cứ lúc nào, cho dù kém nhất cũng mạnh hơn Fiuma Santaro nhiều. Một vai phụ như Fiuma Santaro dám ra tay với đám tiểu vũ, nếu không phải hắn muốn biết mục đích của Fiuma Santaro, hắn đã giết tên này luôn rồi. Mục đích tôi dụ cậu tới rất đơn giản, muốn mời cậu nhanh cút khỏi Nhật Quốc, càng nhanh càng tốt, nơi này không phải nơi cậu nên ở. Fiuma Santaro lạnh lùng nói. Nếu không thì sao? Mạc Phàm nhướng mày, lập tức khôi phục lại như thường, hỏi. Ê ấp ê ô ê ê ê nếu không cậu thử một lần thứ này, các người có thể đỡ nổi nguyền rủa trước, nhìn xem có thể ngăn cản nguyền rủa này không? Fiuma Santaro nói xong cười hung dữ, lấy một hạt châu bảy màu ra. Trong đám người, một lão giả nhìn thấy hạt châu này, thì mắt mở to. Đây là phong dã thất chú. Nhà Fiuma có mấy nguyền rủa cấp cao. Trong đó lợi hại nhất là phong dã thất chú. Nghe nói nguyền rủa này có 7 tầng nguyền rủa trồng thành, được xưng là thần chi chớ chú, ngay cả ABC mây cũng không thể giải được. Lần trước sử dụng phong dã thất chú, là thời chiến quốc, kết quả sử dụng chú ngữ này là mấy trăm năm chiến loạn, thiên tai, uy lực vô cùng mạnh. Cũng vì nguyền rủa này, không ít thế gia, tông phái chèn ép và đuổi giết nhà Fiuma một thời gian. Nghe nói nguyền rủa này cần môi giới đặc biệt mới tạo được 7 tầng, loại môi giới này đã bị vì sao diệt sạch, trong kho nhà Fiuma cũng đã dùng hết. Sao Fiuma Santaro lại lấy phong dã thất chú ra? Lão giả kia cảm thấy khó hiểu nói. Có lẽ tác dụng của phong dã thất chú không nhanh như vũ khí tiên tiến, nhưng uy lực không kém vũ khí tiên tiến chút nào, trái lại còn mạnh hơn chút. Nếu thi triển thứ này lên người vua một nước, sẽ dẫn tới quốc gia diệt vong. Nếu Fiuma Santaro kích hoạt nguyền rủa này ở đây, vậy phiền phức lớn lắm. Mạc tiên sinh, cậu nhất định không thể để cậu ta kích hoạt nguyền rủa này có thể diệt cả Tokyo. Lão giả kia vội vàng nói. Không ai có thể nói đạo lý với Fiuma Santaro, nhưng chắc chắn Mạc Phàm là người có nguyên tắc, tuy là người Hoa Hạ. Lão giả này mới mở miệng, gần như tất cả mọi người đều ngẩn ra, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn cây cột kia. Nguyền rủa có thể hủy diệt Tokyo, lần này đáng sợ rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nhìn thoáng qua hạt châu trong tay Fiuma Santaro.
Hạt châu này to bằng nắm tay, từ trên xuống dưới có tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng đều có chú lực khác nhau. Chú lực bên trong nhìn như tách rời ra, thực ra như xây đài cao, mỗi một tầng thêm lực nguyền rủa sẽ gấp đôi, lũy kế 7 tầng, quả thật không thể khinh thường lực nguyền rủa. Nhưng mà, trên mặt Mạc Phàm không có chút gợn sóng, chỉ nhìn thoáng qua cây cột kia, bưng chén trà lúa mạch trước người nhấp một ngụm, lúc này mới mở miệng. Làm như vậy có lợi gì với anh? Trong số những người hắn giết ở dưới núi Phú Sĩ không có nhà phiêu ma, người này lại dùng thuật nguyền rủa tới khiêu khích hắn. Không có gì gọi là vô duyên vô cớ yêu, cũng không vô duyên vô cớ hận, sẽ không có người vì chuyện không có lợi mà bất chấp tính mạng người một nhà. Phiêu ma Santaro thấy hạt châu này có thể uy hiếp được Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười đắc ý. Mạc đại sư gì chứ, không phải bị nguyền rủa này dọa sợ sao? Có lợi sao, chỉ cần tôi đuổi cậu ra khỏi đảo nhỏ này, từ nay về sau trên đảo tôi là người lớn nhất, tất cả mọi người phải nghe tôi. Vì anh đuổi tôi đi, bọn họ sẽ nghe lời anh sao? Mạc Phàm lắc đầu cười hỏi. Không sai. Phiêu ma Santaro cười nói. Anh ta thân là tam thiếu nhà phiêu ma, có rất nhiều chuyện chán ghét, nhưng chán ghét nhất là có người đứng trên đầu anh ta. Cho nên sau khi anh ta mở lang đồng tử, liền giết đại ca và nhị ca đứng trên đầu anh ta, còn giết mấy chú luôn khoa tay múa chân với anh ta trong tộc. Nhưng cho dù như vậy, ở Nhật Quốc vẫn có mấy người đứng trên đầu anh ta. ABC Mây xem như là một người, đại thần quan thiên cung thần xã là một, còn một người là Odea Zantoku gia chủ nhà Odea. ABC Mây đã bị Mạc Phàm diệt trừ, chỉ còn lại đại thần quan và Odea Zantoku, anh ta đạt được tin tức từ chỗ đại thần quan, chỉ cần anh ta đuổi Mạc Phàm ra khỏi Nhật Quốc, sẽ giúp anh ta trở thành gia chủ gia tộc số một Nhật Quốc. Chỉ cần anh ta trở thành gia chủ gia tộc số một Nhật Quốc, sẽ không còn ai đứng trên đầu anh ta nữa. Nếu không sao anh ta nỡ lấy phong giã thất chú còn sót lại này. Hẳn là có không ít người nói với anh là người điên đúng không? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Không sai. Phiêu ma Santaro không thèm để ý nói. Nếu sống như người bình thường, vậy cuộc sống sẽ không có săn bắt, so với bình thường, anh ta càng thích điên cuồng hơn. Chắc chắn không ai nói với anh còn là một kẻ ngu. Mạc Phàm nói tiếp, gia tộc số một Nhật Quốc, nếu không phải tự mình giành lấy, mà là người khác cho, vậy nói lên thực lực của nhà phiêu ma không đủ để đứng vị trí này. Nếu có người cho anh ta vị trí này, cũng có thể lấy đi. Phiêu ma Santaro không chỉ tin, còn làm theo người kia nói, không phải kẻ ngu thì là gì. Mạc Phàm, cậu có ý gì? Phiêu ma Santaro nhíu mày, cảm thấy khó hiểu hỏi. Anh từng thấy sư tử cúi đầu trước thỏ chưa? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Phiêu ma Santaro dùng một nguyền rủa như vậy tới uy hiếp hắn, bảo hắn lập tức rời khỏi Nhật Quốc. Chuyện này giống như một con thỏ cầm dao đến trước mặt sư tử nói muốn ăn thịt sư tử. Nếu sư tử đồng ý thì không phải là sư tử, hắn cũng không phải là y tiên bất tử. Mạc Phàm, cậu muốn thử uy lực của nguyền rủa này à? Sắc mặt Phiêu ma Santaro khó coi, hỏi. Uy lực của nguyền rủa này sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Một tay vươn ra. Phong giã thất chú trong tay Phiêu ma Santaro, lập tức bay về tay Mạc Phàm. Quả thật uy lực của nguyền rủa này không nhỏ, nhưng muốn thương tổn đến tôi, ít nhất phải giống như vậy. Ngón tay Mạc Phàm vẽ lên không trung, chỉ vài nét, một phù văn màu trắng biến mất vào dưới đáy viên cầu này, trong viên cầu vốn có 7 màu lập tức biến thành 8 màu. Rõ ràng chỉ thêm một màu, viên cầu này lại như vũ khí hạt nhân lắp tên lửa vào trong. Áp lực trên viên cầu lan tràn ra xung quanh. Sắc mặt mọi người vốn khó coi lúc này lại tái mét, kinh hồn táng đảm nhìn Mạc Phàm, giống như nhìn một người đang chơi bom bên cạnh đống lửa, hơi vô ý sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Phiêu ma Santaro cũng vậy, chú lực của phong giã thất chú đã đủ đáng sợ, vậy mà Mạc Phàm còn thêm một tầng nữa. Người khác không biết, nhưng anh ta biết, phong giã thất chú không phải là trạng thái hoàn mỹ nhất. Nhưng nhà phiêu ma bọn họ chỉ có thể làm đến bước này. Trên phong giã thất chú còn có thiên giã bát nan và thần diệt thiên tung, tuy chỉ là hai tầng, nhưng nhà phiêu ma bọn họ không có ai hoàn thành. Vậy mà Mạc Phàm khẽ vung tay, liền thêm một tầng. Chuyện này, hiếm khi sợ hãi xuất hiện trên mặt phiêu ma Santaro. Còn chưa đủ à? Mạc Phàm nhìn thoáng qua viên cầu này, hơi bất mãn nói. Ngón tay hắn lại vẽ vài nét.
một phù văn màu đen biến mất vào trong viên cầu. Bên trên có 8 màu, lập tức lại thêm một tầng màu đen, chú lực bên trong đâu chỉ tăng gấp đôi. Chuyện này còn chưa kết thúc, theo chú lực màu đen hoàn thành, 9 màu trên viên cầu trộn lẫn vào nhau. Chỉ trong phút chốc, viên cầu 9 màu biến thành thủy tinh trong suốt, chú lực bên trong không chỉ không biến mất, trái lại còn tăng mạnh hơn. Trên không Skichi đều bị một vùng u ám bao trùm, trong u ám, tiếng sấm sét vang dội liên tục, giống như trời đang tức giận. Bây giờ anh muốn cho tôi thử uy lực của nguyền rủa này nữa không? Mạc Phàm cầm viên cầu hỏi. Trong các loại thuật pháp, hắn tinh thông y thuật nhất, có thể nói là đến cảnh giới vô song. Sau đó là yêu thuật, cộng thêm nguyền rủa. Nếu chớ chú chi thuật của hắn không đạt tới trình độ nhất định, sao có thể gọi chớ chú chi môn? Chơi nguyền rủa trước mặt hắn, vậy hắn sẽ chơi tới cùng. Fiuma Santaro nhìn viên cầu trên tay Mạc Phàm, giống như nhìn thấy trái bom, chớ chú cửu trọng, không đúng phải là chớ chú thập trọng, chín nguyền rủa hoàn toàn được Mạc Phàm dung hợp lại, đã vượt qua phạm trù cửu trọng. Nguyền rủa như vậy, nếu ngoan độc một chút đừng nói hủy đi Tokyo, tuyệt đối có thể diệt một quốc gia. Thôi, tôi thử cho anh xem. Mạc Phàm vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, truyền linh khí vào bên trong, viên cầu lập tức sáng lên. Ngay sau đó, từng sợi nhỏ như sợi tóc chui từ trong viên cầu ra, trong đó có mấy cái như rắn quấn lên tay Mạc Phàm. Những cái khác thì nhanh chóng giải ra, tán về phía mọi người xung quanh. Chuyện này, sắc mặt mọi người thay đổi, nguyền rủa này được Mạc Phàm kích hoạt rồi. Nhưng không đợi những sợi nhỏ này đụng tới bất luận một người nào. Phốc, ngọn lửa giấy lên trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Những sợi tơ này như gặp phải khắc tinh, phát ra âm thanh xèo xèo rụt trở về. Ngọn lửa xoay tròn, hóa thành một đóa liên hoa nở rộ, đóa hoa khép kín viên cầu vào trong. Phù, Mạc Phàm khẽ thổi phù, liên hoa tán đi, viên cầu nguyền rủa 10 tầng cũng biến mất theo. Nguyền rủa biến mất, Mạc Phàm nhìn về phía Fiuma Santaro. Đây là thứ anh thề son sắt lấy ra uy hiếp tôi sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hai mắt Fiuma Santaro mở to, trong mắt đều là khó mà tin. Anh ta tưởng rằng phong giã thất chú có thể đối phó Mạc Phàm, ai biết không chỉ phong giã thất chú, ngay cả 10 tầng nguyền rủa cũng bị Mạc Phàm phá, dễ dàng giống như thổi ngọn nến. Mạc tiên sinh, tôi sai rồi, là đại thần quan bảo tôi làm vậy, nhất định là đại thần quan và nhà ODA không muốn cậu ở Nhật Quốc nữa mới đặt bẫy tôi, nhất định là vậy. Fiuma Santaro chớp mắt, vội vàng nói. Phong giã thất chú đã là cực hạn của nhà Fiuma anh ta là kẻ điên nhưng không phải kẻ ngu, lúc này không đẩy trách nhiệm lên người người khác, thì chỉ có chết. Đại thần quan, nhà ODA. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút nghi ngờ. Kiếp trước hắn từng đến Nhật Quốc một lần, cũng biết được một chút tin tức về gia tộc Nhật Quốc, nhưng không biết về mấy người như vậy. Đại thần quan là đại sư phụ trách tế tự, mang chữ quan nhưng không phải là quan viên. Tương đương với thiên sư và quốc sư ở Hoa Hạ chúng ta, tu vi rất mạnh, nhưng nghe nói có thể câu thông với thần linh, có thể nói là người đại diện cho thần linh, cho dù là gia chủ gia tộc đứng đầu như Miyamoto Osamu thấy đại thần quan cũng phải hành lễ, nếu không sẽ bị cả Nhật Quốc khiển trách, cho nên có địa vị và danh vọng rất cao ở Nhật Quốc chỉ có Abe Seimei không cần hành lễ với đại thần quan. Bạch Tiểu Tuyết giải thích, cô đến Nhật Quốc không nhiều lắm, nhưng Bạch gia có ghi chép nhiều về tu sĩ. Tông môn ở các quốc gia, trong đó có ghi chép về đại thần quan. Còn nhà ODA, tổ tiên có danh tiếng lớn nhất thời cuối chiến quốc, tuy tổ tiên nhà ODA bị thuộc hạ ám hại, nhưng nhà ODA vẫn phát triển đến bây giờ, thực lực chưa bao giờ rời khỏi gia tộc đứng đầu Nhật Quốc. Abe Seimei vừa chết, đại thần quan là người rất có danh vọng, nhà ODA và nhà Fiuma là thế lực mạnh, nếu nhà Fiuma bị lợi dụng, khả năng nhà ODA làm là rất cao. Tiểu Tuyết nói tiếp. Fiuma Santaro nghe Tiểu Tuyết nói vậy, trong lòng vốn vui vẻ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch Tiểu Thư nói không sai, chắc chắn là kẻ tiện nhân đại thần quan kia và nhà ODA cấu kết với nhau dở trò quỷ, chỉ cần một câu của Mạc tiên sinh, tôi lập tức dẫn người vây quanh nhà ODA, bắt lão già ODA Zantoku kia đến cho Mạc tiên sinh. Lúc trước anh ta có hoài nghi là bẫy, nhưng vì có phong giã thất chú ở đây, anh ta không để ở trong lòng. Dù sao đây là nguyền rủa khiến một quốc gia chiến loạn mấy trăm năm, còn không đối phó được một người Hoa Hạ. Mãi đến vừa rồi anh ta mới hiểu ra nếu có chuyện tốt như vậy,
vì sao nhà ODA không ra tay, trái lại tặng cho anh ta? Đó là vì Mạc Phàm quá mạnh, ODA Zangtoku không nắm chắc, cho nên không dám ra tay. Mạc Phàm nhớn mày, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Hắn không đi tìm những gia tộc này gây phiền phức, trái lại tự bọn họ tới tìm, lát nữa hắn sẽ xem trong hồ lô của hai nhà kia chứa thứ gì. Anh nói xong chưa? Mạc Phàm nhìn Fiuma Santaro, lạnh lùng nói. Fiuma Santaro hơi sửng sốt, vẻ mặt hơi thay đổi, lập tức thay vẻ mặt nịnh nọt. Mạc tiên sinh muốn tìm bọn họ gây phiền phức sao? Nếu Mạc tiên sinh muốn đích thân đi, tôi có thể dẫn đường, khắp phủ đệ của đại thần quan và nhà ODA có trận pháp, không dễ dàng xông vào, nhất là thiên thần cung của đại thần quan, lại càng bày La Thiên đại trận, nếu tôi dẫn đường thì Mạc tiên sinh hoàn toàn không cần lãng phí thời gian với mấy thứ này. Fiuma Santaro ăn nói khép nép, giống như một con chó. Tôi tự đi tìm bọn họ được, trái lại là anh đó, tôi đã phá giải nguyền rủa của anh rồi, anh cũng thử nguyền rủa của tôi xem. Ngón tay Mạc Phàm khẽ lướt, một tiểu cầu màu lam cỡ đạn châu mang theo khí tức yêu dị, tang thương, cổ xưa xuất hiện trên tay hắn. Mắt Fiuma Santaro mở to, trên mặt không còn chút huyết sắc. Anh ta thân là chớ chú sư của nhà Fiuma, sao có thể không nhìn ra lam cầu rực rỡ trên tay Mạc Phàm là một nguyền rủa? Anh ta từng thấy rất nhiều người thống khổ vì bị hạ chú, trong đó bao gồm hai em gái anh ta, tuy anh ta chưa từng chịu loại đau đớn này nhưng biết khó mà chịu được. Không, Mạc tiên sinh, tôi chỉ trúng bẫy của bọn họ, tôi vô tội. Fiuma Santaro vội vàng nói. Vô tội. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Fiuma Santaro vì địa vị của mình, mà hạ nguyền rủa với đám tiểu vũ, nếu đám tiểu vũ là người bình thường, chúng nguyền rủa sẽ là đám tiểu vũ. Vậy mà Fiuma Santaro dám nói là mình vô tội, đúng là buồn cười. Nếu dám lấy nguyền rủa đối phó người nhà hắn, vậy cũng thử nguyền rủa của hắn đi. Cho dù Fiuma Santaro thật sự vô tội, cũng phải chết. Anh rất thích hạ chú với người khác đúng không? Có từng thử nguyền rủa mình chưa? Liên tục hạ nguyền rủa với mình, điều kiện là không chết không ngừng. Hạt châu màu lam giống như nghe được lời Mạc Phàm nói, chớp lóe lam quang. Ý niệm của hắn vừa động, tiểu cầu màu lam bay về phía Fiuma Santaro. Vẻ mặt Fiuma Santaro như nhìn thấy quỷ, liều mạng muốn rời đi, nhưng thân thể như đóng đinh trên mặt đất, vốn dĩ không thể rời đi được, hạt châu màu lam chớp lóe liền tiến vào trong cơ thể hắn. Hai tay anh ta run rẩy hoàn toàn không thể khống chế bắt đầu chuyển động, một đám nguyền rủa anh ta thường dùng xuất hiện. Những nguyền rủa này vừa thành hình, liền biến mất vào trong cơ thể anh ta. Không. Tiếng kêu thê lương truyền từ trong Skichi ra ngoài. Chỉ trong phút chốc, Fiuma Santaro giống như người điên, quần áo bị anh ta xé rách từng mảng, trên người đều là vết máu do anh ta tạo ra, anh ta lăn lộn trên đất liên tục, giống như vô cùng đau đớn. Mạc Phàm, tốt nhất là cậu giết tôi đi, nếu không đợi tôi giải được nguyền rủa này, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Fiuma Santaro không nhịn được giận dữ hét. Anh ta đường đường là Fiuma Santaro. Người thừa kế tương lai của nhà Fiuma, anh ta đã ăn nói khép nép lấy lòng Mạc Phàm, vậy mà Mạc Phàm vẫn hạ nguyền rủa với anh ta. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, cầm lấy thực đơn ở bên cạnh. Nguyền rủa mà hắn hạ với Fiuma Santaro có tên là Thông Thiên Chú, người chúng nguyền rủa này sẽ không ngừng thi triển nguyền rủa với mình. Người chúng nguyền rủa này, có thể nói là muốn sống không được, thậm chí là tự sát cũng không làm được. Ở cả tu chân giới. Cũng chỉ có hắn mới giải trừ được nó. Fiuma Santaro này trúng Thông Thiên Chú, còn muốn phá giải, nghĩ danh xưng y tiên bất tử của hắn là nói chơi à. Quả thật hắn có thể giết Fiuma Santaro tại chỗ, chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Nhưng so với để Fiuma Santaro chết thoải mái, hắn càng thích để Fiuma Santaro chậm rãi chịu tư vị của Thông Thiên Chú. Hắn vẫy tay, Tengu hiểu ý, dẫn Fiuma Santaro rời khỏi nhà ăn. Bên ngoài nhà ăn, không ít người nhìn Mạc Phàm lạnh nhạt gọi món, lại nhìn Fiuma Santaro được mang đi, không nói nên lời. Fiuma Santaro trẻ thì trẻ thật, nhưng có không ít người e ngại anh ta. Nhưng Fiuma Santora ở trước mặt Mạc Phàm, giống như gà đất chó kiểng bị thu thập dễ dàng. Mạc Phàm này đúng là quá lợi hại rồi. Tu vi mạnh hơn ABC Mây, ngay cả phương diện nguyền rủa cũng mạnh hơn nhà Fiuma nguyền rủa thế ra không chỉ một chút. Người như vậy là người sao? Chỉ sợ sau này Tokyo không còn an bình rồi.
Lão giả lúc trước cầu xin Mạc Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tokyo vốn có một đền thờ ba nhà quyền thế mười phương lưu phái, đền thờ là đền thờ dưới núi Phú Sĩ, ba nhà quyền thế là chỉ nhà Miyamoto, Oda và Fuma, mười phương lưu phái bao gồm nhà Koga, Iga, Yagyu, vân vân. Mạc Phàm ở Tokyo 2 ngày, Abe Seimei ở đền thề bị Mạc Phàm giết chết, ba nhà quyền thế thì nhà Miyamoto, nhà Fuma bị hủy diệt, thập lưu tông chủ bị Mạc Phàm giết bảy. Nhà quyền thế chỉ còn lại nhà Oda, chắc chắn cũng khó trốn được một kiếp. Tokyo vốn là một vùng đất hỗn loạn, không có đám Abe Seimei trấn áp, đại loạn sẽ rơi xuống. Vậy có biện pháp nào không? Một người ở bên cạnh thở dài nói. Abe Seimei đã không phải là đối thủ của Mạc Phàm, nguyền rủa nhà Fuma cũng không làm gì được Mạc Phàm, vậy còn ai có thể làm gì Mạc Phàm? Chúng ta không có biện pháp, nhưng hy vọng Oda đại nhân có biện pháp. Trong mắt một số người lóe lên trông mong nói, nhìn về phía nhà Oda. Thiên phú tu luyện của Oda Zantoku không cao, nhưng có tiếng là bày mưu nghĩ kế. Chuyện không nắm chắc, ông ta tuyệt đối sẽ không làm. Fuma Santaro ra tay đuổi Mạc Phàm, tuyệt đối là Oda Zantoku dở trò quỷ. Nếu Oda Zantoku ra tay, bất luận kết quả thế nào chắc chắn đều có kế hoạch. Tuy bọn họ không biết Oda Zantoku còn quân bài gì chưa lật, nhưng chắc chắn Oda Zantoku có kế hoạch gì đó. Chỉ hy vọng như vậy. Một tiểu tử hoành hành không sợ gì ở Tokyo, thân là thế gia Nhật Quốc trên mặt bọn họ luôn khó coi, thu thập hết người ngoài thì tốt. Cho dù dùng thủ đoạn gì. Theo Fuma Santaro được mang đi, người ở cửa cũng nhanh chóng tản đi. Mạc Phàm và đám tiểu vũ, tiểu tuyết ăn cơm ở Lưu Niên, hắn không vội đến nhà Oda tìm đại thần quan gì đó kia, mà dạo chơi cảnh đêm Tokyo với bọn họ, giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tiểu tuyết luôn nhíu mày cả đêm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Anh không đến nhà Oda hay thiên thần cung à? Bên cạnh một con sông nhỏ, tiểu tuyết xúc vào lòng Mạc Phàm, cuối cùng không nhịn được hỏi. Đi làm gì? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười hỏi. Anh biết rõ còn hỏi. Tiểu tuyết véo tay Mạc Phàm, hơi tức giận nói. Không đến thiên thần cung cũng không sao, nhưng tất phải đến nhà Oda. Nhà Oda khác hoàn toàn với nhà Miyamoto, nhà Fuma, nhà Miyamoto là gia tộc kiếm đạo có tiếng, ở phương diện kiếm thuật rất nổi tiếng, kiếm sĩ rất được mọi người tôn kính. Càng vì có Miyamoto Musashi tồn tại, khiến địa vị nhà Miyamoto không thể bị cướp đoạt ở Nhật Quốc. Nhà Fuma có địa vị cao như vậy, là lợi dụng nguyền rủa và tính cách, thói quen điên cuồng khiến người ta sợ hãi, khiến người ta vì giữ mạng mà không thể không cho bọn họ địa vị cao. Cho nên nói nhà Miyamoto là một võ giả tôn sùng vũ lực, nhà Fuma thì là người điên. Hai nhà này đều dễ đối phó, cũng không có gì phải lo lắng, bởi vì bọn họ đã rất đơn giản. Còn có nhược điểm chí mạng. Nhà Oda thì khác, nhà Oda xuất thân nổi tiếng, am hiểu không phải vũ lực cũng không phải chú thuật, mà am hiểu chỉ đạo và nghĩ ra các âm mưu. Tuy Fuma Santaro hoàn toàn bị Mạc Phàm chế phục, nhưng không thể không phòng nhà Oda. Nhà Oda có thể đặt bẫy nhà Fuma, cũng có thể xoay vòng bọn họ ở bên trong. Cô có cảm giác chuyện hôm nay tuyệt đối không đơn giản chỉ là muốn đuổi bọn họ khỏi Nhật Quốc. Em muốn nói điều tra xem trong hồ lô của nhà Oda chứa gì sao? Mạc Phàm ôm Tiểu Tuyết, cười khẽ hỏi. Tiểu Tuyết gật đầu, nếu nhà Oda ra tay, vẫn nên điều tra động cơ của bọn họ thì hơn. Dù sao bọn họ sắp rời khỏi Nhật Quốc, Mạc Phàm không chỉ bảo vệ cô, còn phải bảo vệ nhiều cô gái bình thường của Bạch Gia nữa. Chuyện này không cần thiết phải điều tra. Mạc Phàm thần bí nói. Anh có ý gì? Đại thần quan cũng được. Nhà Oda cũng được, sở dĩ bọn họ để Fuma Santaro ra tay, quả thật nguyên nhân thứ nhất là muốn anh rời khỏi Nhật Quốc, tránh để anh tạo thành tai nạn khác, thứ hai là thừa dịp anh bị thương chưa lành, trên đường về Hoa Hạ sẽ ra tay mai phục, nếu cảm giác của anh không sai, loại khả năng hai có khả năng lớn hơn, cho nên không cần phải đến nhà Oda xác nhận chuyện này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn từng nói sẽ ở Nhật Quốc 3 ngày, ngay cả 3 ngày mà nhà Oda cũng không đợi nổi. Nói lên động cơ của nhà Oda không phải loại thứ nhất, bởi vì nhà Oda không cần vì một ngày mà đắc tội một người có thể diệt nhà Oda, chỉ có thể là nguyên nhân thứ hai. Nếu là nguyên nhân thứ hai, vậy thì không cần đến nhà Oda hỏi, đợi là được, sớm muộn gì cũng đến.
Ý của anh là nhà ODA có biện pháp đối phó anh sao? Lông mày Tiểu Tuyết khẽ nhíu lại, hỏi. Hẳn là vậy, tuy không cần hỏi vấn đề này, nhưng tối nay anh sẽ đến nhà ODA. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe một chút sắc bén, nhìn thoáng qua một phương hướng nói. Anh đến đó làm gì? Đi giết người. Giọng nói của Mạc Phàm hơi phát lạnh trả lời. Không ai có thể ra tay với người nhà hắn mà không trả giá thật nhiều, nhà ODA cũng như vậy. Tuy nhà ODA không trực tiếp ra tay, nhưng giở trò ở sau lưng hắn thì càng đáng ghét hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.